trường sinh tu tiên, cái này lão tặc quá cẩu, chương 306, sư thiên hung thuật, ác chiến, cái kia ngập trời phá thế tinh thần một kiếm, phủ đầu chém tới lúc, cả tòa nghìn trượng cổ võ trên lôi đài, trong sát na gió lôi bão bắt đầu, thanh hư đạo nhân cái kia thọ tinh mi một chút mặt nhăn, giơ tay lên điểm ra một đạo nồng nhiệt cực trắng quang, bay vào trên cao, hóa ra là một tòa kim sắc trung đỉnh pháp bảo, ầm ầm trấn áp xuống, ùng ùng. Ninh Xuyên trong con ngươi hiện ra một đạo hung ác màu sắc, bàn tay ba vạn niên cửu kiếp kiếm chợt vung lên, đón nhâm phượng minh cái kia tinh thần một kiếm, từ đuôi đến đầu, xa xa chém ra một kích, một kiếm này chém ra thời gian, quanh mình trong hư không, nghìn vạn đạo lôi mang toàn bộ hướng về ninh xuyên quanh thân vọt tới, trong nháy mắt, hóa thành sáng tinh toái mảnh nhỏ, cuốn tới, tới, nhâm phượng minh đồng dạng động rồi sát tâm, hắn từ trước mắt ninh xuyên trên người, cảm nhận được trước nay chưa có mạnh mẽ áp bách. Cho dù là trước đây cùng thất hải ma trì thiên kiêu một đời lúc giao thủ, hắn cũng chưa từng từng có như vậy cảm thụ. Người này pháp lực mặc dù không kịp hắn, nhưng khí tức, vì thế, còn có viên kia dung trí cực đạo ý, Nguyên Anh Trung Kỳ. Thật chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Oanh, lôi đài kết giới bốn phía lần thứ hai bạo chấn, vô số đại các tu sĩ dồn dập lui lại, trong ánh mắt tràn đầy hải nhiên màu sắc, cái kia ninh xuyên quả thật tiếp nhận nhâm công tử một kiếm, điều này sao có thể? hai người này tu vi sai ra ước chừng hai cái cảnh giới nhỏ, một đám các tu sĩ dồn dập thất sắc, vậy chờ thiên uy đối kháng, đã vượt xa khỏi bọn họ có khả năng nhúng tay phạm trù. Trong sát na, nhâm phượng minh đạp hư không mà đi, cái kia đại vũ tu di hình ảnh cho hắn phía sau chậm rãi triển khai, cũng hướng về thân thể của hắn quyển khúc mà đi bừng tỉnh nhìn lại, vậy giống như là một tấm mỹ lệ sáng thế họa quyển, bị nhâm phượng minh khoát lên đầu vai một dạng, làm hắn như một vị không thể địch nổi hạo nhiên thiên thần đấm ra một quyền, nhâm phượng minh cái này đấm ra một quyền đồng thời, cái kia đại vũ tu di trong bản vẽ ức vạn đạo tinh mang toàn bộ thu liễm trong đó, sau đó, như một phương tiểu vũ trụ vậy đập về phía Ninh Xuyên, ầm ầm, Ninh Xuyên bị một kích này chấn được bay ngược ra trăm trượng có hơn, đây chính là nhâm phượng minh, sư thiên minh được xưng độc nhất vô nhị thiên túng một đời, dựa vào sư thiên hung thuật cùng đại vũ tu di hình ảnh, liền Ninh Xuyên cũng muốn tạm lánh một kích này phong mang, chỉ là, Quanh mình đại các tu sĩ còn chưa từng tới kịp hoang hô, tràn diện cũng đã phát sinh biến hóa. Ngươi cho rằng thân ủng đại vũ tu di hình ảnh bực này vô thượng pháp bảo, lại sử dụng ngươi cái kia hung thuật, là có thể thắng ta sao? Ninh xuyên trên mặt hiện ra một vệt đạm nhiên cười nhạt, giữa lông mày, đều là lăng nhiên mà lên lãnh ngạo. Hai người chiến đến tận đây khắc, hắn thậm chí cũng không từng sử dụng những thứ kia đại thần thông thuật, còn có các loại chân chính con bài chưa lật sát chiêu cũng đã bức bách được nhâm phượng minh con bài chưa lật ra hết, tranh đua miệng lưỡi, không hề bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Hôm nay, người ta chỉ có thể có một người còn sống trời đi. Nhâm phượng minh trong miệng nói một tiếng, giơ tay lên kêu thêm, đại vũ tu di trong bản vẽ, nghìn vạn đạo hoang tinh ầm vang mà sống, toàn bộ từ cái kia trong tinh không đập về phía ninh xuyên, ninh xuyên đồng dạng động rồi, bước ra một bước, cái kia xong tuyệt thế yêu nhãn bên trong, một đạo lộ ra thảm màu tím hồng quang phá khai rồi nghìn trượng hư không, như một thanh kiếm sắt, hung hăng chém vào nhâm phượng minh não hải. a à, nhâm phượng minh trong miệng chợt bột phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong sát na thất khiếu chảy máu, thẳng từ trên cao đột nhiên rơi xuống đất. Cái này đột nhiên kịch biến một màn cũng triệt để kinh hải vây xem đại các tu sĩ, bọn họ cũng không đại thần thông thuật bàn thân, càng xem không rõ, nên xuyên dùng là thủ đoạn gì dĩ nhiên có thể một kích liền chuyển bại thành thắng. Xa xa nghỉ chân với một đầu tiên lộc trên lưng, Vũ Linh Tiên Tử nhìn trên lôi đài Ninh Xuyên, trong con ngươi xinh đẹp lại toát ra một phần như có điều suy nghĩ. Đạt được điên đảo chúng sinh cái này bản đại thần thông thuật sau đó, Ninh Xuyên trải qua đáng kể khổ tâm rèn luyện cùng cảm ngộ, cuối cùng khiến cho diễn hóa ra khỏi đạo này sát chiêu, lục diệt động nhìn, dùng cái này một kích, ngưng tụ chính là Ninh Xuyên cái kia tuyệt thế yêu nhãn bên trong trí cường tinh thần trùng kích công kích cũng không phải thân thể, mà là nguyên thần chỗ tại trước đây, Ninh Xuyên còn chưa từng có thi triển chiêu này cơ hội, nhâm phượng minh, liền thập phần xui xẻo thành đệ một cái vật thí nghiệm, kết quả là khiến cho mọi người đều kinh ngạc vô cùng, liền Ninh Xuyên cũng không nghĩ tới, một kích này hung ác lại cường hãn như vậy, từ trên cao rơi vào lôi đài bên trên sau đó, nhâm phượng minh thất khiếu chảy máu, giống như ác quỷ, trong miệng gào lên đau đớn liên tục, nguyên thần thậm chí đều xuất hiện vài vết rách, hơn nữa làm hắn không thể nhẫn nại là từng đạo như ma chướng một dạng huyễn ảnh đang ở trong đầu của hắn tùy ý bốc lên khuấy động đạo tâm của hắn những hình ảnh kia trung hắn thấy được rất nhiều quỷ dị tồn tại có cái kia tung hoành triệu dặm tịch quyển loạn ma hải hắc sắc cơn lốc còn có một vùng núi còn phải tiếp tục sao ninh xuyên vừa mới mở miệng một đạo áo bào trắng thân ảnh sớm đã từ trên cao hạ xuống chắn hắn cùng nhâm phượng minh trong lúc đó trận này bần đạo cho rằng đã lại không tiếp tục cần thiết nhâm phượng minh vô lực tái chiến nên phải xử bại thanh hư đạo nhân trong miệng quát to một tiếng đồng thời giơ tay lên hướng nhâm phượng minh cái tráng đánh vào hai đạo màu vàng thánh ấn đem cái kia suýt nữa giải tán nguyên thần ổn định lại nhâm phượng minh dù sao cũng là sư thiên minh hổ tiếu đường con trai của đường chủ thanh hư đạo nhân cùng hổ tiếu đường chủ nhâm khiếu lại đã từng có chút giao tình lúc này mới xuất thủ cứu nhâm phượng minh một mạng liếc mắt nhìn chằm chằm ninh xuyên thanh hư đạo nhân vẫn chưa mở miệng hỏi cùng ninh xuyên đạo kia tử sắc hồng quang tới chỗ. Tu tiên giả trong lúc đó, riêng phần mình người mang pháp bảo hoặc là thần thông thuật, đây là chuyện hết sức bình thường, đồng thời, có một cái bất thành văn, nhưng tu tiên giả nhóm nhất trí vân theo quy củ, đó chính là tuyệt không đơn giản tham dự vào đối phương pháp bảo hoặc là pháp thuật như thế nào như thế nào, thất phu vô tội, có báo vật là mang tội, trước người hiển lộ đường hoàng, vậy sẽ phải gánh chịu bị người khác nhớ phiêu lưu hôm nay có lẽ ngươi thắng được những thứ này người có lòng, ngày khác, gặp được nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí hóa thần kỳ đại tu sĩ vì pháp bảo mà đến, chẳng phải là muốn đem mệnh thông báo đi, Ninh Xuyên cũng lười lại để ý tới bọn họ, xoay người sải bước ly khai lôi đài, hắn vẫn chưa thật di chuyển sát tâm, bằng không, như lấy pháp võ thiên cái kia 10 vạn trượng pháp tướng đề cao cái này lục diệt động nhìn một kích, sợ rằng nhâm phượng minh liền huyết nhục cũng sẽ không lưu lại mảy may. Mới tới cái này ngự linh đảo nhất giới, ninh xuyên đã giết hổ tiếu đường chủ như lại đương chúng giết chết nhâm phượng minh cái này ngự linh tông chỉ sợ là tuyệt không có thể hai không có thể vào đạo huynh thật là bản lãnh a à. ninh xuyên đi tới đoàn người bên này lúc trước đã nói với hắn mấy câu nói thạch chính sơn đã đi tới chắp tay tán dương khen lầm rồi bất quá mưu lợi mà thôi ninh xuyên một chút xua tay ánh mắt nhìn về phía xa xa vũ linh tiên tử đè trước đây ước định ninh xuyên đã chứng minh rồi chính mình có đủ thực lực tới khiêu chiến cái này thông tin võ viện cánh cửa, cái kia nữ nhân chớ không phải là còn mạnh hơn lưu ta hay sao? Ninh Xuyên trong lòng thầm nghĩ, cốt một hồi hoa lệ chi chiến, hoàn toàn chính xác làm ta mở rộng tầm mắt. Vũ Linh Tiên Tử mở miệng nói ra, ngươi gọi là Ninh Xuyên, phải không? Chính là, Ninh Xuyên chắp tay nói, ngươi mặc dù ngỗ nghịch với ta, bất quá, nhớ tới ngươi mới tới ngự linh đảo, việc này có thể một khoảng mà qua. Vũ Linh Tiên Tử nói, nếu muốn vào thông tin võ viện, Liền hãy theo ta đến đây đi. Chương 307, Chương thứ nhất thân người chết, trăm đảo chấn động. Nghe vậy, Ninh Xuyên hơi dừng lại, cái kia Vũ Linh Tiên tử cũng đã đạp tiên lộc lưng, hướng Thông Tiên Võ Viện bên trong đi. Đạo huynh, ngươi còn do dự cái gì? Mau cùng lên a, Thạch Chính Sơn vội vã nhắc nhở, đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội tuyệt hảo a, bọn ta những thứ này tu sĩ, cả ngày nay không từng có ngươi phần này vận khí, đa tạ nhắc nhở, Ninh Xuyên gật đầu hướng thông tiên võ viện bên trong đi tới lúc, mâu quan nhìn về phía xa xa nhâm phượng minh, cái gia hỏa này dán rồi cái kia một lúc sau, như trước chỗ đang hôn mê, lúc này đang nằm tại cái kia váy xanh nữ tử tần tiêu trong lòng đâu. Lục diệt đổng nhìn lực lượng đến tột cùng bao nhiêu, nên xuyên tự vấn cũng không có một chân chính đáp án, thuật này thuấn phát đột nhiên, lại trực kích nguyên thần, thường thường có thể trong đối chiến đưa đến không tưởng được kỳ hiệu. Hôm nay nhâm phượng minh có thể bị thua thiệt lớn như vậy, không riêng bởi vì Ninh Xuyên công kích quá mức đột nhiên, càng bởi vì hắn chính mình tâm tính cao ngạo, nhưng, nếu như đụng với chân chính hóa thần kỳ cường giả, thậm chí là luyện hư kỳ đại năng, một chiêu này ngược lại có thể biến khéo thành vùng lục diệt đổng nhìn sở nở rộ đạo kia kinh thiên trường hồng, trong đó sở ngưng, 99% đều là cái kia không ba song tuyệt thế yêu nhãn bên trong nguyên thần chi lực, mà nguyên thần chi lực rồi lại khác là một đạo pháp môn, Ninh Xuyên có thể đánh bại dễ dàng nhâm Phượng Minh có tương đương một bộ phận nguyên nhân, ở chỗ nhâm phượng minh nguyên thần yếu hơn hắn, dù sao, cũng không phải gì đó tu tiên giả đều có thể giống như ninh xuyên, đem những thứ kia tuyệt thế hy hữu linh dược coi như ăn cơm, rèn luyện nguyên thần, rèn nuôi tinh thần thức hải, lấy như vậy chi đạo nhiều lần mà đi, ninh xuyên hiện nay nguyên thần chi lực, đã không thua gì với nguyên anh đại viên mãn kỳ đại tu sĩ, nhưng, dùng cái này một kích, nếu là đối đầu chân chính hóa thần kỳ đại tu sĩ, ngược lại có thể bị đối phương dị thường tinh thần cứng cỏi bích lũy bắn ngược gây thương tích. Một mặt đi tới, Ninh Xuyên trong lòng cũng tại âm thầm suy nghĩ, này đạo pháp thuật, nếu như không tất yếu, còn tưởng là tận khả năng thiếu ở trước mặt người khác hiển lộ, nếu muốn xuất thủ, vậy nhất kích tất sát, một nơi u tĩnh, lâm một cao lớn nguy nga, dinh thự thấp thoáng ở giữa, tiên hà lưu động, thần thái dị thường. Ninh Xuyên theo Vũ Linh tiên tử cùng nhau đi tới, đã thấy được không ít kỳ trân dị thú thậm chí, một ít vạn năm linh dược, cứ như vậy sanh ở trên mặt đất, chỉ coi làm ngắm cảnh sử dụng, dây lát thời gian, Ninh Xuyên liền đến một tòa nguy nga cửa điện lớn trước, cái kia hai miếng sư tử thủ vòng đồng đại môn chừng gần 30 trượng cao, cửa điện mở rộng, chính giữa, chính là một tòa cao độ vượt lên trước 10 trượng tử đồng đang lô, nghiễm nhiên đang luyện chế linh đan, đang dược hương khí đập vào mặt, dù cho chỉ có một đơn ngửi một cái đang dược kia hương khí, Ninh Xuyên sách tóm tắt ra, vật ấy hóa ra là hóa thần kỳ bên trên bảo đan. Bước vào cái này loạn ma hải phía sau, Ninh Xuyên lúc đầu liền ôm lấy nhiều tìm chút hóa thần kỳ đan phương, cốt luyện chế đan dược, để phòng sau đó đột phá sử dụng. Chưa từng nghĩ, đoạn đường này đánh bậy đánh bạ, hóa ra là trực tiếp tìm được cái này thông tiên võ viện đang cắt, viện chủ, Vũ Linh Tiên tử đứng ở trước cửa, hướng trong đại điện nói một tiếng, không bao lâu, một gã thấp lè tè lão đạo từ bên trong đi ra, hạt phát đồng nhang, sắc mặt như đứa trẻ sơ sinh vậy hồng nhuận vũ linh tiên tử trăm năm không thấy chưa từng nghĩ không ngờ xuất quan bần đạo chưa từng tới kịp trước mặt chúc mừng thực sự xấu hổ cái kia bị gọi là viện chủ mập lão đạo chắp tay hướng vũ linh tiên tử nói ngôn ngữ cùng thần thái trong lúc đó lại hiện ra thập phần cung kính viện chủ liền không cần đa lễ người này tên gọi là ninh xuyên là ta từ bên ngoài sơn môn chọn tới vũ linh tiên tử nói từ hôm nay trở đi Ngài lại đưa hắn thu dung ở nơi này thông tiên võ viện bên trong, nếu có bực nào chỗ bất tiện, tận sức có thể tìm ta nghe vậy, Ninh Xuyên trong lòng không khỏi ám đạo, cái này Vũ Linh tiên tử chớ không phải là thật sự đem hắn cho rằng tùy tùng hay sao? Hai người vốn không quen biết, Ninh Xuyên không nghĩ ra được cái kia nữ nhân có lý do gì biết giúp hắn như vậy, quý nhân tuy khó được, nhưng này phải là thật quý nhân mới được, nếu như mặt ngoài hành quý nhân cử chỉ, sau lưng lại ám có ý tưởng, vậy chớ bàn những thứ khác ninh xuyên viện chủ lão đạo trên dưới quan sát ninh xuyên hai mắt bởi vì vũ linh tiên tử ở bên vẫn chưa như thế nào đề ra nghi vấn liền nhận lời xuống dưới bần đạo bình thường luyện đang sự vụ bận rộn đang cần một cái chân chạy ngươi lại lưu lại đi mập lão đạo nói với ninh xuyên ngay tại lúc đó tại phía xa mấy triệu dặm bên ngoài sư thiên đảo trung sư thiên minh trong đại điện mấy đạo thân hình không đồng nhất thân ảnh lúc này chính nhất một mặt ngồi ở hai nhóm trên ghế ngồi sắc mặt âm trầm trong góc chỗ tựa lưng trên có khắc có một con mảnh hổ xuống núi tọa ỷ lại chỗ trống hổ tiếu đường chủ chết rồi là bị người giết chết lại huyết tinh cùng tùy thân pháp bảo mất hết trên thủ vị một đạo quanh thân bao phủ ở trong bóng tối thân ảnh lên tiếng thanh âm nếu như trời đông giá rét lão nha một dạng khô khốc lạnh lẽo liền tại trước đây không lâu hổ tiếu đường chủ nhâm khiếu chết đã bị hổ tiếu đường nhân phát hiện tuyến báo cũng đưa về sư thiên đảo sư thiên đại điện sư thiên minh phía dưới sắp đặt 10 đường, mỗi một đường đường chủ đều nhất định là đã đủ quát tháo nhất phương đại cường giả. Cái này 10 trong sảnh, không có gì ngoài hổ tiếu đường ở ngoài, còn lại cửu trong sảnh, hiện thế chỉ có 4 đường, theo thứ tự là Long Uyên đường, Phượng Ẩn đường, Lân Hải đường, Huyết Quỷ đường, mặt khác cái kia lánh đời 4 đường, đồng đại là sư thiên minh chân chính nội tình chỗ, không người biết cái này bốn đường đường chủ là người phương nào, thực lực bao nhiêu. Mỗi một đường các ti kỳ chức, thế lực bao trùm sư thiên đảo quanh mình cao thấp trên trăm cái đảo giới, thí dụ như hổ tiếu đường, phụ trách chính là ngự linh đảo nhất giới áp tiêu chạy thương, đồng thời, nếu là có người giá cao ngọn kim kiêu thủ, bọn họ cũng giống vậy tiếp thu, nhâm khiếu chết rồi, cũng không thể giao động sư thiên minh căng cơ, nhưng chuyện này ảnh hưởng, lại chấn động quanh mình trên trăm cái đảo giới. Phanh, 117 danh nam tử sắc mặt lửa giận âm trầm, bàn tay cái kia vạn năm thiết tinh làm bằng tọa ỷ tay viện, trong nháy mắt nổ tung, tứ đệ chết kỳ quặc, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám đối với ta sư Thiên Minh xuất thủ như thế, nam kia tử hàng tiếng nói, này rõ ràng chính là ở khiêu khích chúng ta sư Thiên Minh uy nghiêm, vô luận là ai, đều tội đáng chết vạn lần, trên thủ vị thân ảnh kia lần nữa mở miệng nói, ta nghe nói, tứ đệ nhi tử, ở Ngự Linh đảo nhất giới bị người trọng thương hôn mê, mà tứ đệ cũng trùng hợp chết ở Ngự Linh đảo, minh chủ, thuộc hạ nguyện lĩnh mệnh xuất phát thế tất yếu đem việc này ra được ra ra manh mối, lệnh hung đồ luyện hồn mà chết. Một người đàn ông đứng dậy, người này thân hình phiêu hốt giống như quỷ mị, dưới thân tấm kia ghế ngồi thậm chí kết thúc đầy băng hoa. Ra, tự nhiên là muốn ra, các ngươi ba cái lập tức sẽ lên đường, thẳng đến ngự linh đảo nhất giới. Sư thiên minh chủ thản nhiên nói, bất quá, chỉ làm cho người của chúng ta đi, như thế vẫn chưa đủ, muốn cho ngự linh đảo quanh mình thế lực toàn bộ đứng ra, cả kia thất hải ma trì cũng không có thể ngoại lệ, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định tra ra chân tướng. Đạo kia quỷ mị thân ảnh sau khi đứng dậy, bên cạnh có khác ba người đi cùng dựng lên, bốn người bước ra sư thiên cửa điện lớn bên ngoài. Dây lát thời gian, từng đạo như như sấm ùng ùng tiếng vó ngựa bước vào trong cao không, một mạch hướng ngự linh đảo nhất giới phương hướng mà. Chương 308, Lão Lạc Thông Tiên Viện Chủ, ba ngày thời gian, Ninh Xuyên đã quen thuộc ở thông tin võ viện bên trong cần chuyện cần làm vụ có lẽ là bởi vì ninh xuyên đứng phía sau vũ linh tiên tử duyên cớ thông tin viện chủ vẫn chưa như thế nào làm khó dễ ninh xuyên chỉ là đem một ít đang cắt sống giao cho hắn làm như là nhặt than củi hái linh dược trong coi tòa kia cự đại đang lô các loại sống ninh xuyên làm cũng là thuận buồm xuôi gió dù sao ban đầu ở thiết kiếm môn lúc hắn liền đối với thảo dược cùng đan thuật có tương đối cảm ngộ với hiện nay xem ra cũng chẳng qua là đem những thảo dược kia đổi thành linh dược mà thôi ngày hôm đó buổi sáng Ninh xuyên theo thường lệ ở linh dược phố bên trong chọn thông tiên viện chủ làm cho hắn chuẩn bị các loại linh dược. Không thể không nói, cái này chân chính tu tiên đại tông chính là không giống tầm thường. Nơi đây thiên địa linh khí nồng nặc, ngoại giới cái kia ngự linh tiên hải tiên khí lại tư dưỡng cả tòa đỉnh điểm, làm cho này linh dược sinh trưởng được phá lệ khỏe mạnh. Một vạn năm phượng xí cỏ, năm nghìn năm huyền tủy tầm chết khô, tám ngàn năm long dương đằng. Ninh xuyên trong lòng lặng lẽ niệm lấy thông tiên viện chủ bàn giao hắn những thứ kia linh dược một tay chỉ cần giơ tay lên một vòng nhất chiêu từng bụi linh dược sẽ rơi vào trong túi đựng đồ đi tới nơi này mấy ngày thời gian ninh xuyên tuy nói đối với nơi này linh dược cực cảm thấy hứng thú nhưng cũng không có xuất thủ làm vài cọng dấu đi có ở đây không quen thuộc nơi này điều kiện tiên quyết làm như thế phiêu lưu nhưng là cực kỳ to lớn linh dược phố tuy là mỗi ngày nhìn như không người quản lý nhưng ninh xuyên cũng hiểu được những thứ này linh dược có thể an nhiên sinh trưởng lâu như vậy nếu nói là là thiên sinh nuôi thả, cái kia tuyệt đối không thể, nơi đây, tất nhiên không hề dừng một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, còn nữa, ngoại trừ linh dược ở ngoài, Ninh Xuyên càng thêm cảm giác hứng thú, là thông tin viện chủ gần nhất đang làm một chuyện, đó chính là luyện đan, bình thường đan sư nếu muốn mở lò luyện đan, chi bằng trước giờ chuẩn bị tốt các loại linh dược, gắn đạt tới một lần thành công, đồng thời một lò sinh sản nhiều chút linh đan. Dù sao, những thứ kia đắt giá linh dược cũng không phải là rau cải trắng muốn tìm là có thể tìm được có chút ngoạn ý nhi đó là cầm thượng đẳng linh thạch đều không cầu được bảo bối có thể hay không tình cờ gặp đều xem cơ duyên nhưng mà thông tin viện chủ luyện đang phương thức lại xác thực lệnh ninh xuyên mở rộng tầm mắt một hồi đều chuẩn bị đầy đủ trong đại điện thông tin viện chủ chắp tay sau lưng hướng ninh xuyên hỏi đủ ninh xuyên cũng không nói nhiều nói nhiều tất lỡ lời loại thời điểm này chuyên tâm nhìn lấy là tốt rồi. Thông tin viện chủ ừ một tiếng, giơ tay lên hư chiêu, từng cây một tơ vàng than trúc bốc lên ngọn lửa, rơi vào cái kia tử đồng đang lô dưới. Dây lát thời gian, từng đạo linh dược theo thông tin viện chủ bàn tay đánh ra pháp lực, rơi vào trong lò đan, sau đó liền bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Lão đạo này chẳng lẽ là toàn bộ không nhìn nửa điểm đang phương sao? Ninh Xuyên trong lòng âm thầm nghĩ, những thứ kia linh dược cũng đều là đã đủ đem ra luyện chế hóa thần kỳ linh đang bảo bối như thế ném vào liền luyện, hoàn toàn không có nửa điểm cách thức đáng nói, có thể thông tiên viện chủ trên mặt vẫn như cũ thông dong bình tĩnh. Nói xong khó nghe chút, động tác này, thật sự dường như đem những thứ này linh dược ném vào trong nồi loạn cách thủy một dạng, nhưng càng làm cho người ta khó hiểu là, như vậy phương pháp, bên trong lò luyện đang bay ra cũng không phải là thuốc hư mùi, ngược lại là đại thành hương khí, làm sao, ngươi hiểu được đang thuật. Thông tiên viện chủ thấy Ninh Xuyên nhìn trừng trừng lấy đan lô, mở miệng hỏi một tiếng lúc thời niên thiếu ta từng với một chỗ trong tông môn trải qua như vậy việc mưa dầm thấm đất hiểu sơ được một hai ninh xuyên chắp tay nói lão phu ta xem tới ngươi cũng không phải là hiểu sơ một hai thông tin viện chủ mỉm cười nói thẳng lão phu trước dưới chính là ba cánh hoa băng tiên lan sau đó vào cửu huyền đàm thủy dựa vào long dương đằng cùng huyền thủy tầm chết khô cái này ở giữa thần sắc của ngươi xuất hiện hai lần biến hóa nghe vậy Ninh Xuyên cũng cười nói, viện chủ quả nhiên thần mục như thân, trên mặt nổi mặt dù nói như thế, Ninh Xuyên trong lòng lại dĩ nhiên minh bạch, vị này thông tin viện chủ, chỉ sợ cũng có một môn tăng cường thị lực cùng tinh thần đại thần thông thuật trong người, bằng không, hắn là nhất định không khả năng dễ dàng như vậy liền khuy xuất Ninh Xuyên sắc mặt thay đổi, người ở trước mặt lão phu không cần che giấu chút gì, thông tin viện chủ nói, ba cánh hoa băng tiên lan cùng cửu huyền đàm thủy, hai người này đều là cực âm lạnh vô cùng linh khí vật dùng với luyện chế một ít thối thể ngưng nguyên linh đan lại không thể bình thường hơn ở nơi này lúc sắc mặt ngươi thông dong nhưng làm lão phu gia nhập vào long dương đằng cùng huyền tủy tầm chết khô lúc sắc mặt của ngươi hơi kinh ngạc một sát na giữa các tu sĩ âm dương hợp tu còn có ích lợi nhưng chế thuốc nhưng tuyệt không phải như vậy âm dương bộ dạng hỗn phản sinh thuốc hư cái này liền chứng minh ngươi hiểu được hóa thần kỳ đan phương lại không chỉ một tấm thông tin viện chủ vẫn là một bộ bộ dáng cười mị mị, nhưng nói ra, lại lệnh Ninh Xuyên trong lòng gấp bội cảm thấy chấn động. Trước đây, hắn chỉ coi cái này thông tin viện chủ là một hóa thần kỳ lão đạo, lại tin vu luyện đan, chưa từng nghĩ, lão đạo này sức quan sát kinh khủng như vậy. Viện chủ nói, không từng có nửa điểm sai lầm. Ninh Xuyên chấp tay nói, hóa thần kỳ đan phương, trước đây ta từng ngẫu nhiên thấy rõ qua chút hứa, chỉ hiểu được chút da lông mà thôi, cùng viện chủ không cách nào đánh đồng ngươi cũng không cần khiêm tốn thông tin viện chủ thản nhiên nói tới đây thông tin võ viện tu sĩ cái kia một cái cũng không phải là người mang nội tình còn như ngươi phần kia nghi hoặc đến cũng dễ dàng giải đáp ninh xuyên không nói chỉ làm lắng nghe phong thái bần đạo ở nơi này thông tin võ viện bên trong hơn ngàn năm gian đã sớm coi nhẹ tiên hà lên xuống các giới tranh sát bây giờ say mê cũng chỉ có một chuyện thông tin viện chủ nói đến đây nhìn về phía ninh xuyên ánh mắt sáng quắc nói đó chính là tự nghĩ ra đan phương khai sáng một bộ toàn bộ phép luyện đang mới cửa thông tiên viện chủ lời còn chưa nói hết bên ngoài rồi lại có một gã đệ tử bước nhanh tiến đến bái tại cánh cửa chỗ sư tôn tông chủ mệnh ngài lập tức đi trước ngự linh đại điện nói là ngự linh đảo các giới tông môn thế lực tới không ít người có đại sự muốn tuyên bố đệ tử kia cung kính nói ồ cái này đúng thật là hơn trăm năm khó gặp việc trọng đại ninh xuyên a vì ta bị bên trên túi trữ vật theo bần đạo đi một chuyến A. Thông tin viện chủ tự hồ là bởi vì Ninh Xuyên cũng am hiểu sâu đang thuật nguyên nhân. Đối với hắn nói một tiếng, dơ tay lên hư chiêu, tòa kia mười trượng lò luyện đang nắp lò tung bay. Từ đó, có ba miếng trơn bóng như tuyết, bánh nhuận nhược ngọc hóa thần kỳ linh đang bay ra, rơi vào thông tin viện chủ sớm đã mở ra hàng ngọc trong hộp. Ngự linh tiên hải chi bên ngoài, phổ thiên khắp nơi trong lúc đó, có thể thấy được đại lượng tiên thú tọa kỵ vọt lên mà đến, đạp đề lưu hỏa. Vũ Dực thần lãng, trên đó ngồi cử giả, đều là các tông đại nhân vật, bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Ngự Linh Phong bên trên Ngự Linh Đại điện, một tòa nguy nga trong đại điện, tả hữu thiết tọa mấy chục tấm, mỗi một tòa cao độ đều vượt qua năm trường, rộng lớn dị thường. Ninh Xuyên theo thông tiên viện chủ đến rồi một chỗ ghế khách chỗ, đứng ở thông tiên viện chủ phía sau, lấy hắn hiện nay ở Ngự Linh Tông bên trong thân phận tự nhiên không có khả năng tại bực này cảnh tượng hoành tráng trung tùy tiện ngồi xuống, tọa hạ, đây là lại không thể bình thường hơn chuyện, còn lại mỗi cái đại tông môn người cầm đầu, cũng đang trước sau bước qua cửa đại điện hạm, đi vào ở giữa kiều, chương 309, lại là nhất kiện thông thiên dị bảo, sư thiên minh long uyên đường chủ tới chơi, sư thiên minh phượng ẩn đường chủ tới chơi, sư thiên minh lân hải đường chủ tới chơi, sư thiên minh huyết quỷ đường chủ tới chơi. Cái này bốn đạo tiếng quát hầu như ứng tiếp dựng lên, trong đại điện, vô số đạo ánh mắt đều mãn hàm kinh dị nhìn về phía chính điện đại môn phương hướng. Sư thiên minh thành tựu ngự linh đảo quanh mình trăm đảo bên trong thế lực cấp độ bá chủ một trong, cực nhỏ sử dụng lớn như vậy liền dựa vào, đúng như thông tin viện chủ nói đồng dạng, cho dù là gần trong vòng trăm năm, đây cũng là chưa bao giờ có cảnh tượng, cái này bốn đường đường chủ đi vào đại điện sau đó, mỗi người đều là sắc mặt âm trầm như sắc, dùng dập ngồi xuống, cũng không nói lời nào, thất hải ma trì, thương hải ma chủ giá lâm, lạc hỏa thần triều cao hoạn giá lâm, từng đạo cung nghênh âm thanh liên tiếp vang lên, không bao lâu, cái này ngự linh trong đại điện hóa ra là không còn chỗ ngồi, các tông các giới cường giả phân tranh đến mà đến, như vậy một màn, ninh xuyên trong lòng không khỏi có chút ý tưởng, người ngoài, như là thất hải ma trì thương hải ma chủ, còn có cái kia lạc hỏa thần triều cao hoạn, hắn cũng không nhận ra. Nhưng, sư thiên minh với hắn ninh xuyên ăn tết có thể to lắm đi. Trước đó không lâu hắn mới giết chết hổ tiếu đường chủ Nhâm Khiếu, hiện tại tên kia Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ vẫn còn ở Ninh Xuyên trong túi đựng đồ bày đặt đâu, không chỉ có 393 hổ tiếu đường chủ chết ở Ninh Xuyên trong tay, còn có cái kia con trai độc nhất Nhâm Phượng Minh, lúc này cũng là nguyên thần đại chế, mấy ngày mới, chỉ có, có chút chuyển biến tốt đẹp, mênh mông hơn 10 đại tông thế lực, có cường giả đỉnh cao tới đây, sư Thiên Minh càng là một lần trực tiếp tới bốn cái đường chủ cũng chính là Ngự Linh Tông, cái này trấn áp Ngự Linh đảo thế lực cấp độ bá chủ có thể thông dong ứng đối những thứ này khách đến thăm, đổi thành còn lại bất luận cái gì một chi tông môn, thấy rồi những nhân vật này tới đây, chỉ sợ đều muốn sợ đến hai chân rung rẩy rung. Dây lát thời gian, theo hai hàng đồng nam đồng nữ dẫn đường, một gã mặt tử kim đạo bào lão giả đang chậm rãi từ đại điện phía sau đi tới, người này diện mạo hơi có mấy phần đạo tôn khí độ, hai nơi vành tai rất dài, một số gần như đầu vai chỗ mặt mày hẹp dài, lại cho người ta một loại gian xảo, am hiểu sâu tính kế cảm giác, tại hắn bàn tay, nâng một phương dài chừng bốn thước có thừa, chiều rộng một chưởng nặng nề vật, vật ấy ngoại hình như một thanh cự xích, trên đó lại có loan lỗ huyền ảo phù văn, do nguyên khí độ toàn bộ hiển hiện, hơi thở kia mặc dù cũng không cường liệt, có thể vật ấy chỉ là vừa mới triển lộ mà ra, lại lệnh ninh xuyên có loại tâm thần kịch chấn cảm giác. Phần kia khí tức, hắn thật sự là lại không có thể quen thuộc, rõ ràng liền cùng hắn trước đây luyện hóa luyện yêu hồ gần như không hai. Thông thiên dị bảo, Ninh Xuyên trong đầu, nổi lên như thế bốn chữ lớn, thông thiên dị bảo, ở nơi này ngự linh tông tông chủ đạo tôn trong tay, chui này phong cách cổ xưa như cự xích một dạng pháp bảo, là lại một món thông thiên dị bảo, bần đạo dắt ngự linh xích mà đến, đã định khắp nơi đạo hữu chi tâm, mong rằng lần này nghị sự có thể được viên mãn. Ngự linh tông tay thuận trung đỡ cái kia thông thiên dị bảo ngự linh xích, hướng một đám các tông cường giả hắn giọng nói. Nghe vậy, mặc dù là sắc mặt âm lãnh sư thiên minh bốn đường đường chủ, lúc này cũng dồn dập riêng phần mình đứng dậy, chắp tay hướng ngự linh tông chủ hành lễ. Đây là loạn ma hải cho tới nay quy cũ nếu thật là luận thế lực rộng, nội tình thâm hậu, ngự linh tông chưa chắc phải nhất định có thể thắng dễ dàng sư thiên minh bực này tồn tại. Nhưng, nơi đây chính là ngự linh đảo, là ngự linh tông phù hộ chi địa, mặc dù là bốn đường đường chủ tới, cũng nhất định phải hành khách lễ, tuyệt đối không thể tùy ý làm, chư vị mời ngồi xuống A, ngự linh tông chủ khi một tiếng phía sau, ngồi ở chủ vị bên trên, nói, lần này nghị sự phía trước, bần đạo đã nghe nói một chút đồn đãi. Sư thiên minh hổ tiếu đường chủ, đáng tiếc, lại bị người diệt sát ở ngự linh đảo tứ tuyệt sơn mạch vùng, ngự linh tông chủ nói không giả, hổ tiếu đường chủ cùng ta bốn người tình như huynh đệ, hôm nay, bọn ta chính là vì việc này mà đến. Long Uyên đường chủ quặm mặt lại, vì thế hai tròng mắt quét mắt quanh mình một đám đại tông các cường giả, thân là sư thiên minh đối với ngoại giới chiêu bày ngũ đường đường chủ một trong, Long Uyên đường chủ cùng huyết quỷ đường chủ Tu Vi đã sớm bước vào hóa thần kỳ, chính là là chân chính một phương cường giả, mà bao quát bị ninh xuyên giết chết hổ tiếu đường chủ ở bên trong, phượng ẩn đường chủ và lân hải đường chủ đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn Tu Vi, nghe lời nói này, quanh mình bốn tòa nghị luận ầm ĩ các tông cường giả đối với chuyện này sớm đã có nghe thấy chỉ bất quá ai đều không biết việc này đến tột cùng là ai làm nên xuyên sắc mặt như trước như thường hắn đã giết hổ tiếu đường chủ không giả nhưng lúc đó vẫn chưa lưu lại cái gì trí mạng manh mối cũng chưa từng gây nên người nào chú ý nếu là thật nếu bàn về tới biết hắn giết chết hổ tiếu đường chủ liền chỉ có một cái người tần khuynh diên nhưng hôm nay trận này ngự linh đại điện nghị sự tần khuynh diên hiển nhiên là chưa từng trình diện không ai biết nàng người ở chỗ nào, Hổ Tiếu đường chủ bỏ mình, hay là đang cái này ngự linh đảo nhất giới bên trong, ta ngự linh tông tất nhiên sẽ không từ chối trách nhiệm, ngự linh tông chủ đạo. Phượng ẩn đường chủ chợt đứng dậy, mở miệng nói, hôm nay chưa vị trình diện, bọn ta cũng tốt đem Hổ Tiếu đường chủ bỏ mình cùng một rất nhiều tỉ mỹ, báo cho biết các vị, nói, trong tay hắn lấy ra một đạo pháp bảo, ngoại hình như chu tước vũ phiến một dạng, một chút vỗ, một đạo hoa quan chảy qua đại điện trên không, lại hiển hiện ra từng đạo hình bóng tới, thấy cái kia hình bóng lúc, Ninh Xuyên thình lình phát hiện, đó lại là hắn cùng hổ tiếu đường chủ lúc giao thủ hình ảnh, cứ việc hình ảnh kia thập phần mơ hồ, thậm chí chỉ là từng đạo hư huyển ánh sáng mông lung ảnh, nhưng này đích đích xác xác chính là ngay lúc đó hình ảnh, trong thiên hạ, vạn sự vạn vật tuân quỷ mà đi, vô luận là dây lát vẫn là trăm năm, đều sẽ bị lưu lại vết tích. Ta cái này món chu tước vũ hoàng phiến, lấy suy nghĩ pháp lực thôi động, liền có thể truy tác những thứ kia vết tích, xuất hiện lại ra một ít hình ảnh tới. Phượng ẩn đường chủ lạnh giọng nói, chư vị nên phải có thể thấy rõ, hổ tiếu đường chủ chính là bị mấy tên tu sĩ chặn giết, trong đó nữ có nam có, tu vi không cao, hao tổn hai người. Các tông các cường giả dồn dập gật đầu, hình ảnh kia mặc dù mơ hồ, lại chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nhưng nhận rõ nam nữ vẫn là không thành vấn đề. Tứ tuyệt núi từng bị người thiết hạ quá phù lục đại trận, lại là bá đạo nhất ngoan lệ lôi uy phù lục, loại thủ đoạn này, hiện nay các tông, ai thiện thuật này, Long Uyên đường chủ nhất ngôn ký xuất, vô số đạo ánh mắt nhất thời toàn bộ nhìn về phía một chỗ ghế khách, Ninh Xuyên cũng men theo cái kia ánh mắt nhìn, nơi đó đang ngồi, là một gã mặt hồng sắc quan bào, vóc người mập mạp hoảng quan, các ngươi đều nhìn tạp gia làm gì, cao hoạn cười ha ha một tiếng, ngữ điệu âm nhu nói, Tạp gia cho tới bây giờ đều là đem thủ hạ người quản thúc đến xếp sao, có thể từ không có lên bọn họ ra ngoài tác loạn quá. Lúc trước Long Uyên đường chủ đề cập lôi uy phụ lục đại trận, đồ chơi này phóng nhãn toàn bộ ngự linh đảo, cũng chỉ có lạc hỏa thần triều có như thế truyền thừa. Cao Hoạn lời nói, hiển nhiên không thể bình tức bốn đường đường chủ lửa giận cùng hoài nghi. Cao Hoạn, ngươi khả năng cam đoan, ngươi thủ hạ không từng có bất kỳ người nào thoát ra tác loạn quá sao, huyết quỷ đường chủ con ngươi hiếp một cái, nói giọng khàn khàn, lôi uy phù lục đại trận đặt ở nơi đây, người hôm nay giải thích thế nào, chương 310, truy tắc hung phạm, khắp nơi cải lại, lôi uy phù lục đại trận, cái này 6 cái đại tự ở loạn ma hải bên trong, liền chỉ đại biểu một chỗ tồn tại. Lạc hỏa thần triều, thành tựu thế lực cấp độ bá chủ một trong, chỉ có lạc hỏa thần triều trưởng lão điện sở hữu phù lục đại trận truyền thừa, đây cũng là lạc hỏa thần triều bí mật bất truyền, còn như còn lại tông môn, muốn học được bực này bí thuật, là hầu như tuyệt đối không thế, cao hoạn là người ra sao. Hắn chính là hiện nay lạc hỏa thần triều hoàng đế thiếp thân hoạn quang, đứng hàng tam phẩm trước mau, tâm tính càng là tàn nhẫn vô cùng giảo hoạt, nghe huyết quỷ đường chủ như vậy cực vấn, như đổi thành tính khí nóng nảy người, sợ rằng lập tức liền muốn phát tác. Nhưng, cao hoạn ngược lại không buồn, mà là cười thanh khách đứng lên, nhìn một cái huyết quỷ đường chủ lời nói này, lôi uy phù lục đại trận là ta lạc hỏa thần triều bí thuật không giả cao hoạn lời nói xoay chuyển lại hỏi ngược lại có thể huyết quỷ đường chủ ngài làm sao không đắn đo suy nghĩ tạp gia thủ hạ người vô duyên vô cớ như thế nào sẽ cùng hổ tiếu đường chủ đối nghịch lời vừa nói ra bốn tòa sắc mặt đều kinh hãi cao hoạn đại nhân ý lời này của ngươi chính là thừa nhận chuyện này là lạc hỏa thần triều làm long nguyên đường chủ đen lấy mặt lạnh giọng hỏi tạp gia cũng không nói như vậy đâu Cao Hoạn cười nói, tạp gia chỉ nói là, có như thế một loại khả năng, các ngươi mấy vị gấp cái gì? Ngoại trừ lôi uy phù lục đại trận ở ngoài, chẳng lẽ là liền lại không đầu mối khác hay sao? Nghe vậy, huyết quỷ đường chủ lạnh trên một tiếng, liền không tiếp tục nhìn về phía cái này vô cùng giả hoạt lão hoạn quan. Cao Hoạn đạo hữu nói không giả, ngự linh tông chủ mở miệng nói, vẻn vẹn bằng một đạo lôi uy phù lục đại trận, còn không đủ để trả lại chân tướng như cũ, càng không từ chứng minh, giữa song phương là như thế nào sinh ra liên quan, bần đạo cho rằng, các vị còn đáp lại khí nghị sự, đừng có nổi giận a. À. Ninh Xuyên đứng ở thông tiên viện chủ phía sau, lặng lặng nghe những thứ này khắp nơi cường giả luận sự tình, trong lòng đã có quan điểm. Tần Khuynh Diên thủ hạ cái kia hai gã hắc bào trưởng lão, chỉ sợ sẽ là lạc hỏa thần triều trưởng lão các người, mà thân phận của nàng, chỉ sợ cũng cùng hoàng thất có quan hệ. Nhưng, Tần Khuynh Diên kết quả thế nào muốn chặn giết hổ tiếu đường chủ, cũng không người có thể biết. Long Nguyên đường chủ hiếp mắt, lạnh lùng nhìn chầm chầm đối diện cao hoạn. Nếu như bằng hắn dĩ vãng tính tình, sợ rằng hiện tại hắn liền muốn bạo khởi xuất thủ, trước tiên đem cái này lão hoạn quan cầm xuống, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể làm như vậy. Ngự Linh Tông chính là tọa trấn ngự linh đảo thế lực cấp độ bá chủ. Tông chủ Trần Khúc Nguyên đồn đãi từ lúc mấy trăm năm trước liền đã bước vào luyện hư kỳ, chính là là chân chính truyền kỳ đại năng. Lúc này, Ngự Linh Tông chủ dắt Trấn Tông Chi bảo Ngự Linh xuất hiện thân, cũng không chỉ là hiện ra cái bộ dạng cho bọn hắn nhìn. Ai nếu như dám ở nơi này bên trong đại điện bạo động, lập tức cũng sẽ bị vô tình trấn áp, tuyệt không nửa điểm phản kháng khả năng. Đối mặt cái này bốn đường đường chủ, cao hoạn trong lòng đồng dạng có khác ý tưởng, thành tựu hiện nay lạc hỏa thần triều lão hoàng đế thiếp thân hoàng quan, hắn đối với trong hoàng thất một ít ẩn tình cùng tranh đấu, hiểu bắt một ít hoàng tử hoàng nữ đều muốn nhiều có thể khống chế lôi uy phù lục đại trận người, nhất định xuất thân từ trưởng lão điện, mà trưởng lão điện tổng cộng cứ như vậy hơn 30 người, hắn cao hoạn biết không nhớ rõ, có cái kia mấy vị không ở trưởng lão điện sao, trong lòng biết rõ việc này có khác kỳ quặc, nhưng cao hoạn lại vẫn cứ chính là cứng rắn không mở miệng, hắn chính là muốn nắm giữ chủ động, nhìn lấy cái này bốn đường đường chủ dẫn đầu nói ra ẩn tình tới, xem ra cao hoạn đạo hữu đối với ta sư thiên minh ý tưởng, ý kiến thâm hậu A, phượng ẩn đường chủ lạnh lùng nói ngoại trừ cái kia lôi uy phù lục đại trận ở ngoài ta nhắc lại cùng một chuyện mười mấy ngày trước loạn ma hải từng phát sinh qua một đại sự chư vị có từng biết lời vừa nói ra quanh mình các tông các cường giả dồn dập gật đầu tạp gia sao không biết ngày ấy ngự linh đảo hướng đông nam triệu dặm bên ngoài trong uông dương có ngập trời hắc điện cụ phong tịch quyển đại dương mênh mông hảo không thiên địa chấn động dị tượng bực này thương hải ma chủ nên phải càng hiểu hơn chứ. Cao hoạn niêm trong tay một chuỗi chuỗi đeo tay, hẹp dài mắt tam giác nhìn về phía tọa giang một người. Người này vóc người khôi vĩ, tuy là ngồi xuống, tọa hạ, thân cao đều đã vượt lên trước hai thước, khí tức uy thế bá liệt, một thân hải đen dài bào, diện mạo như giữ tận ác quỷ, khí tức xâm xâm, thương hải ma chủ, thất hải ma trì bên trong thương hải bá chủ, tu vi đạt đến hóa thần kỳ đã lâu, dưới trướng thương hải ma trì có hải yêu thú ức vạn kế sách, thực lực cực kỳ khủng bố, không sai, lão tổ ta cũng đích xác cảm giác một chút động tĩnh. Thương hải ma chủ mở miệng, một đôi hung con ngươi có nhiều ý vị nói, cái kia triệu dặm hắc sắc cân lốc, cũng không bình thường tu sĩ có khả năng gây nên, y theo lão tổ ý kiến của ta, cái kia nên phải là luyện hóa nhất kiện pháp bảo lúc sinh ra thiên địa dị biến, oanh, bốn tòa lần thứ hai kinh ngạc không thôi, mà sư thiên minh bốn đường đường chủ, đồng dạng sắc mặt liên tục biến hóa, trước đây, Phượng ẩn đường chủ lấy một thanh chu tước vũ hoàng phiến, xuất hiện lại ra khỏi lúc đó hổ tiếu đường chủ bị vây giết lúc hình ảnh. Hình ảnh mặc dù vẻn vẹn bất quá mấy hơi thời gian, nhưng đối với cái này một đám cường giả đỉnh cao nhóm mà nói, đã đủ nhìn ra, tứ tuyệt núi đánh một trận, đồng dạng xuất hiện cái kia loạn ma hải ở trên hắc sắc cân lốc, nhìn như vậy tới, vậy quá mức có ý tứ. Ngự linh tông chủ niêm mảnh nhỏ râu cá trê, hí mắt nói, tập sát hổ tiếu đường chủ cùng tại cái kia loạn ma hải bên trên luyện hóa món đó pháp bảo, chính là cùng một người, y theo chư vị ý kiến, người này đến tục cùng xuất thân chỗ nào, thông tin viện chủ phía sau, Ninh Xuyên trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng như trước như yên tĩnh vậy không hề ba động, hắn đã sớm thường thấy cảnh tượng hoành tráng, càng sẽ không bởi vì trước mắt cái này thế lực khắp nơi đối với thần bí nhân kia suy đoán, mà tâm trí hoảng loạn, luyện yêu hồ tuy bị hắn luyện hóa, nhưng trừ phi ninh xuyên chân chính tế xuất vật ấy hung uy, bằng không, mặc dù là mặt đối mặt, những thứ này đại năng cũng không cách nào cảm thấy đưa ra trung khí hơi thở. Người này vô luận xuất thân chỗ nào, hắn cùng với lạc hỏa thần triều nhân có chút cấu kết. Chuyện này, ta muốn cao hoạn đại nhân nên phải cho chúng ta một lời giải thích. Long Nguyên đường chủ như trước các cao cắn cao hoạn không thả. Hắn cùng còn lại tam đường đường chủ, lúc này đều đã cắn một đạo tử lý, tập sát hổ tiếu đường chủ người trong. Tuy nói có cái thân phận không rõ, nhưng mấy cái khác cũng là có thể kết luận chính là lạc hỏa thần triều nhân cái này loạn ma hải tung hoành ức vạn dặm tán tu người vậy cũng hải đi muốn bắt người nọ phiền phức nhưng bắt lạc hỏa thần triều nhược điểm còn không dễ dàng nếu chư vị đem lời nói đến chỗ này phân thượng tạp gia xem ra cũng không khỏi không cùng các vị nói ra một ít bí tân rồi cao hoạn đấy mắt hiện ra một đạo chẳng đáng bưng khang đạo nhưng tại trước đây tạp gia đã nói trước mấy cái thân ủng lôi uy phù lục đại trận người đã sớm thoát khỏi hoàng thất quản thúc bọn họ sở tác sở vi, cùng hiện nay hoàng thất cũng không nửa điểm liên quan. Ngươi hãy nói, nếu là có đạo lý, bọn ta đương nhiên sẽ không vướng víu. Long Nguyên đường chủ quặm mặt lại nói rằng, ở một đám các tông các cường giả dưới ánh mắt, Cao Hoàng nói, lời ấy có chút đi quá giới hạn, ngắm các vị bao dung. Hiện nay lạc hỏa thần triều hoàng đế bệ hạ, dưới gối con nối dòng thời trẻ thiên chiếc giả rất nhiều, tồn tại đến nay, chư vị có biết có mấy vị ba, chương 311, ngự linh tông muốn bảo ninh xuyên lời vừa nói ra bốn tòa đám người dồn dập hiện ra kinh ngạc màu sắc lạc hỏa thần triều chính là loạn ma hải đệ nhất hướng thế lực cấp độ bá chủ một trong lão hoàng đế từ lúc vài thập niên trước liền đã tuyên bố bế quan hết thảy đều có nhiếp chính vương đại lý mà lạc hỏa thần triều hướng ngoại giới công bố hoàng thất con nối dòng tổng cộng cũng chỉ có ba người một nam hai nữ cao hoạn đạo hữu ngươi có chuyện cứ nói thẳng bọn ta cũng không tham dự vào quý triều hoàng thất sự vụ Long Nguyên đường chủ nhẹ nhàng trả lời, hiện nay hoàng trữ thái tử, chính là hoàng đế bệ hạ tam hoàng tử, mà ngoại trừ người này ở ngoài, có khác thất công chúa cùng cửu công chúa hai nữ. Cao Hoàng mở miệng nói, cửu công chúa Tần Khuynh Diên, từ lúc mấy năm trước, vốn nhờ giận dỗi mà ly khai hoàng thất, trước khi rời đi, có hai gã trưởng lão điện trưởng lão, đi theo nàng mà đi, cửu công chúa, Ninh Xuyên nghe vậy, trong lòng ngược lại vẫn chưa cảm thấy thế nào kinh ngạc, Tần Khuynh Diên thân thế bất phàm, điểm này hắn cũng sớm đã phát giác ra, chỉ là hắn vẫn chưa nhìn ra, nha đầu kia dĩ nhiên là lạc hỏa thần triều công chúa, cửu công chúa tính cách cứng cỏi, lại thích nhất ý độc hành, nàng ly khai hoàng thất phía sau, hoàng đế bệ hạ tức giận, lúc này đối với hoàng thất tuyên bố, diệt trừ nàng công chúa tên, trong hoàng thất không lại nhận thức nàng, cao hoạn lời nói xoay chuyển, lại nói, bây giờ, đi theo cửu công chúa đi hai gã trưởng lão, từ lâu bị trưởng lão điện xóa tên, này ba người, cùng ta lạc hỏa thần triều đoạn không nửa điểm liên quan đáng nói một phen nói tới chỗ này bốn đường đường chủ sắc mặt đều xấu xí được có thể chảy ra nước long quyên đường chủ cũng là am hiểu sâu thế đạo lão hồ ly hắn làm sao không minh bạch cao hoạn này rõ ràng chính là đem chuyện này cùng lạc hỏa thần triều trực tiếp cắt động thủ người có lạc hỏa thần triều công chúa và các trưởng lão không giả nhưng mấy người này từ lúc mấy năm trước đã bị xóa tên thật bàn về đạo lý tới cũng tìm không được lạc hỏa thần triều trên đầu tốt tốt, long viên đường chủ cắn răng, liên tiếp đạo hai cái chữ tốt, yêu, long viên đường chủ tức giận như vậy, tạp gia có thể không chịu nổi a, à. cao hoạn giả bộ cười xòa nói, bất luận như thế nào, cái này hung phạm đã kinh thủy đá rơi ra, lân hải đường chủ mở miệng nói, như vậy, tứ tuyệt núi giết chết hổ tiếu đường chủ, chính là mình thoát ly hoàng thất cửu công chúa tần Khuynh diên cùng cái kia hai gã bị giết trưởng lão, cùng với cái kia từng ở loạn ma hải bên trên luyện hóa pháp bảo tu sĩ, có đúng không? chính là, quanh mình các tông các cường giả dồn dập gật đầu, ngự linh tông chủ mặc dù vẫn chưa từng mở miệng nói, nhưng là mình minh bạch rồi sự đoan phập phòng lộn vòng, phải tìm được tên kia thần bí tu sĩ sợ rằng trắc trở trùng điệp, loạn ma hải đảo giới hàng vạn hàng nghìn, ai cũng không biết người này đã chạy đến nơi nào, nhưng tần khuynh duyên là nhất định sao muốn bắt, chỉ là, không có ai nghĩ đến, vậy chân chính giết chết hổ tiếu đường chủ nhân, liền tại dưới mắt của bọn họ, ở nơi này ngự linh trong đại điện. Ninh suy nghe hồi lâu, trong lòng cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm, những người này ra tới ra lui, đến cùng cũng không thể ra được trên người hắn tới. Như vậy, việc này tạm thời gác lại, về sau bàn lại. Long Uyên đường chủ nói, bọn ta đến đây, còn có một sự tình, nghe nói, hổ tiếu đường chủ chi tử, mấy ngày trước từng ở quý tông bên ngoài sơn môn cùng người giao thủ, nguyên thần đại chế, ngự linh tông chủ, ngài có biết việc này, đường chủ nói đùa, ngự linh tông tay thuận phủ ngự linh xích, mỉm cười nói bần đạo mỗi ngày với trong điện bế quan thanh tu chuyện ngoại giới cùng nhau từ mỗi cái viện viện chủ thay mặt quản lý như thế nào biết được cái này luận bàn một chuyện đâu luận bàn vốn là các tu sĩ trong lúc đó lại không thể bình thường hơn một chuyện cho dù là bước vào hóa thần kỳ đại tu sĩ một số thời khắc nhìn đối phương không vừa mắt hai câu ba lời là có thể động thủ huống hồ là ninh xuyên cùng nhâm phượng minh bực này tuổi trẻ khí ngạo người tông chủ không biết ngược lại cũng không sao cả ta nghe nghe thấy, người này càng đã bị quý tông thông tin võ viện chiêu vào môn hạ. Long Nguyên đường chủ cái kêu uy thế con ngươi quét về thông tin viện chủ bên này, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tục cùng là người phương nào xuất thủ tàn nhẫn như vậy, suýt nữa đánh vỡ cháu ta nguyên thần, đánh vỡ nguyên thần. Hảo tiểu tử, thủ đoạn này lão tổ ta thưởng thức, thông tin viện chủ A, nếu như các ngươi không nguyện đảm bảo người này, không bằng giao cho lão tổ ta đi, ha 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 ha. Thương hải ma chủ nghe vậy, một đôi tà mâu trung quan mang đại thịnh, nhịn không được cao giọng nở nụ cười. Ngay trước cái này sư thiên minh bốn đường đường chủ mặt, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám như thế bừa bãi cười to. Thông tin viện chủ vẫn là một bộ ôn hòa dáng dấp, nghe Long Uyên đường chủ ép hỏi lúc, trên mặt liền hiện ra một phần nụ cười. Đường chủ, việc này vốn không tính đại sự cỡ nào. Thông tin viện chủ nói, bần đạo đã sớm nghe nói đắc chất thương thế, cũng chuẩn bị sai người đem bần đạo luyện chế ba miếng linh đan đưa đi, làm chữa thương tác dụng, cái này không lao thông tiên viện chủ phí tâm, linh đan vật, sư thiên minh còn không đến mức đến rồi tìm kiếm người khác trợ giúp tình trạng. Long Uyên đường chủ như trước nói, hôm nay, bọn ta chỉ muốn gặp người này, nhìn là bực nào tâm tính tàn nhẫn hạng người, cũng thay mặt quý tông bình thường giáo huấn một chút hắn, đây cũng là sư thiên minh bốn đường đường chủ chuyến này mục đích thứ hai, thường nhân xem ra, cái này bao nhiêu là có chút nhỏ nói thành to dù sao song phương chính là luận bàn cử chỉ xuất hiện ngộ thương đó cũng là không thể tránh được chuyện nếu như nhâm phượng minh chết rồi tứ đại đường chủ như vậy làm khó dễ ngược lại còn có thể lý giải chỉ là thụ thương liền như thế hưng sư vấn tội cái này coi như hoàn toàn là một loại ý tứ khác cái này ngự linh trong đại điện đang ngồi cái kia một cái không phải tu luyện trăm ngàn năm lão quái vật từng cái trơn tru muốn chết từ long uyên đường chủ thái độ đó chung Bọn họ liền đã nhìn ra, nhân gia căn bản cũng không phải là thật vì thu thập đánh người giả mà đến, mà là mượn việc này tráng uy, gõ ngự linh tông. Đứng ở thông tiên viện chủ sau lưng Ninh Xuyên cũng không nghĩ đến, điều thấp hành sự lại cũng có thể đưa tới nhiều như vậy thế lực quan tâm. Lúc này, nếu như thông tiên viện chủ đưa hắn đẩy ra ngoài, cái kia chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi muốn cùng cái này sư thiên minh bốn đường đường chủ bính một cái. Ninh Xuyên mặc dù không phải khiếp chiến, nhưng một đối bốn, đối phương còn có hai gã hóa thần kỳ đại tu sĩ, trận chiến này có thể không dễ dàng như vậy đánh xuống. Đương nhiên, nếu thật đến đó một bước, cũng liền bất chấp che giấu tung tích hay không, trước tế xuất luyện yêu hồ toàn lực phát uy, lại lấy đại na di thuật bỏ chạy. Năm, bảy đối mặt Long Uyên đường chủ truy vấn, thông tin viện chủ nụ cười trên mặt không giảm, lại lắc đầu, hết sức xin lỗi, Long Uyên đường chủ, người này mặc dù sơ nhập ta ngự linh tông, thậm chí không tính được là nội môn đệ tử. Thông tiên viện chủ nói, nhưng người này là Vũ Linh Tiên tử nâng cho bần đạo, đã thương đắc chất cùng một xác thực không phải việc nhỏ, có thể hay không cái khác thương lượng, Ngự Linh Tông hóa ra là muốn đảm bảo người nọ, như vậy ý niệm trong đầu xuất hiện ở vô số các cường giả trong đầu, nói như vậy, quý tông thà rằng có thể mạo hiểm cùng ta sư Thiên Minh trở mặt, cũng muốn bảo trụ cái kia cùng vọng đồ rồi. Long Nguyên Đường chủ lạnh giọng hỏi, "Đường chủ nói sai vậy, ta Ngự Linh Tông bỉnh hành nho đạo." với ngự linh đảo hàng trăm năm qua chẳng bao giờ bàn sinh chi tiết, trêu chọc sinh sự, ngự linh tông chủ đạo, chuyện hôm nay, bần đạo cho rằng, còn tưởng là hòa khí làm trọng, đừng có sinh thêm sự cố, chương 312, dám giết một cái, liền dám giết cái thứ hai, tinh vu tính kế, cái này bốn chữ lớn ở ngự linh tông chủ trong mắt, cho tới bây giờ cũng không tính là làm là một nghĩa xấu chi từ, hôm nay cái này ngự linh trong đại điện, mênh mông hơn 10 đại tông cường giả đều ở chỗ này, trước mắt bao người, Long Uyên đường chủ đã nghĩ mở miệng từ nơi này nói người, coi nơi này là cái gì địa giới, bên ngoài tu tiên phường thị không thành sao, thật nếu để cho hắn như nguyện, ngự linh tông mặt mũi chẳng phải là muốn toàn bộ quét sân đi, ngự linh tông chủ vậy mà không biết Ninh Xuyên là người phương nào, nhưng việc này với hắn mà nói, cũng là tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa phần, nhượng bộ, vậy ý nghĩa hắn ngự linh tông ở sư thiên minh trước mặt nếu lui ba bước, ở còn lại hơn 10 đại tông trước mặt, cũng đem mất hết mặt mũi. Long Uyên đường chủ đừng có nổi giận, không bằng cái này dạng, bần đạo có hóa thần kỳ linh đang một hộp, nguyện đưa cho đắc chất dùng, tất nhiên có thể cảnh bổ nguyên thần, khiến cho thương thế vô ưu. Thông tiên viện chủ mỉm cười, lên tiếng lần nữa hỏi, cái này sợ rằng không được. Long Uyên đường chủ thản nhiên nói, bọn ta cẩn tuân minh chủ chi mệnh mà đến, không riêng muốn điều tra rõ ràng giết chết hổ tiếu đường chủ chân hung, càng phải tìm cái kia đã thương cháu thằng nhảy ranh bình thường nói chuyện, hôm nay vô luận như thế nào, bọn ta không nhìn thấy người này, kiên quyết sẽ không rời đi. Nói xong, Long Uyên đường chủ hóa ra là hơi đóng hai tròng mắt, quanh thân bốc lên, không ba từng đạo nước gợn hắc quyên tựa như pháp lực, ở nơi này trước mắt bao người, tiếng nhập minh tưởng bên trong, thấy vậy một màn, ngự linh tông chủ sắc mặt cũng trở nên khó coi, khách nhân không đi, hắn liền không thể oanh người. Chẳng lẽ muốn làm cho cái này bốn cái gia hỏa ở trong đại điện ngồi lên cái ba năm năm năm? thông tiên viện chủ trong lòng cũng có chút đắn đo bất định, ninh xuyên liền sau lưng hắn cũng không nhưng thật muốn lệnh ninh xuyên đứng ra sao. nhưng vào lúc này một đạo trong sáng âm thanh vang lên bốn vị đường chủ không cần hỏi khó tông chủ đám người ta đứng ở chư vị trước mặt ninh xuyên bước ra một bước mâu quan trong sáng bạch y lâm thế lẳng lặng nhìn lấy long uyên đường chủ nghe vậy bốn đạo ánh mắt gần như cùng lúc đó thẳng hướng ninh xuyên đầu qua đây ngươi chính là đã thương cháu ta người nọ. Long nguyên đường chủ trên dưới quét một vòng ninh xuyên, trong lòng quả thực không thể lại kinh ngạc. Hắn chỉ coi đã thương nhâm phượng minh, nên phải là thông tin võ viện bên trong, như thanh hư đạo nhân như vậy hóa thần kỳ cường giả. Dầu gì, cũng nên là cái nguyên anh kỳ đại viên mãn đại tu sĩ chứ. Câu cửa miệng hổ phụ không quyển tử, nhâm khiếu tọa trấn hổ tiếu đường mấy trăm năm, dưới gối con trai độc nhất nhâm phượng minh càng là từ nhỏ bị hắn giáo dục tu luyện thực lực không kém chút nào cho hắn, mà trước mắt Ninh Xuyên, cũng chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, thậm chí ngay cả đại viên mãn chi cảnh cũng còn xa xa chưa kịp, là ta, ta danh Ninh Xuyên, Ninh Xuyên mâu quan bình thản mở miệng trả lời, nghe vậy, bốn đường đường chủ đều trực câu câu nhìn chầm chầm Ninh Xuyên, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút manh mối gì. Thế nhưng, không lâu sau bọn họ liền bỏ qua, Ninh Xuyên trên người hiển lộ bên ngoài Tu Vi pháp lực chờ, các loại, bọn họ liếc mắt liền có thể xem thấu cái này đích xác liền là cái nguyên anh trung kỳ tu vi tu sĩ ngươi có thể đã thương cháu ta lân hải đường chủ cười lạnh một tiếng khinh thường nói bằng ngươi tu vi này chỉ sợ là ngự linh tông chột dạ cố ý đẩy ra người chịu tội thay a à. lời vừa nói ra bên cạnh phượng ẩn đường chủ và huyết quỷ đường chủ cũng đều kiệt kiệt nở nụ cười lạnh ngự linh tông chủ cũng nhíu mày một cái hắn từ không có khả năng hoài nghi thông tin viện chủ tìm người chịu tội thay đứng ra Hắn sở không vui, là cái này bốn đường đường chủ nhiều lần làm nhục ngự linh tông bộ mặt, việc này càng quá lớn, nhưng lệnh chứa nhiều cường giả không ngờ tới chính là, Ninh Xuyên câu nói tiếp theo, liền lệnh bốn đường đường chủ tiếng cười nhất tề bóp ở tại trong cổ họng, đường chủ nếu không tin, có thể chính mình thử xem, Ninh Xuyên mỉm cười, trong con ngươi đều là thông dong cùng nghiền ngẫm màu sắc, loạn ma hải trung đảo giới hàng vạn hàng nghìn, thế lực cấp độ bá chủ không thể đếm hóa thần kỳ đại tu sĩ cùng luyện hư kỳ đại năng không phải số ít. Ninh Xuyên mặc dù không nguyện trêu chọc nhiều lắm thế lực quan tâm, nhưng là cũng không ngại xuất thủ dọn dẹp một chút một ít trong mắt không người cùng vọng chi bối. Ồ! Tiểu tử, lời này của ngươi chẳng lẽ là muốn cùng đường chủ ta luận bàn một, hai, lân hải đường chủ trên mặt hiện ra một phần kinh ngạc và chín phần châm chọc, cười to nói, không sai, nếu ta thắng đường chủ, khả năng chứng minh, đắc chất thua không oan uổng. Ninh Xuyên như trước nhàn nhạt hỏi, tự nhiên có thể nếu ngươi thật có thể thắng hắn việc này ta sư thiên minh không truy cứu nữa xóa bỏ long uyên đường chủ mở miệng nói bất quá nếu ngươi thua ngươi liền phải cùng chúng ta đi một chuyến trở về sư thiên minh đi như thế nào nếu như thế viện chủ tông chủ ninh xuyên nguyện ai làm nấy chịu cùng lân hải đường chủ luận bàn một hai bất luận thắng bại đều không dây dưa tông môn ninh xuyên đối với ngự linh tông chưa nói tới hảo cảm gì nhưng ngược lại cũng chưa nói tới chán ghét dù sao thông tin viện chủ đối với hắn coi như không tệ cái kia tự nghĩ ra toa thuốc lệnh ninh xuyên trong lòng ký ức khắc sâu nếu thật có thể thành công thông tin viện chủ chỉ sợ sẽ là cái này có một không hai người thứ nhất thôi được ngự linh tông chủ than thở chư vị như bốn đường đường chủ không còn hắn nghị vậy liền như vậy hành chi dứt lời ngự linh tông chủ giơ tay lên bàn tay chui này ngự linh xích vọt lên không trung toát ra ức vạn đạo tuyên cổ tinh huy tới. Phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng từng đạo phù văn lóng lánh sinh huy, toàn bộ từ cái kia ngự linh xích bên trên bay lên, từng đạo văn khắp nơi lạc ấn trong sát na liền kéo dài đến bên ngoài 10 vạn dặm, giữa thiên địa, từng đạo huyền hoàng chi khí vẽ bề ngoài tung hoành, như một tòa cự đại bàn cờ một dạng, đem cái này ngự linh đảo vì cửu xuyên 10 nhạc toàn bộ quay vòng hoa ở giữa, một cái chớp mắt, Ninh Xuyên chỉ cảm thấy quanh mình không gian đều xảy ra cự đại vạn vẹo cảm giác, không chỉ có là hắn, kể cả bốn đường đường chủ, thông tiên viện chủ, còn có cái kia thất hải 607 ma trì cùng lạc hỏa thần triều đẳng đẳng khắp nơi cường giả, đều bị cái kia từng đạo huyền hoàng chi khí bao trùm, quanh, vẽ bề ngoài thiên địa, sơn xuyên vì tử, ngự linh thuật, càng cổ chi cục. Uống, ngự linh tông chủ trong miệng quát một tiếng, ngự linh xích hướng lên trời khung hậu thổ xa xa vẽ ra một đạo ùng ùng, đám người sớm đã bước vào cái này ngự linh xích phát hỏa siết huyền hoàng trong giới hạn nhìn quanh mình cái kia mông che khí tức núi cao quân cờ không người lại có thể thông dong đây cũng là thông thiên dị bảo oai a ninh xuyên trong lòng thầm nghĩ nếu như hắn có một ngày cũng bước vào ngự linh tông chủ cái này luyện hư kỳ cảnh giới chỉ sợ luyện yêu hồ cũng muốn hóa thành thôn vệ thiên địa cầu thần tồn tại giới này chính là ngự linh xích vẽ huyền hoàng giới tất cả biến hóa đều cùng ngoại giới bất tương câu thông dùng làm luận bàn chi địa cũng càng thích hợp ngự linh tông chủ đứng chắp tay miệng nói nghe vậy long nguyên đường chủ cái trán hiện ra vài phần mồ hôi lạnh như thật chỉ là làm cho ninh xuyên cùng lân hải đường chủ đánh nhau một trận cái gì còn như cần sử dụng ngự linh xích bực này thông thiên dị bảo này rõ ràng chính là cố ý ở hướng bọn họ những người này trình diễn ngự linh tông nội tình nhất kiện thông thiên dị bảo tính lại bên trên ngự linh tông chủ vị này luyện hư kỳ đại năng nơi này chứa nhiều cường giả tuy là có lòng đoạt bảo, cũng tuyệt không dám tùy tiện lỗ mãn, tốt nhất phái huyền hoàng giới, tới, lân hải đường chủ đạp không mà đến, hướng ninh xuyên xa xa quát một tiếng, chương 313, huyền hoàng giới chi chiến, từng bước đạp không mà đến, lân hải đường chủ cái kia thân thể cũng bắt đầu xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, vặn vẹo trong vần sáng. Một đầu thân dài vượt quá trăm trượng huyền hải kỳ lân hiện ra nguyên hình, hơi thở hỗn hển, tinh mâu bể nhễ, ở nơi này tung hoành mười mấy vạn dặm huyền hoàng giới trung, lân hải đường chủ cái kia kỳ lân nguyên thân thực sự không coi là như thế nào khổng lồ. Nhưng, so sánh với hắn, Ninh Xuyên thân hình càng là như muối bỏ biển vậy nhỏ bé không thể thành. Tên này gọi Ninh Xuyên tu sĩ, chẳng lẽ là thật có lực chiến lân hải đường chủ bản lĩnh sao? Chỗ cực xa, xem cuộc chiến các tông cường giả bên trong, thương hải ma chủ trầm ngâm, tà mâu trung tràn đầy hưng phấn thần quan. Hắn đã có hơn trăm năm chưa từng từng có phần này nhiệt huyết nhất là nghe nói ninh xuyên lấy nguyên anh trung kỳ tu vi có thể lực chiến nhâm phượng minh bất bại lúc càng làm hắn hơn rất cảm thấy hứng thú lão tổ ngài là nói cùng thương hải ma chủ đi theo một gã đại tu sĩ không người hỏi trước tạm hãy chờ xem nếu như người này quả thật có chút bản lĩnh cái kia ngự linh tông tuy là khó giữ được hắn ta thất hải ma trì cũng đảm bảo hắn không chết thương hải ma chủ lời này không e về cách đó không xa còn lại tam đường đường chủ nhất thời liền đưa tới một trận ghé mắt chính là tiểu tử, cũng dám ở chỗ này làm càng cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi, còn nói xuông đánh bại ta đứa cháu kia. Lân hải đường chủ cái kia kỳ lân nguyên thân miệng nói tiếng người, lạnh giọng nói, ngươi nếu muốn quái, thì trách cái này ngự linh tông đưa ngươi đẩy ra đền tội, ung ùng đang nói đem rơi, từ cái này lân hải đường chủ cự đại đầu lâu hai cây gốc bên trên, thoát ra ức vạn đạo thao thiên tà quan, phong cảnh tất hiện, quanh sát tới, ninh xuyên cũng không nói gì, ở nơi này huyền hoàng giới vẻ bề ngoài đại thành lúc, hắn liền động rồi sát tâm. Không thể làm minh người, sau này ở tu tiên trên đại lộ, khó tránh khỏi muốn thành địch nhân. Ninh Xuyên cũng không là một không quả quyết người, nếu không thể là hữu, vậy liền cần giết thì giết, chấm dứt hậu hoạn. Phóng người lên, Ninh Xuyên giơ tay lên đấm ra một quyền, trong sát na, thân hình đột nhiên bạo tăng đến vạn trượng ở ngoài, lưỡng đạo ngập trời pháp lực va chạm, lôi minh bạo chấn bên trong, lân hải đường chủ khổng lồ kia bản thể bị một quyền này đánh cho bình di trăm trượng có hơn, lân giáp bên trên hiện ra tảng lớn khe nứt, đại thần thông thuật, long uyên đường chủ con ngươi hít một cái, trong lòng âm thầm dâng lên vài phần cảnh giác, hắn tất nhiên là nghe nói qua pháp võ thiên bực này đại thần thông thuật mạnh mẽ chỗ, lúc này, nhìn về phía ninh xuyên lúc, nhãn thần cũng xuất hiện vài phần biến hóa, tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể lấy được một bản đại thần thông thuật sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể, nhưng trừ phi người này xuất thân danh môn thế gia, hay hoặc là đại tông tông chủ chi tử, mới có thể có này thù đợi, đến tốt lắm, lân hải đường chủ trong miệng vang lên một đạo như lôi bạo uống, kỳ lân nguyên thân bành trướng vài phần, tinh mịn như tử thủy tinh một dạng lân giáp phía dưới, như khe nước dung nham vậy hiện ra từng đạo loan lỗ vết trạng, nghìn vạn đạo hung thuật bảo quang liền sau đó một khắc phủ đầu hướng về ninh xuyên oanh bắn tới, cái kia thao thiên lân uy bạo phát tư thế, đồ sộ dị thường, bên ngoài uy viễn siêu tầm thường nguyên anh đại viên mãn kỳ tu sĩ có khả năng phát ra cực hạn công kích ùng ùng ninh xuyên giơ tay lên bàn tay hiện ra ba vạn niên cửu kiếp kiếm tới phủ đầu một kiếm đánh xuống huy hoàng lôi uy đang vào thành một đạo già thiên lưới lớn đem lân hải đường chủ cái kia bản thể toàn bộ trấn áp lôi quan tàn sát bừa bãi đùng nổ vang lân hải đường chủ cái kia vốn là khổng lồ nguyên thân bên trên càng là nổ lên từng mảnh một lộng lẫy tia sáng như lưu ly trải qua dục hỏa thanh tẩy tựa như, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lân hải đường chủ trong miệng phát sinh một đạo ngập trời rống lên một tiếng, cái kia như núi nhỏ nhạt một dạng cự trưởng nâng lên, một mạch hướng ninh xuyên phủ đầu đánh xuống. Nguyên anh đại viên mãn kỳ tu vi thì như thế nào? Trước đây chết trong tay ninh xuyên hổ tiếu đường chủ, còn có bị bị thương nặng nhâm phượng minh, cũng đều là nguyên anh đại viên mãn kỳ tu vi, ai có thể dạy dỗ được vài phần. Ninh xuyên lúc này vẫn chưa thôi động sát chiêu, vừa tương phản, hắn đang thử thăm dò, muốn thăm dò ra cái này lân hải đường chủ chân chính con bài chưa lật cùng thực lực. Không thể không nói, Ninh Xuyên tâm tính đã gan lớn tột cùng, lại kiêu ngạo tự tin tột cùng, lâm này cường địch, xa xa còn có đại lượng các tông cường giả nghĩ chân quan chiến, lúc này hắn suy tính, cũng không phải là mau sớm giết chết đối thủ, mà là lộ ra lai lịch của đối thủ. Hai người trong thời gian ngắn giao thủ hơn trăm hiệp, thiên địa ù ù, huyền hoàng giới trung tảng lớn bảng lớn huyền hoàng khí chấn động hết dài bắt đầu khởi động. Ngự linh tông chủ niêm dài mảnh râu cá trê, giữa lông mày cũng hiện ra vài phần kinh dị màu sắc, hắn là tu vi bực nào. Luyện hư kỳ đại năng, sao nhìn không ra, ninh xuyên trong tay chui này ba vạn niên cửu kiếp kiếm, cũng không phải bình thường pháp bảo. Ngự linh tông vốn là tôn sùng nho đạo đại tông, trong tông môn đệ tử càng lấy tập võ luyện kiếm cho thỏa đáng, cửu kiếp kiếm bực này pháp bảo, ở ngự linh tông kỳ binh trong kho cũng có, nhưng tuyệt không giống như ninh xuyên trong tay chui này một dạng mạnh mẽ, hống, lân hải đường chủ lần thứ hai phát uy, cái kia dục hỏa sau một thân lân giáp, như như lưu ly sinh sáng lạng hỏa hà, dù là ninh xuyên chém ra bực nào kiếm khí, đều tuyệt đối không thể đột phá, toàn phương vị phòng ngự. Như vậy khả năng liền không phải bình thường pháp thuật, chí ít cũng là đại thần thông thuật cảnh giới, ninh xuyên không nhanh không chậm xuất kiếm, trong tròng mắt tuôn ra hai điểm tươi sáng quang mang, thấy rõ mà đi, dây lát liền phát hiện cái kia kỳ lân bản thể ở trên điểm yếu, huyền hải kỳ lân chính là quá gần thần thú huyết mạch một đạo chi nhánh, bên ngoài huyết mạch cùng chân chính kỳ lân thủy tổ thân cận, vượt xa hỏa nha chân nhân cùng tam túc kim ô giữa huyết mạch thân cận trình độ, bực này kỳ lân hung thuộc bạo phát hung uy phía sau, làm hắn cái kia vẫy toàn thân nếu như một đạo không phải phá cương khiên, mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều sâm sâm đứng thẳng ngưng tụ thành một đạo cực hạn chi ngự, nhưng, Ninh Xuyên chỉ thấy được cái này gần như hoàng mỹ kỳ lân hung thuật bên trong nhược điểm chỗ, liền tại nó cái kia cổ tiếp giáp bổ vị, có một đạo cực nhỏ khe hở, lân giáp nặng nề, nếu muốn không ảnh hưởng lúc chiến đấu xê dịch cùng di động, liền không thể là ngay ngắn một cái khối vỏ rùa một dạng bình chướng, tất nhiên phải có tiếp tục chỗ, giết. Yes. Ninh Xuyên trong miệng bộc phát ra một đạo ngập trời thét dài, ba vạn niên cửu kiếp kiếm bên trên lôi quan huy hoàng đại thịnh, chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí vô cùng vô tận lôi uy bị một kiếm này toàn bộ tịch quyển trong đó hóa thành một đạo như hủy diệt phong bạo vậy hét dài gọi không chỉ vệ nhân kiếm khí cảnh tượng hải nhiên xa xa xem cuộc chiến các tông các cường giả riêng phần mình sắc mặt kịch biến ngự linh tông chủ là nhà kinh ngạc cái này ninh xuyên lấy nguyên anh trung kỳ tu vi có thể lực chiến cái kia lân hải đường chủ với thế thậm chí còn có thủ thắng phong thái thông tiên viện chủ lại cười từ Vũ Linh Tiên tử đem Ninh Xuyên mang đến lúc, hắn thì biết rõ người này tất nhiên bất phàm, hôm nay xem ra, quả thế, tốt một cái mầm non a. À. Thương Hải Ma chủ cũng động tâm tư, đang suy tư về làm như thế nào đem Ninh Xuyên cho lôi kéo tới đâu, người này dĩ nhiên cường hãn như vậy. Điều này sao có thể? Sư Thiên Minh Tam đường đường chủ mỗi người sắc mặt đều kinh hãi, nhất là Long Uyên đường chủ, càng không dám tin tưởng, Ninh Xuyên có thể càng hai trọng cảnh giới nhỏ lực chiến lân hải đường chủ cái này căn bản là không thể sự tình. Cũng liền ở mỗi cái đại cường giả suy nghĩ kinh ngạc thời gian, trên chiến trường hai người giao thoa trách. Cái kia một đạo ngập trời lôi uy kiếm, không trở ngại chút nào phá thể mà qua, chương 314, kiếm trảm lân hải đường chủ, lân hải đường chủ cái kia hơn trăm trượng kỳ lân nguyên thân, nửa đoạn trên tà bay chéo ra ngoài, một kiếm, hai đoạn, hắn, long nguyên đường chủ mình là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt, các tông các cường giả từ mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy một màn kia, Ninh Xuyên, hắn chém cái kia Lân Hải Đường chủ, Thương Hải Ma chủ trong miệng kêu một tiếng, giữa chân mày hiện ra sắc mặt vui mừng, Ninh Xuyên trong con người màu sắc trang nhã đã lui, vọt người mà ra, đại na di thuật một bước vạn dặm, lần thứ hai một kiếm đuổi kịp. Phốc, đầu lâu rơi xuống đất, huyết quang phun ra, còn ở giữa không trung, Lân Hải Đường chủ khổng lồ kia bản thể liền cấp tốc diệt vong, không người thấy rõ một luồng tinh thuần chí cực nguyên thần bị ninh xuyên bên người một đạo hắc quan nhét vào ùng ùng huyền hoàng giới trung thiên địa chấn động các tông cường giả lúc này cũng mình toàn bộ chạy tới hỗn đảng người dám ra tay giết ta sư thiên minh người huyết quỷ đường chủ nổi giận bước ra một bước cái kia ngập trời xâm sâm huyền băng gai trong nháy mắt phát ngang hàng trăm trong giới hạn hổ tiếu đường chủ chết rồi đã thành định cục làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là như thế chớp mắt một cái lân hải đường chủ cũng chết trận. Lúc này, hắn cái này uy thế ngập trời chợt bạo phát, liền lệnh ninh xuyên sắc mặt không biến, dưới chân lui lại mấy bước, khuyết quỷ đường chủ không thể so với người lân hải đường chủ, hắn là chân chính hóa thần kỳ đại tu sĩ, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, cũng không ninh xuyên có thể đơn giản đối phó tồn tại, oanh, liền tại tam đường đường chủ muốn bạo khởi xuất thủ. 263 vì lân hải đường chủ báo thù lúc, một thanh ngập trời cử xích ầm ầm hạ xuống thần diễm đằng đằng, ngự linh xích để ngang giữa sông Phương, nghiễm nhiên đêm này huyền hoàng giới phân cách thành sở hà hán giới một dạng hai phe, ba vị đường chủ, chuyện hôm nay có thể đi vào hiện nay, đáng tiếc, thật sự là số trời cho phép, ngự linh tông chủ niêm chồng râu, trong lời nói mặc dù nhìn như thương xót, giữa chân mày lại hoàn toàn không nửa điểm thương cảm màu sắc, hẹp dài mí mắt hơi hiếp, số trời. Ngươi ngự linh tông nuôi dưỡng hung đồ, giết ta sư thiên minh đường chủ ở chỗ này, hôm nay thù chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải khai long uyên đường chủ trong lòng cực kỳ tức giận lúc này hắn chỉ ở kềm chế nếu như có nửa một cây diêm quẹt chỉ sợ hắn liền sẽ không để ý hậu quả xuất thủ làm sao long uyên lão đệ chẳng lẽ là ngươi không phục sao ninh xuyên ngước mắt một đạo thân ảnh làm tục tằng âm thanh chạy tới bên cạnh hắn người tới chính là thương hải ma chủ lúc này hắn nghiễm nhiên đứng ở ninh xuyên cùng ngự linh tông chủ bên này lão ma vật ngươi nghĩ giúp đỡ đám này hủ nho nói hay sao huyết quỷ đường chủ lạnh giọng chất vấn thả ngươi rắm thương hải ma chủ trừng mắt một đôi tà mâu giận dữ nói lão tổ ta giúp ai người của các ngươi chính mình quá phế vật bị ninh xuyên đạo hữu kích sát quán được ai đừng xem ngự linh tông từ trên xuống dưới đối với sư thiên minh khách khí nhưng thương hải ma chủ thật đúng là không mua món nợ của bọn họ thất hải ma trì chính là thâm cư loạn ma hải bên trong một đại thế lực cấp độ bá chủ Tự thân mặc dù không chiếm bất luận cái gì một chỗ đảo giới, nhưng loạn ma hải cái kia ức vạn dặm trong đại dương bao la, bảy đại ma trì thế lực như mạng nhận một dạng rắc rối phức tạp, luận đến nội tình, không kém chút nào với sư Thiên Minh, lại có khác đồn đãi, Thất Hải ma trì trung có một vị vạn cổ bế quan tồn tại, gần mấy trăm năm bên trong sẽ xuất quan. Bị Thương Hải ma chủ đổ ập xuống mắng một trận, Long Uyên Đường chủ sắc mặt càng khó coi, hôm nay bọn họ chuyến đi này lại chết một cái đường chủ ở nơi này ngự linh đảo đồng thời mặc dù trong lòng bọn họ không nguyện chuyện này chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì đau thật thương thật cùng ngự linh tông làm hơn một hồi đùa gì thế ngự linh tông chủ cái kia luyện hư kỳ tu vi lại tăng thêm thông thiên dị bảo ngự linh xích thu thập bọn họ ba cái tuyệt sẽ không bắt ninh xuyên giết chết lân hải đường chủ trắc trở bao nhiêu huống chi lúc này còn có thương hải ma chủ lão già này ở bên cạnh gây xích mích thật động thủ chỉ sợ bọn họ một cái cũng không đi được. Ôi yêu, ngươi nói một chút đây là làm sao nói. Tạp gia cảm thấy, chuyện này cũng chẳng trách ninh xuyên đạo hữu. Cao hoạn đi tới, nắm bắt kê tiếng nói cười nói. Cái này trên mặt nổi tuy nói là luận bàn. Có thể lân hải đường chủ vì cháu nóng lòng báo thù. Có mang tức giận, ninh xuyên đạo hữu lại tu vi hơi thấp. Không nguyện vì ngự linh tông gây sự. Chỉ phải ra tay toàn lực. Như vậy tới nay, hôm nay tất nhiên là có một bên phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, quanh mình các tông các cường giả cũng dồn dập gật đầu. Nếu như lân hải đường chủ thắng, vậy hôm nay bị chém eo mà chết các ngươi, chỉ sợ sẽ là hắn ninh xuyên. Bần đạo cho rằng, cao hoạn đạo hữu nói không giả. Ngự linh tông chủ lạnh nhạt nói, ninh xuyên tuy chỉ vào ta ngự linh tông mấy ngày thời gian, nhưng cuối cùng là ta tông môn đệ tử. Chư vị đường chủ nếu như như trước dây dưa không ngớt, đó chính là bác ta ngự linh tông mặt mũi. Oanh, lời ấy như một đạo tạc lôi lạc dưới, lệnh tam đường đường chủ mỗi người trong lòng vỡ tháng ngự linh tông chủ lời này rõ ràng chính là chặt đứt bọn họ muốn tiếp tục ý động thủ ở giờ phút quan trọng này tiếp tục tranh chấp không ngớt đó chính là bác ngự linh tông mặt mũi bọn họ mấy cái này lão tự nhiên cũng sư xuất hữu danh có thể động thủ ăn nhất thời thua thiệt cùng toi mạng hai người này bên nặng bên nhẹ long uyên đường chủ tự nhận là vẫn là hết sức đoan được quải niệm hôm nay chuyện này bọn ta lại nhớ kỹ long uyên đường chủ lãnh đạm nói Ta sư thiên minh hai cái mạng người bàn giao ở nơi này ngự linh đảo bên trong, việc này kiên quyết không có khả năng lúc đó bỏ qua, bọn ta ngày khác, ổn thỏa sẽ đến nhà bái phỏng, suy, ngự linh tông chủ đánh trưởng, chui này thông thiên dị bảo ngự linh xích phá vỡ quanh mình trăm ngàn dặm huyền hoàng giới, sơn xuyên quân cờ toàn bộ biến mất, cái kia tung hoành bầu trời huyền hoàng khí cũng theo đó mà tán, dây lát thời gian, đám người liền đã một lần nữa đứng ở cái này ngự linh trong đại điện, như vậy, Bần đạo liền không ở thêm chư vị, đường về xa xôi, mong rằng lưu tâm, Ngự Linh Tông chủ nói một tiếng, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục xem cái này cả điện các tông cường giả, xoay người từ từ thổi đi. Ninh Xuyên đạo hữu, lão tổ ta có thể rất là yêu thích ngươi a, à, Thương Hải Ma chủ đi tới Ninh Xuyên bên người, thấp giọng nói, vật ấy tạm giao cho ngươi, nếu là sau này có tìm nơi nương tựa hắn tông ý tưởng, tận sức có thể bằng cái này vật tại cái gì tu tiên trong phường thị cùng ta thất hải ma trì người liên lạc, lão tổ ta nhất định đối với ngươi như trên tân, đa tạ, nên xuyên mặt không đổi sắc, giơ tay lên nhận lấy thương hải ma chủ đưa tới cái kia một khối giường như miếng vẫy vậy, thanh u u đồ vật, nói như vậy, tạp gia cũng nên lên đường, thông tin viện chủ, ngày khác tạp gia xin ngài đi ra ngoài uống chút rượu, tiểu tự một phen. Thông tiên viện chủ giao thiệp dường như không sai, cao hoạn hướng hắn nói một tiếng, lúc này mới đi ra khỏi ngự linh đại điện ở ngoài ninh xuyên hãy theo ta đến đây đi thông tin viện chủ trong miệng nói một tiếng hai người ly khai ngự linh đại điện phía sau phản hồi thông tin võ viện ở thông tin viện chủ dưới sự hướng dẫn ninh xuyên bước vào một chỗ như thế ngoại như tiên cảnh địa giới nơi đây giống như cái kia phiên bản thu nhỏ ngự linh tiên như biển khắp nơi có thể thấy được cổ một che trời linh dược khắp nơi trên đất có khác tiên lộc gặm ăn linh thảo suối chảy thác tuôn hành lang khúc chiết, linh khí nồng nặc tột cùng, đơn đứng ở nơi này, hô hấp gian liền có thể cảm thấy tu vi tiến nhanh, viện chủ, nhưng là có việc muốn hỏi với ta, Ninh Xuyên đứng vững phía sau, chắp tay nói, chương 315, phá kiếp trì, nguyên anh hậu kỳ, nghe vậy, thông tin viện chủ lại lắc đầu cười, nói, bần đạo không màn thế sự hơn trăm năm, hôm nay cũng không phải muốn hỏi ngươi, mà là báo cho biết cùng ngươi, ngài cứ nói thẳng, Ninh Xuyên chắp tay nói, chuyện hôm nay, y theo bần đạo xem ra ngươi cùng sư thiên minh thù xem như là kết lại như thế thông tin viện chủ nói sư thiên minh có thù tất báo tuyệt đối không thể lúc đó bỏ qua bọn họ hôm nay dừng tay lưng bởi vì ngươi thân ở ngự linh tông bên trong nói như thế là ta cho tông môn chiêu gây phiền toái nếu như ly khai ngự linh tông có thể miễn này phiền toái ninh xuyên không còn câu oán hận ninh xuyên chưa phát giác ra cười nói không phải vậy thông tin viện chủ lại mở miệng nói ta tông cùng sư thiên minh giữa gút mắt, là mấy trăm năm trước liền đã có, chuyện hôm nay, chỉ là một đạo cơ hội. Không có Ninh Xuyên tiểu hữu ngươi, bọn họ cũng sớm muộn biết tìm tới cửa. Nghe vậy, Ninh Xuyên trong lòng chưa phát giác ra ám đạo, ngự linh tông mặc dù hiện nay nguyện ý thu lưu hắn, chỉ sợ cũng không phải có thể chỗ ở lâu. Bước vào loạn ma hải đến nay, Ninh Xuyên đã mơ hồ phát giác, ở chỗ này, muốn lánh đời là khả năng không lớn lại không tin luyện biến hóa luyện yêu hồ lúc đưa tới trận kia thiên tượng dị biến đã khiến cho thất hải ma trì chú ý lúc này sư thiên minh tử thù xem như là ván đã đóng thuyền tính lại bên trên lạc hỏa thần triều cùng ngự linh tông còn có vậy không biết hạ lạc tần khuynh diên muốn tị thế bất xuất nói dễ vậy sao bất quá ngươi ngược lại cũng tận sức có thể yên tâm thông tin viện chủ nói ngươi ở lại ngự linh tông một ngày liền an toàn một ngày sư thiên minh mặc dù có tâm trăm năm bên trong cũng sẽ không chân chánh cùng ta tông vạch mặt. Ninh Xuyên, ngươi lại lưu ở nơi đây, có người sau đó liền sẽ tới gặp ngươi. Nói xong, thông tiên viện chủ bước ra một bước, liền biến mất Ninh Xuyên trước mặt, nghỉ chân nơi này. Ninh Xuyên nhìn về phía mảnh này động thiên quanh mình, nồng nặc kia thiên địa linh khí, làm hắn quanh thân đều chợt cảm thấy một trận thư thái mềm mại, ngưng thần. Ninh Xuyên cảm thấy được, luyện yêu hồ đang thu nạp hổ tiếu đường chủ và lân hải đường chủ hai người này nguyên thần sau đó, luyện hóa chi lực đã doanh mãn, lệnh pháp lực của hắn cũng đột phá tới bình cảnh. Nếu là có thể phá này bình cảnh, như vậy là hắn có thể thẳng vào nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tới lúc đó, tuy là đụng phải hóa thần kỳ đại tu sĩ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Ninh Xuyên trong lòng suy tư, dạo chơi ở nơi này trong động thiên đi lại, ánh mắt bốn phía quan vọng, cả phiến tiểu động thiên bên trong, lâm trúc thấp thoáng, Ninh Xuyên đi ra hồi lâu sau, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn về phía một chỗ trong sát na ninh xuyên chỉ cảm thấy trong lòng hơi chấn động một chút một mảnh doanh doanh tán lạc nguyệt hoa bên trong có một đạo tuyệt mỹ lăng trần thân ảnh đang lăng nhiên đứng ở một chỗ nước suối bên cạnh tóc đen rối tung phiêu kéo sinh hoa đôi mắt đẹp tươi sáng như tinh thần chiếu rọi đang không người nâng lên nước suối sắp sửa nhập thủy cái này dạng một bộ tự nhiên mà thành tuyệt mỹ họa quyển khoáng giữa thiên địa đều tuyệt sẽ không có người có thể không nhìn đó là Vũ Linh Tiên Tử, nàng ấy một đôi mắt đẹp, lúc này cũng nhìn về phía Ninh Xuyên, xem đủ rồi sao? Phi lễ chớ nhìn đạo lý, chẳng lẽ là Ninh Xuyên đạo hữu không hiểu được sao? Vũ Linh Tiên Tử trong con ngươi lưu quan tràn trọc, mở miệng hỏi, xin lỗi, Ninh Xuyên thản nhiên nói, ta cũng không biết nơi đây hóa ra là Vũ Linh Tiên Tử thường ngày nghỉ ngơi tắm rửa địa phương, cũng không nửa điểm đi quá giới hạn chi tâm, không sao cả. Vũ Linh Tiên Tử từ trong ao nước đi ra, một đóa đóa sáng liên từ dưới chân dâng lên, này địa danh gọi Phá Kiếp Trì, là đoạt thiên địa tạo hóa chỗ tu luyện, trong đó chỗ tốt, nói vậy ngươi sau khi đi vào mới có thể minh bạch, Vũ Linh Tiên tử miệng nói lấy, nơi đây trên thực tế là một tòa tiên cổ thời đại liền lưu truyền mà đến bảo địa, ở mảnh này Phá Kiếp Trì phía dưới, đồng đại có chân chính tiên quốc chung dấu, đã qua vạn năm, tiên quốc cùng nơi đây thiên địa linh khí dung hợp lưu chuyển, hóa thành nguồn suối ồ ồ chảy ra, quả thật là một chỗ tốt địa giới. Ninh Xuyên trong miệng chưa phát giác ra hết một tiếng, cất bước hướng về kia phá kiếp trì đi tới, bước vào trong ao nước, trong một sát na, Ninh Xuyên chỉ cảm thấy dường như rơi vào rồi khác một thế giới trung một dạng, tiên khí lưu động, hà vụ bốc lên, nồng nặc chí cực sinh mệnh khí tức, lệnh Ninh Xuyên cả người mỗi một chỗ lỗ chân lông đều ở đây rung động. Nếu nói là nơi đây có cải tử hoàng sinh hiệu quả, chỉ sợ cũng không thiếu có người vững tin, Ninh Xuyên ở nơi này trong suối nước du động, hắn nhìn về phía nước suối nơi trung tâm nhất một bụi cổ thụ cái này cổ thụ cành khô che trời mà sống ánh sáng màu như kim thạch lôi quang như một đầu ngũ đông ngũ long khuất phục tại nơi đây khí tức nguy nga ninh xuyên nhìn thoáng qua nước suối bên ngoài vũ linh tiên tử chẳng biết lúc nào đã ly khai chỉ còn lại một mình hắn ở chỗ này được chỗ này bảo địa ninh xuyên đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội rất tốt lúc này bắt đầu thôi động nguyên thần pháp lực bắt đầu trùng kích nguyên anh hậu kỳ bình cảnh lưu động với cái này trong suối nước, như từ ngoại giới xem ra, Ninh Xuyên quanh thân đều đặt lên một tầng đạm kim sắc lôi mang, làm hắn như một tòa kim tượng vậy lộng lẫy, tới, Ninh Xuyên trong miệng quát một tiếng, đem mấy viên linh đang ném vào trong miệng, trong sát na, quanh thân bách hài bên trong, pháp lực dâng lên bắt đầu khởi động, mượn cái này phá kiếp trì lực lượng, toàn lực trùng kích đạo kia bình cảnh, oanh, một đạo trầm tỉnh lôi quang làm tiên khí trực tiếp đánh về phía Ninh Xuyên thân thể. Một kích này uy năng thật là kinh người, nếu không là ninh xuyên nguyên thần cùng thân thể chi cứng cõi viễn siêu bình thường tu sĩ, chỉ sợ một kích này liền muốn làm hắn hình thần câu tổn hại. Ninh xuyên ngưng thần liễm tức, toàn lực điều động quanh thân pháp lực, hóa giải cái kia phá kiếp trì mạnh mẽ lực lượng. Ngưng thần nội thị, hắn thậm chí có thể thấy, trong cơ thể bởi vì lúc trước cái kia một đạo trùng kích mà sinh ra kinh mạch tổn hại, lúc này đã tại cấp tốc chữa trị, chỉ kém cái kia cuối cùng ba thành cảm nhận được bình cảnh buông lỏng, Ninh Xuyên cố nén quanh thân không thể phụ gia thống khổ dằn vặt, bất quá mấy hơi thời gian, lại suýt nữa đưa hắn cái kia nguyên thần chi lực hao hết, ầm um, ầm, um, hồi lâu sau, Ninh Xuyên rốt cuộc trồi lên nước suối bên trên, thở dốc từng hồi từng hồi, tại hắn quanh thân, từng đạo ánh nhiên sáng bóng lưu chuyển, hắn phá khai rồi nguyên anh hậu kỳ bình cảnh đại quan, Ninh Xuyên trong lòng cũng không bao nhiêu mừng rỡ, nguyên anh hậu kỳ cũng được, nguyên anh đại viên mãn kỳ cũng được, với hắn mà nói, đều cũng không chân chính khiêu chiến, cái kia hóa thần kỳ lôi kiếp, mới thật sự là sắp chết hiểm quan, khó có được, có thể lấy tội vực thân, ở phá kiếp trong ao đột phá một đạo cảnh giới, ngươi nên phải là cái này vạn năm qua đầu một cái. Vũ Linh Tiên Tử đứng ở Ninh Xuyên trước mặt tuyền trên bờ, mở miệng nói, tội vực, Ninh Xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi thở dốc khoảng khắc, vọt người ly khai phá kiếp trì, mở miệng nói, không biết Vũ Linh Tiên Tử nói tội vực, lại là bực nào địa giới vấn đề này, chẳng lẽ là ngươi còn muốn hỏi ta chăng? Ngươi vốn là xuất thân tội vực nhân, tất nhiên so với ta người ngoài này càng hiểu hơn nó. Vũ Linh tiên tử mở miệng nói, tội vực ninh xuyên trong lòng chưa phát giác ra nghĩ đến, chẳng lẽ là cái kia nữ nhân nói, là hắn đi tới thương lan vực sao? Ta không minh bạch ý tứ của ngươi, ninh xuyên ánh mắt sáng quắc nói hai, chương 316, nên ngừng hậu hoạn, tứ phương biên giới bên trong. Chính là một phương tội vực chi địa, trong đó thiên địa linh khí mỏng manh bình thường tu sĩ cả đời khó có thể với tới tiên đạo đến đường vũ linh tiên tử tay áo khẽ nhúc nhích nói ngươi có từng nghĩ tới vì sao cái kia vực nội sẽ có như vậy chưa sinh tịch liêu không phải đại đạo cảnh tượng cái kia đều bởi vì nó là lưu vong chi địa là một mảnh tội vực ngươi làm thế nào biết việc này ninh xuyên nhàn nhạt hỏi thương lan vực đến tột cùng là bực nào lai lịch ninh xuyên tự vấn cũng không rõ ràng bên ngoài nội tình chỉ sợ cái kia sớm đã nguyên thần tan biến cổ huyền chân nhân cũng chưa chắc có thể biết mênh mông thương lan vực trung không có gì ngoài cổ huyền chân nhân ở ngoài chân chính có thể nói một đời cường giả gần như không thể thấy có thể tu đến hóa thần kỳ mình nhưng là cực hạn ban đầu ở thập hoang thâm nguyên bị luyện yêu hồ truyền tống tới chỗ này lúc ninh xuyên còn không tới kịp cùng trương đạo nguyên phá vỡ cái kia chân võ cửu kiếp trận huyền bí hôm nay nghĩ đến ninh xuyên trong lòng không khỏi thầm than nếu là có thể phá này đại trận chỗ thần diệu, có lẽ, trước mắt cái này Vũ Linh Tiên tử nói, liền không còn là một đạo bí tân. Đương nhiên, càng làm Ninh Xuyên trong lòng sinh nghi, là cái này Vũ Linh Tiên tử thân phận, nàng cũng không một cái bình thường tu sĩ cái dạng nào phổ thông, khí tức quanh người mặc dù sáng trong như trăng, bánh nhuận thiên thành, nhưng cũng không mạnh mẽ, cũng không ngự Linh Tông chủ như vậy uy áp tồn tại, so với những thứ kia hóa thần kỳ đại tu sĩ, thậm chí luyện hư kỳ đại năng mà nói, Ninh Xuyên càng cảm thấy, nàng không giống như là một người sống, ngược lại giống như ứng thiên địa mà thành linh vật. Đợi cho Ninh Xuyên phục hồi tinh thần lại lúc, Vũ Linh Tiên tử lại đã sớm không thấy tâm hơi, ly khai cái này phá kiếp trì phía sau, Ninh Xuyên như trước trở về thông tiên viện chủ môn hạ, mỗi ngày làm chút hái linh dược sống. Trong nháy mắt, đã là hai năm thời gian trôi qua, một ngày này, đại tuyết như lông ngỗng, phô thiên cái địa lã chả xuống. Ninh Xuyên độc thân đứng ở linh dược phố trước nhà gỗ nhỏ đầu, gác tay, mâu quan lại nhìn về phía ngoài núi mờ mịt ngự linh tiên hải. Tiên khí lượng lờ, vân hải bốc lên, cả tòa ngự linh phong, ở nơi này đại tuyết trung đều đặt lên một tầng ngân trang, ngày đó, ta nên phải cũng là như vậy rời đi. Ninh Xuyên trong con ngươi hiện ra một vệt than thở màu sắc, khẽ lắc đầu một cái, liền ly khai linh dược phố, đến rồi xài phòng bên này, thạch đạo hữu, Ninh Xuyên đứng ở trước cửa, đông 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 gõ vài cái lên cửa, liền đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy rồi Thạch Chính Sơn đang dùng một thanh búa nhỏ phách cái kia tơ vàng than trúc, nói đến ngược lại cũng xảo, ngày ấy Ninh Xuyên bị Vũ Linh Tiên tử dẫn vào thông tiên võ viện sau đó, Thạch Chính Sơn cũng đụng đại vận bị thanh hư đạo nhân điểm danh chỉ bất quá, hắn vẫn chưa giống như Ninh Xuyên, bị phân vào linh dược phố bên kia làm việc, mà là tại nơi đây vì thông tiên viện chủ chuẩn bị luyện đan tơ vàng than trúc, trữ đạo huynh, tùy tiện ngồi đi, đợi lát nữa ta một hồi chúng ta liền xuất phát, ta liền không bắt chuyện ngươi. Thạch Chính Sơn trong tay một thanh tinh xảo đừng mây phủ, trước mặt đã xếp chồng chất núi nhỏ một dạng chỉnh tề một đống tơ vàng than trúc. Ninh suy ngược lại cũng không sốt ruột, liền chắp tay sau lưng xem Thạch Chính Sơn phách than trúc, những thứ này tơ vàng than trúc, dùng chính là ngự linh tiên trong biển sinh trưởng một loại linh trúc, ngay ngắn chặt cây phía sau, bắt lấy lấy các loại kỳ trân dược liệu tưới chế mà thành, Thạch Chính Sơn kiếm sống, chính là đem các loại thang trúc chém thành một thước tăng trưởng, hai chỉ lớn bằng tiểu tiết, sau đó đưa đến thông tin viện chủ nơi đó, nên suy nhìn, tự nhiên không phải thạch chính sơn trẻ củi, mà là hắn vận chuyển trong tay chui này đừng mây phủ thủ pháp và phủ kỹ năng, cần biết, cái này lớn chừng bàn tay búa nhỏ, dùng nhưng là thuần chính ô kim huyền thiết, trọng lượng chí ít cũng ở 200 cân ở trên, có thể dễ sai khiến, lưu chuyển tự nhiên dùng đồ chơi này phách cái kia yếu ớt than trúc, có thể cũng không bất luận kẻ nào cũng có thể làm được, chi bằng có chút môn đạo trong người, trữ đạo huynh, chẳng lẽ là ngươi cũng đúng trẻ tuổi cảm thấy hứng thú, thạch chính sơn phách xong cuối cùng một bó than trúc, đứng dậy cười tủm tỉm hỏi, cũng không phải, chúng ta lên đường đi, Ninh Xuyên lắc đầu mỉm cười, vẫn chưa truy vấn thạch chính sơn dùng cái gì chờ, các loại, kỹ pháp, tất cả mọi người không phải người ngu, thạch chính sơn mặc dù tu vi không bằng Ninh Xuyên, có thể đó cũng là đường đường chính chính nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ. Đầu óc tự nhiên là tại tuyến, nhân gia không nguyện mở miệng đề cập cái môn kỹ xảo này, cái kia tự nhiên là có cân nhắc, loại thời điểm này truy vấn cũng có chút vô cùng đường đột. Hai người sau khi ra cửa, liền theo thường lệ hướng Ngự Linh Tiên Hải ngoại xuất phát, đè thông tiên võ viện quy củ, mỗi một tháng cần được xuống núi một lần, đi phía ngoài tu tiên phường thị mua một ít linh dược phố không có linh dược, hay hoặc là yêu thú yêu cốt cùng tinh huyết một loại ngoạn ý. Thông tiên viện chủ tự nhiên không có khả năng tự mình đứng ra, xấu sự tình cũng liền rơi vào Ninh Xuyên cùng Thạch Chính Sơn trên người. Hai người riêng phần mình ngự không mà đi, ly khai ngự Linh Tiên hải phía sau. Ninh Xuyên nhìn phía dưới cái kia mịt mờ tu tiên phường thị, trong con ngươi không khỏi hiện ra một ánh hào quang. Cái này thời gian 2 năm, hắn ở linh dược phố đã góp nhặt không ít linh dược. Ban đầu Ninh Xuyên chỉ coi Thông Tiên Viện chủ sẽ đem mỗi một chủng linh dược nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, ràng. không sai chút nào cũng liền chưa từng xuất thủ qua nhưng thời gian lâu dài tới nay ninh xuyên phát hiện thông tin viện chủ muốn linh dược cơ hồ là cố định như vậy mấy thứ còn như còn lại linh dược hầu như cũng không tham dự vào ninh xuyên vẫn chưa đem những thứ kia linh dược toàn bộ bao trọn mà là mỗi cái lấy một bộ phận lấy huyết mạch chi lực kích phát phía sau thu vào trong túi đựng đồ dù sao hóa thần kỳ linh đang có thể không dễ dàng như vậy luyện chế trước thu thập thật nhiều dược liệu sẽ chậm chậm tìm cái kia đan phương cũng không muộn. Trong lòng trong lúc suy tư, hai người đã tới tu tiên phường thị ở ngoài. Sau khi hạ xuống, liền tất bước hướng trong phường thị đi tới. Ninh Xuyên nhớ mang máng, trước đây hắn bước vào cái này tu tiên trong phường thị lúc từng thấy qua được một ít rộng lớn cao lớn cung điện. Đồng thời, có một đạo tồn tại, dường như cũng ở nơi đây. Trong phường thị như trước vô cùng náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được đại các tu sĩ ngồi xuống đất chào hàng các loại pháp bảo linh dược còn có một chút trảm sát yêu thú có được bảo vật, thiên một sừng tê giác một căn chỉ lần này nhất kiện, tung toàn bộ tu tiên phường thị lại không nhà thứ hai, có đại tu sĩ kêu một tiếng, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt, cái kia đại tu sĩ khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt bày đặt một khối vải đỏ, mặt trên liền lẳng lặng nằm một căn dài hơn một thước, ngâm đen tỏa sáng sừng tê giác, nồng nặc chí cực linh khí, liền không ngừng mà từ cái này sừng tê giác bên trên tràn lan mà ra, 3.1 thứ tốt nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ 10 năm khó tìm, Ninh xuyên ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này thiên mục sừng tê giác mặc dù không phải thông tin viện chủ muốn đồ đạc, nhưng là di túc trân quý dược liệu, bất luận cái gì hóa thần kỳ đan phương cũng có thể sử dụng. Ninh Xuyên trong lòng quyết định, căn này sừng tê giác, hắn muốn, thông tin viện chủ cho những thứ kia linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng. Từ thương lan vực trước khi rời đi, hắn từng vơ vét hỏa nha chân nhân chờ, các loại, một đám đại tu sĩ túi trữ vật, Bây giờ còn thật có vài phần tiền muôn bạc biển cảm giác, vị đạo hữu này, Thiên một Sừng Tê Giác nói cái giá đi. Thiên một Sừng Tê Giác, ta muốn. Ninh Xuyên mới đi tới trước nói một tiếng, không nghĩ tới, bên cạnh ngay sau đó cũng vang lên một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Hai người đều hơi ngẩn ra, Ninh Xuyên quay đầu, cùng người nọ đối diện, hóa ra là trước đây với hắn sau khi so tài rơi chính nhâm phượng minh. Chương 317, tâm hắc tay độc. Nhâm Phượng Minh nghe có người với hắn cùng nhau kêu giá lúc, tất nhiên là cũng nhìn lại, ánh mắt đụng nhau phía dưới, hai người đều là cả kinh. chợt Nhâm Phượng Minh trên mặt liền trước ra vài phần tức giận màu sắc, ta cho là phương nào đạo hữu, ở nơi này cùng ta Nhâm Phượng Minh đoạt bảo đâu? Nguyên lai là Ninh Xuyên đạo hữu a? Nhâm Phượng Minh sắc mặt tái xanh, cắn răng cười lạnh. Sau lưng hắn, đi theo chính là Tần Tiêu cùng hai gã hổ tiếu đường trưởng lão. Giờ phút này mấy người cũng riêng phần mình sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm Ninh Xuyên hổ tiếu đường chủ nhâm khiếu đã chết sư thiên minh từ không có khả năng đem cái này ghế trống vẫn bảo lưu vì vậy thân là hổ tiếu đường chủ chi tử nhâm phượng minh rất nhanh liền trở thành tân nhất nhậm đường chủ đồng thời thừa tập nhâm khiếu toàn bộ quyền lực và danh hào nhâm phượng minh nguyên thần đã hoàn hảo sao ninh xuyên đứng chắp tay cười nhạt nói ngươi nhâm phượng minh sắc mặt phát lạnh trong lòng thầm mắng ninh xuyên quả thật là tên khốn kiếp hôm nay bắt gặp hắn còn dám lật ngay lúc đó nợ cũ Ngày đó luận bàn bại bởi Ninh Xuyên, Nhâm Phượng Minh liên tiếp nằm thời gian một tháng, mới bảo vệ được nguyên thần hoàn hảo. Rút kinh nghiệm xương máu phía sau, Nhâm Phượng Minh như trước ngây thơ cho rằng, là hắn lúc đó quá lơ là kinh địch, mới để cho Ninh Xuyên bắt được chỗ trống. Dù sao, hắn chính là nguyên anh vòng tròn lớn 11 mãn kỳ đại tu sĩ, hai trọng tiểu trên lệch cảnh giới, sẽ thua bởi Ninh Xuyên người bậc này. Đừng tưởng rằng ngươi này giả cẩu dựa vào ngự linh tông, chúng ta cũng không dám thu thập ngươi khuyên ngươi vẫn là cẩn thận chính mình mệnh quan trọng hơn. Tần tiêu thập phần sắc bén mở miệng nói một câu, phía sau hai gã hổ tiếu đường trưởng lão mâu quan sâm sâm, trong tay áo đại thủ nghiễm nhiên bóp cốt lắm pháp thuật, trữ đạo huynh, chúng ta thôi được rồi, bọn họ nhiều người, hôm nay liền hãy để cho bọn họ một bước, ngày khác lại tìm cơ hội thu thập bọn họ. Thạch chính sơn bị dọa sợ không nhẹ, hắn không có quan hệ gì, càng không nên xuyên phần thực lực này. Mắt thấy nhâm phượng minh những người này muốn động thủ, cái gia hỏa này lập tức có chút luống cuốn, vội vàng hướng Ninh xuyên truyền âm nói, Ninh mổ người mệnh, tự nhiên không cần các ngươi lo lắng quải niệm. Ninh xuyên mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, hướng nhâm phượng minh nói, hôm nay cái này thiên mục sừng tê giác, nếu là nhiệm đạo hữu điểm danh muốn, Ninh mổ người để cho. Chúng ta đi thôi, nói xong, Ninh xuyên ở nhâm phượng minh có chút ánh mắt hoài nghi trung, hóa ra là vỗ vỗ thạch chính sơn bả vai, hai người hướng tu tiên phường thị một chỗ khác phương hướng đi tới coi như ngươi cái này tạp mau thức thời nhâm phượng minh lạnh trên một tiếng móc ra một túi thượng đẳng linh thạch ném cho đại tu sĩ đem cái kia thiên một sừng tê giác bỏ vào trong túi nửa chén trà nhỏ thời gian ninh xuyên cùng thạch chính sơn chạy tới một mảnh khác phường thị thạch đạo hữu ngươi có thể biết hổ tiếu đường ở nơi nào sao ninh xuyên vuốt vuốt một căn tám ngàn năm long tu sâm lơ đẳng nói biết a à? thạch chính sơn gật đầu nói hổ tiếu đường chi địa, ở nơi này tu tiên phường thị hướng Tây Nam, được có cái hơn 10 vạn dặm lộ trình, cách chúng ta ngự linh đảo truyền tống đại trận rất gần. Nghe vậy, Ninh Xuyên mâu quang khẽ nhúc nhích, khóe miệng chưa phát giác ra câu dẫn ra một tia độ cung. Trữ đạo huynh, người người đây chẳng lẽ là muốn đi hổ tiếu đường tìm bọn hắn tính sổ hay sao? Thạch Chính Sơn thấy Ninh Xuyên không nói cười, không khỏi rùng mình một cái, không sai. Ninh Xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, Thạch Đạo Hữu, ta làm ngươi là không sai bằng hữu, liền báo cho biết cùng ngươi. Ngự Linh Tông, ta sẽ không ở lâu, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, đêm nay ta liền lên đường, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi. Lời ấy tuy không nửa cái sát tự, lại lệnh Thạch Chính Sơn chợt cảm thấy quanh mình phát lạnh. Cự tuyệt, Thạch Chính Sơn cũng không ngốc, hắn sao không minh bạch, nên xuyên một mạch hướng hắn nói sáng tỏ ý tưởng, như hắn thật không nguyện đi, nên xuyên quả thật có thể như thế buông tha hắn sao, trữ đạo huynh, cái kia hổ tiếu nội đường, có ít nhất hơn 10 người nguyên anh kỳ trưởng lão, kim đan kỳ tu sĩ ở chừng trăm người, thạch chính sơn mở miệng nói, hơn 10 cái nguyên anh kỳ, đem ngươi sợ thành bộ dáng như vậy, ninh xuyên trên mặt hiện ra một tia treo gẹo nụ cười, vỗ vỗ câm như hến thạch chính sơn, bước vào nguyên anh hậu kỳ phía sau, ninh xuyên mặc dù không phải cho là mình có thể ngạnh hám ngự linh tông chủ vậy chờ luyện hư kỳ đại năng, nhưng cùng hóa thần kỳ lão tặc đánh một chút, dọn dẹp một chút nguyên anh kỳ đại tu sĩ, nói khó nghe chút, đơn giản như uống nước, cái kia thiên một sừng tê giác, là tốt như vậy nhận lấy sao, ở nhâm phượng minh hai độ hiện thân, lại đối với hắn địch ý càng sâu lúc, ninh xuyên trong lòng đã quyết định chủ ý, tàn sát hết hổ tiếu đường, từ nhâm phượng minh phía dưới, không chừa một mống, sư thiên minh đại điện cách này cách xa mấy chục cái đảo giới, tung bọn họ có thông thiên thủ đoạn, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn cùng hổ tiếu đường tùy thời liên lạc, trước đây nhâm khiếu tin qua đời, ước chừng qua mấy ngày mới truyền trở về sư thiên minh, đây cũng là chứng minh tốt nhất. Ninh Xuyên cũng không ngại làm một cái lục thế ma la, tu tiên chi đạo từ từ, không trở thành ngũ giả, đương sát, thì giết. Huống hồ, nhâm phượng minh bây giờ còn không biết, hắn cha ruột chính là chết ở Ninh Xuyên trong tay, bực này thâm cừu đại hận, ngược lại cũng có cách phá giải, đó chính là giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Không nói đến hổ tiếu đường hiện nay không có một cái hóa thần kỳ đại tu sĩ tọa trấn, coi như thật sự có, Ninh Xuyên cũng cũng không sợ, dầu gì, dựa vào luyện yêu hồ bực này thông thiên dị bảo, giết sạch những người khác, lại lấy đại na di thuật trốn ra ngoài vạn lý, bước vào truyền tống đại trận ly khai ngự linh đảo, cái này, là một không chê vào đâu được kế hoạch, Ninh Xuyên nhìn Thạch Chính Sơn, đạm nhiên cười nói, ngươi không cần bối rối, nếu là ngươi không nguyện cùng ta đồng hành, vậy chỉ coi việc này chưa từng phát sinh, cái này cho ngươi, nói, Ninh Xuyên từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên như Linh đang một dạng oánh nhuận Bạch Châu, giao cho Thạch Chính Sơn. Cái này, Thạch Chính Sơn mặc dù chưa ăn qua, nhưng cũng gặp qua loại bảo vật này. Đây không phải là một viên hóa thần kỳ bảo đan sao, vật ấy chính là một viên hóa thần kỳ bảo đan, ngươi cầm, trở về thay ta chuyển giao cho thông tin viện chủ, như vậy, hắn tự nhiên biết ý của ta, Ninh Xuyên nói xong, chuyển 367 thân liền hướng về tu tiên phường thị đi ra ngoài, trữ đạo huynh. Thạch Chính Sơn kêu một tiếng, thấy Ninh Xuyên đã đi xa, đáy mắt nhất thời nổi lên một vệt cuồng nhiệt màu sắc, một viên Hóa Thần Kỳ Bảo đan, đủ để khiến hắn sau đó có thể đơn giản đột phá hiện hữu cảnh giới nhỏ bình cảnh, vững vàng bước vào Nguyên Anh đại viên mãn kỳ. Thạch Chính Sơn thật là mặt ngoài xem ra cái dạng nào nhát gan sợ phiền phức, mọi chuyện chỉ do người khác quyết định chủ ý sao? Một đường tiểu bào ly khai tu tiên phường thị sau đó, Thạch Chính Sơn trực tiếp chạy tới trong một chỗ núi rừng bên tìm một bóng mát sơn động ngồi xuống, tọa hạ, cũng ta khổ tu mấy trăm năm, lại chuyên tâm vào cái này ngự linh tông, trữ đạo huynh A, viện chủ hắn lão nhân gia sao cần cái này hóa thần kỳ linh đan. Hãy để cho đạo hữu tới tiêu thụ A, thạch chính sơn trong lòng hỷ tư tư nghĩ lấy, ngồi xếp bằng, hai tay đánh ra mấy đạo phù ấn, bắt đầu vận chuyển chu thiên nội công, mấy hơi phía sau, hắn liền mở mắt, trong miệng một đạo nuốt chững si phong một dạng khí tức, dẫn cái viên này hóa thần kỳ linh đan, trực tiếp rơi vào trong bụng trong sát na một cổ ấm áp khí tức mát mẻ ở sức thuốc đề cao phía dưới hướng về toàn thân gian du tẩu mà đi thoải mái a à, thạch chính sơn hít mắt kêu một tiếng thậm chí có thể cảm giác được nguyên anh trung kỳ bình cảnh đang từ từ buông lỏng ở nơi này phần mừng như điên rằng co không đến hơn 10 hơi thở lúc một cổ ngũ tạng câu tuyệt một dạng đau nhức trong nháy mắt từ thạch chính sơn phủ bên trong đánh tới trong sát na trong miệng hắn kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm đen thùi máu tươi. Chương 318, thần quỷ cửu biến, tập sát hổ tiếu đường. Bất quá mấy hơi thời gian, thạch chính sơn cả người huyết nhục bắt đầu cấp tốc đổ nát, liền nguyên thần cũng ở kêu rên bên trong cấp tốc tan biến. Một khắc đồng hồ sau đó, bên trong sơn động liền một bạch cốt cũng không từng lưu lại, tựa như chưa bao giờ có người đặt chân nơi đây một dạng, nên xuyên giao cho hắn. Đích thật là một viên phẩm cấp đã đủ với tới hóa thần kỳ bảo đan, chỉ bất quá, đó cũng không phải có thể làm người đề cao quanh thân kinh mạch pháp lực, giúp người tu luyện bảo đan, mà là đã đủ độc sát hóa thần kỳ cường giả trí độc vật. Thạch Chính Sơn đến tột cùng có hay không nhị tâm, Ninh Xuyên cũng không muốn tinh tế miệt mài theo đuổi. Như vậy một tiểu nhân vật, còn không đáng hắn làm như vậy. Nếu như Thạch Chính Sơn thực sự nghe theo, đem đang dược giao cho thông tin viện chủ, lấy thông tin viện chủ tu vi cùng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Nhưng, nếu như Thạch Chính Sơn sinh lòng hai ý, muốn nuốt một mình cái viên này linh đan. Cái kia, chính là tự chịu diệt vong, tùy vào thiên đạo, với trên bầu trời, Ninh Xuyên mỗi bước ra một bước, đều nhất định sẽ thuấn di đến trăm bên ngoài 10 triệu dặm, hắn cũng không vội với lập tức chạy tới hổ tiếu đường môn trước, sát nhân giữa lúc thừa dịp nguyệt hắc phong cao đêm, huống hồ, hắn đã có một đạo khác dự định, hổ tiếu đường ngồi xuống rơi chi địa, chính là một mảnh đàn chướng dãy núi trong lúc đó, quanh mình trên dưới 100 tọa đỉnh điểm đứng vững lồng lộng, chỉ có một mặt là một mã bình xuyên đường cái dãy núi này cũng có khác chú trọng ngoài núi cùng bình thường đỉnh điểm không cũng không khác biệt gì nhưng nội bộ lại có đại lượng như là tinh kim bí ngân một loại tốt đồ chơi hổ tiếu đường đem tổng bộ thiết lập tại nơi đây thứ nhất là vì trưởng khống cách nơi đây không đủ trăm ngàn dặm truyền tống đại trận đó là ngự linh đảo mệnh mạch chỗ thứ hai dĩ nhiên chính là vì những thứ kia trong núi quý hiếm kim loại mỗi tháng hổ tiếu nội đường đều sẽ có một chi từ nguyên anh kỳ đại tu sĩ trấn giữ thương đội áp giải đại lượng kim loại phản hồi sư thiên minh tổng bộ ba trượng đỉnh điểm bên trên gió to như trống ninh xuyên đứng chấp tay cực cao chỗ cái kia lạnh thấu xương kình phong đưa hắn cái kia một thân áo bào thổi phần phật mà phát động tới gần hổ tiếu đường trấn giữ sơn mạch phía sau ninh xuyên trong con ngươi hiện ra một đạo lãnh mang vần sáng trong ánh lấp lánh một đạo khí tức càng thêm nguy nga khủng bố thân cao túc đủ vượt lên trước 2 mét khối thân ảnh, từ đỉnh điểm bên trên nhảy xuống hổ tiếu đường. Cái tòa này đại điện mặc dù không kịp ngự linh đại điện như vậy rộng lớn khủng bố, nhưng cũng khí tức uy thế bá liệt, phương viên diện tích gần nghìn trượng có thừa. Đại điện cái kia chính giữa hai miếng màu son vòng đồng mão trừ trên cửa chính, khảm nạm có một viên tinh kim chế tạo, đang làm bào gào hình dáng đầu hổ. Từ trên mặt nổi đến xem, toàn bộ hổ tiếu nội đường cũng không cái gì tuần tra gác nhân viên đi lại, cũng nhìn không thấy bán cá nhân ảnh, nhưng, sau một khắc, trong không khí thoáng có lưỡng đạo vạn vẹo quan mang ba động một chút, chợt, thì có hai gã hắc bào trưởng lão từ trong hư không bước ra. Sau một khắc, một tấm phô thiên cái địa, từ pháp lực màu đen ngưng tụ thành thiên võng, trong nháy mắt che hướng một mảnh đất trống, tấm võng lớn kia tự nhiên là nhào hụt, di, một tên trong đó trưởng lão nhịn không được sợ ồ lên một tiếng, hắn chính là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi ở nơi này hổ tiếu nội đường cũng coi như được cường giả cùng một gã khác nguyên anh trung kỳ trưởng lão trước sau chạy tới chính là bởi vì cảm thấy nơi này khí tức ba động của sao không có ai vậy thương lão như hàng nha thanh âm vang lên hắc bào trưởng lão bốn phía quét mắt hắn rất vững tin chính mình cảm giác tuyệt không có phạm sai lầm có người dám lặng yên không tiếng động lẻn vào hổ tiếu đường đây chính là trên dưới trăm năm chưa từng có đại tân văn không phải làm a à. một tên trưởng lão khác hàng giọng nói lúc trước ta cũng cảm giác được, nơi này thật có khí tức ba động, hơn nữa, người này tu vi không ở đây ngươi ta phía dưới, nói chuyện trưởng lão này một thân hôi bào, con ngươi cũng là sâu kính màu xanh lục, trong đêm tối lã chả chiếu sáng. Hai người này áo choàng đều là giống nhau chế thức, nơi ngực lại có một đạo hổ tiếu đồ án, hanh, tới ta hổ tiếu đường, muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Dẫn đầu cái kia hắc bào trưởng lão trong miệng kịp kịp cười lạnh một tiếng, chợt giơ tay lên đánh ra mấy đạo pháp ấn, tế xuất một đạo thần thông chi thuật, dẫn thần độn ra, kích phát đạo này thần thông chi thuật phía sau, tại cái kia hắc bào trưởng lão trong mắt, quanh mình trong không khí từng bước hiện ra một đạo hướng xa xa đi hắc sắc vần sáng, đuổi theo, hắn chạy không được bao xa, hắc bào trưởng lão kêu một tiếng, hai gã nguyên anh kỳ đại tu sĩ đồng thời bước ra một bước, độn vào hư không, một mạch hướng cái kia không rõ địch nhân truy kích mà đi. Hai người trong nháy mắt đã đuổi theo hơn 10 dặm bên ngoài. Có chút ý tứ, người này dường như sở hữu nào đó phá lệ mạnh mẽ trốn chạy thuật, mỗi bước ra một bước, đều ở đây hàng trăm trượng ở ngoài, thậm chí còn có giữ lại. Hắc bào trưởng lão trong lòng nói thầm lấy, dây lát thời gian, liền cùng hôi bào trưởng lão đuổi tới một chỗ đỉnh núi. Oanh, hai người sau khi rơi xuống đất, không có chút nào do dự, trực tiếp riêng phần mình sử dụng mạnh nhất thiếp thân pháp bảo, một thanh năm nghìn năm tư chất trăm phá kiếm, cùng một tấm la thiên áo choàng cái này lưỡng đạo pháp bảo một chủ công, một chủ phòng, liên thủ phát uy đứng lên, tuy là tầm thường nguyên anh đại viên mãn kỳ tu sĩ, cũng muốn nói, hà phương nhân sĩ, đi ra nói, hắc bào trưởng lão râu tóc đều dựng, quanh thân đốt đằng đằng pháp lực, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ở đỉnh núi ù ù truyền ra, trong không khí, vẫn như cũ cũng không nửa điểm tiếng động đáp lại, chính là hai cái đoạn tích chi khuyển, bằng các ngươi tư chất, vốn là không đáng lão tổ ta tự mình xuất thủ, bất quá sao, ngươi đã đợi tìm được nơi đây vậy liền cùng nhau lưu lại một đạo kiệt kiệt tiếng cười lạnh từ trong không gian truyền ra sau một khắc một đạo quanh thân đốt ma diễm pháp lực nguy nga e rằng vĩ đại thân ảnh đạp không mà hiện thân cao vượt lên trước hai thước bốn mặt mũi dữ tợn hải đen dài bào chính là thất hải ma trì bên trong thương hải ma chủ thương hải ma chủ hai gã trưởng lão đều là sửng sốt theo bản năng liền kêu ra miệng tới thương hải ma chủ chính là thất hải ma trì trung ngoại miệng lớn nhất đặc điểm cũng hung ác nhất một cái, phóng nhãn loạn ma hải ức vạn yêu tu, cũng tuyệt không hai người, biết lão tổ danh hiệu của ta, còn không quỳ xuống, thương hải ma chủ nhe răng cười một tiếng, đánh trưởng, một đạo hắc quan ở lòng bàn tay bốc lên hòa hợp, thả ra như thực chất một dạng sâm sâm sát ý, nghe cái kia quỳ chữ lúc, hai cái trưởng lão sắc mặt thoáng biến hóa một cái. Hai bọn họ luận tu vi, từ không có khả năng cùng hóa thần kỳ thương hải ma chủ đánh đồng, nhưng bọn hắn tốt xấu đại biểu hổ tiếu đường như thế quỳ xuống, không phải tương đương với đem hổ tiếu đường mặt mũi đập, không biết thương hải ma chủ đại giá quan lâm ta hổ tiếu đường, không có từ xa tiếp đón, mong rằng ma chủ không nên làm khó bọn ta, mời vào hổ tiếu đường một lần. Hắc bào trưởng lão tiến lên một bước, cung kính nói, vì tận khả năng biểu thị thành ý, hắn thậm chí còn tháo xuống quanh thân pháp lực cùng pháp bảo, vì chính là không phải làm tức giận cái này hỉ nộ vô thường lão quái vật, ai có thể nghĩ, sau một khắc, một đạo phô thiên cái địa hắc sắc cơn lốc chợt bạo phát chiếm, cái kia ngất trời hung lệ chi khí, làm minh minh hét dài gọi âm thanh, trong nháy mắt liền đem cái kia hắc bào trưởng lão xé thành một mảnh huyết vụ, thoáng qua lại bị hắc quan toàn bộ thu nạp, chương 319, dưới một cái, chính là ngươi nhâm phượng minh, không sai, tương đương thượng phẩm huyết nhục nguyên thần, lão tổ ta thật là thỏa mãn, thương hải ma chủ nứt ra một tấm giữ tận miệng lớn, gào gào cười ha hả, bàn tay hắc quan kia lần thứ hai phát uy. Cái kia hôi bào trưởng lão mắt thấy đồng bạn bị một kích tập sát thành huyết vụ lúc, cũng đã trợn tròn mắt, một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ A, liền hoàng thủ cơ hội đều không có, chớp mắt một cái sẽ không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo ngập trời hắc sắc cơn lốc bạo phát, cả phiến đỉnh núi, bị cân lốc kia kéo tập kích được vô căn cứ lùng 10 trượng có thừa, đỉnh núi càng là xuất hiện một mảnh phương viên nghìn trượng, trụi lũi bình đài, bàn tay nâng luyện yêu hồ, ninh xuyên trên mặt vô hỷ vô bi trong con ngươi hiện ra vài phần hung ác màu sắc, dựa vào thần quỷ cửu biến cái này đại thần thông thuật biến hóa quyền năng, hắn không ngoài dự tính thành công trả lại như cũ thương hải ma chủ cái này lão quái vật toàn bộ, đừng nói là hai cái này tiểu nhân vật, Ninh Xuyên thậm chí tin tưởng, cho dù là ngự linh tông chủ tới, sợ rằng cũng chưa chắc có thể nhận ra kẻ hở, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy lại tìm về ban đầu ở thương lan vực làm ninh lão ma thời phần kia giết chóc khoái ý luyện yêu hồ ngược lại không thẹn là một thanh thông thiên dị bảo, ở liên tiếp hấp thụ mấy tên đại tu sĩ huyết nhục nguyên thần phía sau, tự thân hung lệ càng trở nên gây gắt thêm vài phần, yên lặng hơn mấy vạn năm, cái này thông thiên dị bảo hung uy cùng huyết khí sớm đã trừ khử hơn phân nữa, hiện nay tất nhiên là không kịp vẫn được cung phụng ngự linh xích, nhưng đợi một thời gian, này 330 vật nếu có thể hấp thụ vài tên hóa thần kỳ đại tu sĩ nguyên thần huyết nhục, chân chính giác tỉnh hung uy lúc, chắc chắn khiếp sợ cả tòa loạn ma hải, gió đêm gào thét, ngoại trừ vô căn cứ bị gọt không có 10 trượng đỉnh núi ở ngoài, nơi đây không còn nửa điểm dị thường. Ninh Xuyên nhìn về phía hổ tiếu đường phương hướng, bước ra một bước, thân hình thiểm thước, tiếp theo một cái chớp mắt liền tiêu thất trong không khí. Hổ tiếu đường hậu viện, trong phòng ngủ, một đôi nam nữ đang ở cái kia vui cười vui đùa lấy, nhâm phượng minh nắm cả tầng tiêu, đắc ý nói, ta cái này hổ tiếu công như thế nào? còn làm ngươi thỏa mãn chán ghét tần tiêu có khác phong tình trắng nhâm phượng minh liếc mắt nói lại hỏi loại điều này sự tình luận thân phận tần tiêu chính là lạc hỏa thần triều hoàng thất công chúa cùng mất tích thật lâu tần khuynh diên là cùng cha khác mẹ tỉ muội mà nhâm phượng minh tuy nói không phải hoàng thất xuất thân nhưng dầu gì cũng là sư thiên minh hổ tiếu đường chủ chi tử đều là thế lực cấp độ bá chủ ngược lại cũng xứng đôi nàng nhâm phượng minh thở vào một cái nói hôm nay ra ngoài lúc ta ngược lại thật ra đụng phải cá nhân, chính là hai năm trước so với ta võ lúc tên khốn kia, dường như gọi Ninh Xuyên, ngươi lại tình cờ gặp cái kia giả cẩu rồi hả? Tần tiêu trợn to hai mắt nói, hắn có từng đã thương ngươi chỗ, làm tổn thương ta, nghe vậy, nhâm phượng minh ha ha cười nói, hắn Ninh Xuyên thấy rồi bản đường chủ, tè ra quần cỏn không kịp đây, trước đây làm cho cái này tạp mau may mắn đánh lén thực hiện được, thật đúng là cho là hắn là bản đường chủ đối thủ hay sao? Nói như vậy, cái kia giả cẩu ninh xuyên là bị phu quân hù chạy tần tiêu trong con ngươi hiện ra vài phần trêu tức hỏi tự nhiên nhâm phượng minh đắc ý nói cái này tạp mau còn muốn đoạt đường chủ ta nhìn trúng thiên một sừng tê giác ta vốn định động thủ cũng nhiều thua thiệt cái này tạp mau chạy rất nhanh bằng không ta tất giết hắn lạc 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 tần tiêu che miệng cười duyên nhâm phượng minh trong mắt hiện ra lưỡng đạo tà quan cười hắc hắc nói liền ninh xuyên cái kia tạp mau mặt hàng thời gian hai năm cùng bản đường chủ sự trên lệch, chỉ biết càng lớn, sai, cách, một đạo sâm sâm như băng, không hề tâm tình chập chờn thanh âm, cứ như vậy ở trong phòng ngủ nổ vang, trong nháy mắt, tần tiêu sợ đến hét lên một tiếng, trực tiếp rút lại trong chăn, khẩn trương đến chung quanh nhìn loạn. Nhâm Phượng Minh cũng là biến sắc, ngồi dậy quát lạnh một tiếng, nói, người nào, lăn ra đây, trong miệng kinh hải kêu to đồng thời, Nhâm Phượng Minh trong lòng cũng âm thầm buồn bực phía ngoài mười mấy trưởng lão và đại các tu sĩ đều là người chết sao. Có người xông vào đều không biết, hắn cũng không biết, cả tòa hổ tiếu nội đường, sớm đã không có người nào sống sót. Từ cái này danh nguyên anh đại viên mãn kỳ cung phụng trưởng lão phía dưới, 17 tên trưởng lão, 112 danh kim đan kỳ đại tu sĩ, toàn bộ chết, vũng máu giàn dụa, phanh, một đạo ầm ầm nổ tung âm thanh vang lên, nhâm phượng minh cái kia phòng ngủ gỗ liêm đại môn, trong nháy mắt nổ tung thành nghìn vạn đạo mảnh vỡ, toàn bộ đánh tới, hành, nhâm phượng minh đáy mắt hiện ra một đạo ánh sáng lạnh, trong miệng hổ tiếu một tiếng, một đạo mạnh mẽ kim sắc bình chướng từ trong cơ thể nổ kích phát mà ra, đưa hắn cùng tần tiêu bảo vệ, sư, một khối sắc bén đầu gỗ mảnh vỡ, lại gắn gượng đâm thủng đạo kia hổ tiếu bình chướng, ở nhâm phượng minh trên mặt rạch ra một vết thương, một đạo thân ảnh, cứ như vậy lặng lặng đứng ở cửa chính, nguyệt quang như thủy ngân chảy, thân ảnh cao lớn kia đứng chắp tay, bóng người màu đen kéo dài, như tử thần vậy trường đến hai người trước mặt, một màn này thực sự phát sinh vô cùng quỷ dị cùng đột nhiên, thế cho nên, nhâm phượng minh nửa ngày mới cảm giác được, bên ngoài bay tới mùi máu tanh, người nào, dám xông vào ta hổ tiếu đường, nhâm phượng minh sợ vỡ mật chấn động, nhưng vẫn là tức giận trống lớn một câu, ninh xuyên cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng đánh giá cái này một đôi chó lợn một dạng nam nữ. Hắn cũng không muốn làm cho Nhâm Phượng Minh cùng Tần Tiêu hai người này, như bên ngoài những trưởng lão kia cùng các tu sĩ một dạng, ở hồn nhiên không cảm giác trung chết đi. Bằng không, vừa rồi Ninh Xuyên chỉ cần tế xuất luyện yêu hồ, liền đã đủ trong nháy mắt thu gặt nơi này hết thảy, là ngươi, Nhâm Phượng Minh hít mắt, đột nhiên thấy rõ Ninh Xuyên mặt lỗ, chợt kinh thanh kêu lên, không sai, là ta, Ninh Xuyên thản nhiên nói, oanh, Nhâm Phượng Minh phóng người lên, một đạo cường quang ở quanh thân bôi qua quần áo lấy phía sau rơi xuống đất mâu quan phẫn hận trừng mắt ninh xuyên bản đường chủ đã sớm muốn tự tay làm thịt ngươi này tạp mau cẩu ninh xuyên a à ninh xuyên thật không nghĩ tới ngươi lại như thế tự giác đưa tới cửa trước đây bị ninh xuyên một kích suýt nữa đánh vỡ nguyên thần sau đó nhâm phượng minh nghỉ ngơi thời gian một tháng lại dùng ước chừng một năm nhiều lần khổ tu một môn tăng cường tinh thần thành lũy thần thông thuật bây giờ hai người chạm mặt nhâm phượng minh càng là nhìn ra ninh xuyên tu vi có tinh tiến không ngờ trải qua bước vào nguyên anh hậu kỳ, uống, nhâm phượng minh trong miệng quát lạnh một tiếng, pháp lực bốc lên dân, vọt người một quyền phá không đánh ra, ùng ùng, ngang nhiên tiếng hổ gầm chấn bạo thiên địa, trong sát na, kịch liệt bạo phát khí lãng cùng pháp lực, một mạch đem nửa cái phòng ngủ đều đánh thành phế tích. Bụi mù nổi lên bốn phía, ninh xuyên như trước đứng chắp tay, trước mặt, một đạo hòa hợp hắc quan đem sở hữu công kích toàn bộ thôn phệ không nên nóng lòng, ta tự sẽ cho ngươi lưu thống khoái, nhưng tại trước đây là của chúng ta tư nhân thời gian ninh xuyên mâu quan nặng nề giơ tay lên lăng không làm một cái hoa chém thủ thế bá hắc quan phá không nhâm phượng minh chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình trong nháy mắt phát lạnh sau một khắc liền có nóng bỏng đồ đạc cấp tốc phun tung tóe mà ra a à, không giống tiếng người hét thảm từ nhâm phượng minh trong miệng bạo phát hắn hải nhiên phát hiện mình bị chặt đứt cánh tay kia hóa ra là trực tiếp ở hắc quan trung tiêu thất chương 320, trăm hai mươi ngươi xứng à cái gì hổ tiếu công, cái gì hộ thể cương khí pháp lực, ở Ninh Xuyên vậy tuyệt đối nghiền ép phía dưới, đều bất quá là một chê cười. Máu tươi phun trào, nhâm Phượng Minh đã thấy một đạo thân ảnh chợt đằng đến trước mặt, một chưởng một mạch đánh vào bộ ngực hắn huyết mạch chỗ. Phanh, nhâm Phượng Minh lần thứ hai phun ra một ngụm huyết vụ, và sụp một mặt tường mới, chỉ có co quắp trên mặt đất. Lúc này, hắn hóa ra là vô cùng hoảng sợ phát hiện, cái kia cục tay miệng vết thương không lại phúng huyết không cần kinh ngạc, ở chuyện của chúng ta không có kết thúc phía trước, ngươi còn sẽ không như thế nhanh sẽ chết. Ninh Xuyên nói, nhếch môi cười, miệng đầy dày đặc trăng trắng, lệnh nhâm phượng minh cả người lại là run lên, đừng, đừng giết ta. Ninh Xuyên đạo hữu, không đúng, Ninh Xuyên đạo huynh. Ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi để cho ta sống sót, cái gì cũng dễ nói. Nhâm Phượng Minh luống cúng, hắn là xác thực sợ Ninh Xuyên cái này ngập trời hung uy cùng tàn nhẫn chí cực thủ đoạn phàm là tu tiên giả sẽ không không có sợ chết dù sao mệnh chỉ có một lần chết rồi khả năng liền cái gì cũng không có coi như là một ít phá lệ mạnh mẽ đại năng vẫn lạc phía sau nguyên thần chuyển thế đầu thai lại tu ai có thể có thể cam đoan đời sau sẽ không lại hoành hồi giết họa huống hồ chết trong tay ninh xuyên nhâm phượng minh có thể sẽ không tin tưởng trước mắt cái này hung uy hiển hách ma đầu sẽ cho nguyên thần của hắn một con đường sống ta với ngươi trong lúc đó không có chết thù trữ đạo huynh ngươi không đáng liền muốn giết ta diệt khẩu nhâm phượng minh bối rối kêu lên thật sao ninh xuyên gật đầu cười nói ngươi có thể biết trước một đời hổ tiếu đường chủ chết ở trong tay ai cái này nghe vậy nhâm phượng minh nhất thời sửng sốt trong lúc nhất thời hoàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận ninh xuyên vì sao như vậy đặt câu hỏi cốt một tấm nhật nguyệt sơn hà đồ như thế nào có phải hay không hết sức quen thuộc ninh xuyên giơ tay lên lấy ra hổ tiếu đường chủ mang theo người tấm kia nhật nguyệt sơn hà đồ tới, trong nháy mắt lại trở về túi trữ vật, ngươi. Là ngươi giết cha ta, nhâm phượng minh con ngươi kịch chấn, lửa giận trong lòng ngập trời, cắn răng nói, ngươi đến tục cùng là ai, vì sao nhất định phải như vậy đối với ta sư thiên minh, đối với ta hổ tiếu đường, hắn không nghĩ ra, ninh xuyên đến tục cùng là cái này loạn ma hải bên trong cái nào một nhánh thế lực cấp độ bá chủ phái tới sát thủ, thất hải ma trì cái kia đoạn không có khả năng, sư thiên minh cùng thất hải ma trì mặc dù quan hệ hơi cương, nhưng ít ra song phương đại nhân vật còn không có vạch mặt, không đến mức phái sát thủ diệt hắn cửa, ngự linh tông sao, nhâm phượng minh rất nhanh liền hủy bỏ cái ý niệm này, ngự linh tông chủ là một tuần quy đạo cũ lão hữu nho, chẳng đáng làm sao lưng chuyện giết người phóng hỏa, càng nghĩ, nhâm phượng minh trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lạc hỏa thần triều, trữ đạo huynh, ta sư thiên minh cùng đắc thần triều chưa từng bất luận cái gì không vui việc cũng không thâm cừu đại hận nhâm phượng minh khàn giọng nói ta không biết ngươi vì sao nhất định phải diệt ta hổ tiếu đường nhưng chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống ta nguyện trọn đời không ra thâm sơn nửa bước ninh xuyên cười rồi nụ cười kia trung tràn đầy lăng nhiên chẳng đáng cùng một phần thương xót ba phần châm chọc vì sao phải diệt hổ tiếu đường ninh xuyên có chút hăng hái mà nói ta cần lý do này sao bất quá Ngươi nhắc tới lạc hỏa thần triều, ngược lại là để cho ta nghĩ tới một cái người, tần khuynh diên, ngươi có thể nhận ra, không phải không đúng, nhận ra, nhận ra, nhâm phượng minh vội vàng nói, nàng một năm trước từng ở bên ngoài tu tiên trong phường thị hiện thân quá, cao hoạn từng phái quý triều cường giả đi trước vây bắt, lại bị tiện nhân kia chạy ra ngoài, sợ rằng đã bước vào truyền tống đại trận, tiến nhập còn lại đảo giới, lúc này, nhâm phượng minh nghiễm nhiên là đem ninh xuyên cho rằng lạc hỏa thần triều người, nhất là Ninh Xuyên hỏi đến Tần Khuynh Diên lúc, càng làm cho hắn vững tin không thể nghi ngờ. Ninh Xuyên nghe vậy, thoáng nhíu nhíu mày, hắc quan lần thứ hai lóe lên. Suy, lần này, nhâm phượng minh một cái bắp đùi, kể cả cánh tay phải cũng ở hắc quang trung toàn bộ diệt vong. a, à, tiếng hét thảm trung, nhâm phượng minh phịch một tiếng, một đầu té trên mặt đất. Ngươi, ngươi giết ta, ngươi cũng tuyệt đối sống không được, minh chủ nhất định phải truy sát ngươi đến cái này loạn ma hải cực vực nhâm phượng minh tự biết hôm nay sợ rằng chạy trời không khỏi nắm chỉ co quắp trên mặt đất thở phì phò kêu lên sư thiên minh chủ không sai ngày khác nên mỗi người tự nhiên muốn đi đăng môn bái phỏng còn như ngươi ngươi đối với tu tiên chi đạo cảm ngộ còn chưa đủ thông thấu tung đầu thai làm người cũng chỉ sợ không thể được chí đạo nên xuyên liếc mắt một cái đã mất đi hơn nửa đời máy móc nhâm phượng minh chợt cảm thấy có chút nhàm chán thu thập loại này không hề sức chống cự địch nhân như giết chết một con kiến một dạng, không hề lạc thú. Dứt lời, Ninh Xuyên dơ chân lên, hướng co quắp trên mặt đất nhâm Phượng Minh đạp xuống phía dưới. Phốc, như một viên nát vụn dưa hấu nổ tung một dạng, đầy đất huyết khí cùng nguyên thần bị Ninh Xuyên dơ tay lên thu nhập vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên bên trong. Ninh Xuyên đã có thể mơ hồ cảm giác được, vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên đã đến đột phá bình cảnh sát biên giới, nhiều hơn nữa một ít nồng đậm nguyên thần huyết khí, cũng đủ để làm nó lại sản sinh biến chất. Nhâm Phượng Minh chết rồi, phòng ngủ tháp sụp hơn phân nữa, tấm kia loan phượng trên giường một mảnh hỗn độn, huyết tiên tam xích. Vẻ mặt đờ đẫn, cả người run rẩy không ngừng tần tiêu, lúc này nhìn thẳng hướng về phía cái kia hung uy nghiêm nghị ninh xuyên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta hết thảy đều là của ngươi, ta nguyện ý đem ngài cho rằng chủ nhân cả đời phụng dưỡng, tần tiêu luống cuốn, liền lăn một vòng từ trên giường lăn xuống tới, leo đến ninh xuyên bên người, quỳ cầu không ngừng, ninh xuyên liếc nàng liếc mắt nửa chén trà nhỏ phía trước, nàng còn miệng đầy giả cẩu chó hoang kêu Ninh Xuyên, lúc này, lại quỳ ở Ninh Xuyên dưới chân, cả đời phụng dưỡng ta, Ninh Xuyên đáy mắt hiện ra một vệt đạm mạc màu sắc, là Ngài muốn thế nào đều có thể, ta cả người đều là ngài, Tần Tiêu một mặt nói, một mặt trình diễn vẻ thùy mị của mình, tốt, Ninh Xuyên trong miệng nói một tiếng, Tần Tiêu trong lòng vui vẻ, vừa muốn ngẩng đầu lên, lại bị một đạo trưởng lực trực tiếp đánh bay ngoài mấy trường, ngã vào nhiệm phượng gà thi thể bên cạnh, nghĩ đến đây nói, liền cho ngươi một cái thống khoái a. À. Ninh xuyên bàn tay pháp lực một thích vừa thu lại, trong không gian vang lên một đạo âm bạo thanh, tại cái kia mạnh mẽ chí cực pháp lực quanh kích phía dưới, tầng tiêu ngực hoàn toàn sụp xuống, nhãn thần cũng từng bước ngưng kết. Gió đêm lẫm lẫm, Ninh xuyên quần áo bạch y rỉ máu chưa thấm, bước ra phòng ngủ ở ngoài, nhìn đầy trời tươi sáng tinh thần, Ninh xuyên cặp kia ánh mắt lạnh lùng trung hàng ý càng sâu, phụng dưỡng cả đời với hắn mà nói bất quá là khó khăn lắm mấy trăm năm một tờ hoang đường nói xong mượn cái này gào thét gió thổi ninh xuyên từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên thiêu hỏa thạch lấy pháp lực kích phát phía sau thuận tay ném về hổ tiếu đường đại điện sau đó thả người bay đi một ngày sau hổ tiếu đường cả nhà bị diệt việt ở toàn bộ ngự linh đảo đưa tới ngập trời đại ba mà giờ khắc này ninh xuyên cũng đã nghỉ chân với cái kia ngự linh đảo biên giới chi địa nhìn cái kia thăng thiên mà lên truyền tống đại trận bước mà đi. Đạo hữu, nơi đây truyền tống một lần, cần bao nhiêu linh thạch. Ninh Xuyên đứng vững ở đại trận nhập khẩu trước, hướng các vài tên đại tu sĩ hỏi cùng. Chương 321, Ma Đường Đảo, Quỷ Lân Thao Thiết Lệnh. Nghe Ninh Xuyên hỏi thăm giá cả, trong đó một cái đại tu sĩ liếc mắt nhìn hắn, mặt mày khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi được 20 khối thượng đẳng linh thạch mới có thể vào đại trận một lần. Cái kia đại tu sĩ cười nói, Ninh Xuyên vẫn chưa do dự, giơ tay lên từ bên hông bôi qua, đem một túi linh thạch trực tiếp ném cho cái kia đại tu sĩ. Ánh mắt nhìn về phía xa xa tòa kia lên không đại trận, Ninh Xuyên hơi hít một hơi khí lạnh, đại trận này che phương viên gần 10.000 trượng không gian, quả thực không phải là sức người có khả năng với tới sự hùng vĩ. Trên mặt đất, đều là một đạo đạo thâm lõm xuống phù văn, đang loan lỗ lóng lánh sáng bóng, xem vị đạo hữu này dáng dấp, nên phải là lần đầu dùng cái này truyền tống đại trận chứ. Cái kia đại tu sĩ nhắc nhở, sau khi tiến vào, chỉ cần toàn thần cảm giác quanh mình khí tức, cùng đại trận sản sinh cộng minh, sau đó, từ cái kia trên dưới 100 cái đảo giới trung, tuyển ra ngươi phải đi liền có thể, đa tạ, Ninh Xuyên nói một tiếng, sải bước bước vào trong đó, oanh, trong nháy mắt, trầm tĩnh pháp lực ầm ầm hạ xuống, Ninh Xuyên hoảng hốt trong lúc đó, thậm chí cảm giác mình dường như về tới cái kia luyện yêu hồ xé ra không gian trong hầm một dạng, quanh mình một mảnh kim quang mù mịt, Ninh Xuyên khép hờ hai tròng mắt, lấy nguyên thần chi lực, cảm giác quanh mình biến hóa. Rất nhanh, trên dưới 100 cái nhảy động điểm sáng màu vàng trước sau xuất hiện ở ý thức của hắn trung. Mỗi một điểm sáng khí tức đều mỗi người không giống nhau, cũng đại biểu một tòa đảo giới, rơi hỏa đảo, thần lưu ly đảo. Ninh Xuyên từng cái từng cái cảm giác những thứ này đảo giới khí tức, trong đó không thiếu có thật nhiều đều tràn đầy hạo nhiên chính khí. Như vậy đảo giới, một dạng cũng đều có ngự linh tông bực này tôn sùng nho đạo chính thống đại tông phù hộ, đảo giới bên trong chung quanh an toàn, luật pháp nghiêm minh, nhưng Ninh Xuyên lại cũng không nguyện đi đâu dạng đảo giới, tiêu diệt hổ tiếu đường sau đó, Ninh Xuyên liền đã làm xong dự định, đó chính là tạm thời ly khai cái này ngự linh đảo, đi loạn ma hải địa phương khác đụng đụng kỳ ngộ. Thứ nhất, hổ tiếu đường chính là sư Thiên Minh 10 đường một trong, không hiểu bị diệt, chẳng mấy ngày nữa tất nhiên có số lớn cường giả chạy tới nơi đây. Ninh suy ngược lại không sợ hải đạn lân hải đường chủ như vậy đối thủ, nhưng sư thiên minh minh chủ, chỉ sợ cũng là cái như ngự linh tông chủ cái dạng nào mạnh mẽ hoàn luyện hư kỳ lão quái vật, muốn thu thập bực này lão già kia, vậy ít nhất muốn đột phá tới hóa thần kỳ sau đó mới có cơ hội. Ninh Xuyên tự nhiên chưa từng quên, ngự linh tông đồn đại có vô thượng đại thần thông thuật, bất quá, cái kia chung quy chỉ là đồn đại, thật hay giả còn chưa thể biết được, nhưng cái kia thông thiên dị bảo ngự linh xích, vừa vừa thật nếu như Ninh Xuyên nhớ thương lấy, sớm muộn cũng có một ngày, bảo bối này giống như hắn Ninh Xuyên họ, vì vậy, Ninh Xuyên lần này đi trước còn lại đảo giới, chính là muốn tìm kiếm một cái không cách nào chi địa, không chừa thủ đoạn nào tìm kiếm hóa thần kỳ đan phương cùng linh dược, cố gắng đột phá cảnh giới, đợi cho Ninh Xuyên bước vào hóa thần kỳ cái này đạo cảnh giới lúc, cả tòa loạn ma hải, hắn đều có thể tùy ý ngao du. Trong lòng trầm ngâm, một đạo cùng người khác bất đồng điểm sáng màu vàng, đột nhiên nhảy vào ninh xuyên trước mặt, hung ác, tàn nhẫn, lạnh lẽo, giết chóc, vô số đạo mặt trái khí tức, lệnh cái này điểm sáng màu vàng giống như một đống sâm sâm huyền băng một dạng, lệnh ninh xuyên trong lòng vui vẻ. Như vậy điểm sáng màu vàng, đại biểu đảo giới, tất nhiên không cách nào chi địa, tràn đầy giết chóc cùng cướp bóc. Chính là ngươi, không có chút nào do dự, ninh xuyên trực tiếp cùng cái kia quan điểm câu thông, thân hình trong ánh lấp lánh, từ truyền tống trong đại trận tiêu thất, đi qua cái tòa này truyền tống đại trận, Ninh Xuyên ở mấy hơi trong thời gian, liền vượt qua hắn cần tiêu hao mấy năm thời gian, tài năng, mới có thể sánh bằng một chỗ đảo giới giới này, được xưng ma đường đảo, đảo giới bên trong, khu vực trung tâm bên trong dãy núi, hung thú hoành hành, yêu vương tọa lạc đàn sinh, được xưng triệu dặm thiên khung, chim tước bất sinh. Tà tu tông môn sang sát dựng lên, liền vài tòa tu tiên trong phường thị, mỗi ngày lên một lượt diễn đủ các loại giết chóc cùng cướp bóc. Ninh Xuyên vừa hạ xuống, liền bị trước mắt cái này một mảnh tràn đầy hắc ám hoang vu cằn cổi thổ địa hấp dẫn, phóng tầm mắt nhìn tới, đại trận này lại xây ở một tòa vạn trượng vách đá dựng đứng chi thường, hạ phương, chính là tối om om loạn ma hải, phụ trách trấn thủ truyền tống đại trận, là hai gã nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thấy có người từ đại trận đi ra, hai người đều hiện ra kinh hỉ màu sắc. Ninh Xuyên vẫn chưa hiển lộ khí tức, nhưng cái này cũng không trọng yếu, liền những thứ kia đại tông môn hóa thần kỳ đại tu sĩ, cũng kiên kỵ nơi đây hung ác, tới ma đường đảo còn muốn kéo bè kết phái. Trước mắt Ninh Xuyên một người độc thân, không phải lăn đầu thanh còn có thể là cái gì, đứng lại, dẫn đầu cái kia nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ quát một tiếng, lệnh cất bước đi Ninh Xuyên nhất thời dừng lại chân, nhị vị đạo hữu có việc, Ninh Xuyên xoay người lại, nhìn lấy cái này không có hảo ý hai người, trên mặt hiện ra một tia đạm nhiên nụ cười. Mới tới, đem ngươi túi trữ vật giao cho đạo gia, ngươi có thể lăn đi rồi, nhớ kỹ, đây là ma đường đảo quy cũ, cái kia nguyên anh kỳ đại tu sĩ thấy ninh xuyên nghỉ chân, liền cho rằng thằng nhãi này là một dễ khi dễ chủ, lúc này liền rống cổ kêu lên, ma đường đảo quy cũ, ninh xuyên nghe vậy, trong mũi hanh cười một tiếng, nói, cốt quy cũ, nếu như thế, nhị vị liền tới lấy, coi như ngươi thức thời, cái kia đại tu sĩ dạo chơi tiếng lên, không thể tưởng, ninh xuyên nơi ngực, một đạo hắc quan trước mặt hướng hắn phục lên mà ra, sau một khắc, cái này đại tu sĩ nửa thân trên, cứ như vậy tiêu thất, phát thông một tiếng, hai cái gãy chân quỳ rạp xuống đất, ninh xuyên trong con ngươi hơi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, bàn tay, luyện yêu hồ phát sinh một đạo ô ô âm thanh rít gào, phá không mà đi, đem khác một cái trốn chui đại tu sĩ chiếm đoạt giống vậy luyện hóa, hai người túi trữ vật, tất nhiên là rơi vào rồi ninh xuyên trong tay. Hơi ngưng thần một cái cảm giác, Ninh Xuyên trong miệng sách một tiếng, ngoại trừ chút thượng đẳng linh thạch ở ngoài, còn có mấy quyển hợp hoang bí tịch, làm hắn rất là phản cảm, thuận tay đem hóa thành cho tàn. Ma đường đảo trong vòng trời như trước mây đen trùng điệp, lôi minh ù ù, một đạo bạch y thân ảnh, đã cất bước hướng về gần nhất tu tiên phường thị đi tới Ninh Xuyên đi vào tu tiên phường thị ngoại vi lúc, liền thấy được mấy cái tu sĩ, nhưng chỉ là xa xa cùng hắn kêu gọi, cũng không dám tới gần. Hiển nhiên, người nơi này đều cẩn thận dị thường thời khắc đề phòng người khác để tránh khỏi hoành hồi họa sát thân trên thực tế ma đường đảo ở mấy nghìn hai một năm trước chính là dị thường phồn hoa thịnh đại một tòa đảo giới mà nay lần này mỗi người cảm thấy bất an cảnh tượng lại bởi vì khác một chuyện dẫn dắt nên xuyên một đường đi vào tu tiên trong phường thị hai bên bên đường phố bên trên như trước có các tu sĩ chào hàng các loại linh dược pháp bảo công pháp bộ bản bọn ta một chuyến sáu người nguyện sẽ tìm một vị đạo hữu cùng đi ma đồ sơn mạch truy tập quỷ lân thao thiết. Ở giữa, có cái đại tu sĩ đang bốn phía kêu gọi, người này kỳ mạo xấu xí, nhưng tu vi không thấp, lại có nguyên anh đại viên mãn kỳ, quỷ lân thao thiết cũng dám đụng. Nghe nói, đây chính là có thể so với hóa thần kỳ đại tu sĩ thú kinh khủng A, đâu chỉ. Đồng đại, quỷ lân thao thiết có một đạo thao thiết hung thuật, là đại thần thông thuật A, ven đường, không ít đại các tu sĩ nghị luận ầm ĩ nhưng cũng không có mấy người đi tìm cái kia kêu tu sĩ tiếp lời, đều bởi vì quỷ kia lân thao thiết, chính là một đại hung thú, chương 322, nhập ma đồ sơn mạch, tập sát phi lân, như thế nào hung thú, cùng yêu thú tu luyện vì vương, có thế hóa hình người miệng nói tiếng người bất đồng, hung thú chính là thuần túy lấy yêu thú thân thể tu luyện, sau đó với tới cực cảnh tồn tại, bất kỳ một đầu hung thú, đều tất nhiên là chấn động hết dài nhất phương nhân vật cường hoành, lại huyết mạch cường đại dị thường quỷ lân thao thiết mặc dù cũng không phải chân chính thần thú thao thiết nhưng chỉ từ nó tên kia hào trung liền đã đủ nhìn ra này hung thiện vốn có tương đối thần thiện huyết mạch thao thiết hung thuật như thế ngạc nhiên sao ninh xuyên có chút kinh ngạc giết chết một đầu hung thú thì có thể được bên ngoài đại thần thông thuật đây thật là một khoản tốt mua bán phải biết rằng đại thần thông thuật không phải là cái gì thời gian đều có thể gặp phải bất kỳ một nói đại thần thông thuật đều nhất định có cực kỳ khủng bố hiệu dụng ninh xuyên mặc dù chưa nghe nói qua thao thiết hung thuật là bực nào tồn tại nhưng nghĩ đến thuật này tất nhiên cùng thao thiết bản tính có quan hệ chỉ sợ là có thể trợ lực tu luyện đại thần thông thuật đạo hữu người đối với quỷ kia lân thao thiết có hứng thú vài tên đi ngang qua tu sĩ thấy ninh xuyên nghĩ chân quan vọng cái kia kêu người không khỏi mở miệng hỏi không sai một đạo đại thần thông thuật nhiệm người nào đều sẽ cảm giác được ngạc nhiên ninh xuyên gật đầu đạo hữu ta xem a, à, ngươi còn là đừng đánh quỷ lân thao thiết chủ ý. Cái kia tu sĩ thấp giọng nói, có người nói, cái này hung thú 11 bị thi vết tông tập kết số lượng tông cường giả, đuổi giết gần một năm nhiều, bây giờ đang muốn đắc thủ, cái kia kêu gia hỏa, chỉ sợ là muốn từ thi vết tông trong tay chia một chén súp, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, thi vết tông. Rất mạnh sao, Ninh Xuyên cao mày hỏi, nghe vậy, mấy cái tu sĩ đều lộ ra hải nhiên ánh mắt, liên tục gật đầu, rồi lại không đề cập tới cái kia thi vết tông nửa chữ, dùng dập quay đầu đi đường đi. Ninh Xuyên chợt cảm thấy không thú vị, xoay người, sải bước đi hướng về phía đang mời chào người đồng hành tu sĩ. Đến gần phía sau, Ninh Xuyên chú ý tới, người này diện mạo thương lão, có nguyên anh đại viên mãn kỳ tu vi, hiển nhiên là thọ nguyên đem đến rồi phần cuối, tới lúc gấp rút cầu đột phá đâu. Thấy Ninh Xuyên qua đây, cái kia tu sĩ nhãn tình sáng lên, cười nói, quả nhiên, nơi đây không thiếu có chí chi sĩ a à. đạo hữu ngươi có thể nguyện với ta cùng cấp đi ninh xuyên hơi gật đầu nói nghe nói quỷ lân thao thiết có một loại thao thiết hung thuật là đại thần thông thuật hiểu công việc có bao nhiêu tu sĩ từ lão kia tu sĩ phụ cận đi tới một người trong đó hướng ninh xuyên mở miệng khen ngợi một tiếng thao thiết hung thuật chính là một loại quá gần thao thiết thần thú bản tính đại thần thông thuật bình thường tu sĩ cần được dùng linh đan phương có thể phụ trợ tu luyện cái kia tu sĩ nói, có thể ngươi nếu có cái này thao thiết hung thuật, liền có thể trực tiếp thôn vệ linh dược, thậm chí còn một ít yêu thú huyết nhục, do đó tu vi tiến nhanh, tốt một đạo thao thiết hung thuật. Ninh Xuyên đích sát có chút động tâm, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này thao thiết hung thuật, sợ rằng có thể cùng luyện yêu hồ sản sinh một chút cộng minh chỗ. Đến lúc đó, cố gắng cái này lưỡng đạo tồn tại có thể bổ sung lẫn nhau, có thể lực lớn vào cũng khó nói, ta danh triệu độ, quy giáp tông trưởng lão, bọn họ một đám đều là ta tông năm khinh tử đệ xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh dẫn đầu cái kia thương lão tu sĩ hướng ninh xuyên chắp tay hỏi ninh xuyên nhìn lướt qua trước mắt sáu người ngoại trừ triệu độ tu vi có nguyên anh đại viên mãn kỳ cao còn lại bốn nam một nữ trung tối cường một cái cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ cái này một phần thực lực còn xa không đủ uy hiếp được hắn ninh xuyên không tông người ninh xuyên nhỏ bé một chút đầu không tông Ninh đạo hữu tu vi bất phàm, mà lại tuổi trẻ, nếu như nguyện tìm một chỗ tông môn đặt chân, ta quy giáp tông đại môn lúc nào cũng rộng mở triệu độ nhãn tình sáng lên, đối với Ninh xuyên ý tưởng lại thay đổi vài phần, ở nơi này ma đường đảo trung, muốn tìm hung thú không khó, nhưng, muốn tìm một cái Ninh xuyên như vậy không tông tán tu người, lại như lên thiên. Ma đường đảo vẫn có một câu nói truyền lưu rất rộng, một ngày độc hành, ngày hôm sau hóa cốt triệu trưởng lão hay là trước đàm luận quỷ kia lân thao thiết một chuyện A, à, Ninh Xuyên tự do quen rồi, không thích vào tông, khắp nơi bị quản chế, Ninh Xuyên đạm nhiên cười nói, không sao cả, triệu độ cười ha ha một tiếng, nói, cái này quỷ lân thao thiết cũng không phải là bình thường yêu vương có thể so sánh, chúng ta như đụng với toàn thịnh nó, chỉ sợ 10 cái mệnh giả không đủ nó giết, ồ, Ninh Xuyên chân mày khẽ động, bất quá, lúc này đã có cái tuyệt hảo đích cơ hội khi vết tông liên hợp các tông cường giả, đêm này hung thú vây ở vắt ngang mấy triệu dặm ma đồ sơn mạch trung, hạ lạc không biết, triệu độ ám chỉ nói, như bọn ta như vậy vào núi tầm bảo tu sĩ không phải số ít, nếu là có cơ hội tình cờ gặp cái kia chỉ còn một hơi thở quỷ lân thao thiết, khả năng liền có thể ngồi mắt ăn bát vàng, nói nói đến chỗ này phân thượng, Ninh Xuyên xem như là nghe rõ, đám người kia căn bản sẽ không muốn cùng quỷ lân thao thiết cứng chọi cứng làm một cuộc, mà là muốn đi sửa mái nhà dột bất quá ninh xuyên cũng không ngại loại này hành vi con đường tu tiên muốn bưng tư thái khắp nơi quan minh chính đại là đoạn không thể được tốt ta đây liền cùng các vị đạo hữu cùng nhau đi chuyến này ninh xuyên đạm nhiên cười nói rất tốt chúng ta lập tức xuất phát lập tức vào núi triệu độ trong lòng cũng là vui vẻ vô duyên vô cớ lôi cái nguyên anh hậu kỳ lăng đầu thanh qua đây nếu thật là vào núi sau đó đụng phải cái gì cầm ninh xuyên để che một đỡ cũng là tốt vì để tránh cho bị ma đồ sơn mạch tứ diện phong tỏa quỷ lân thao thiết đại trận phát giác, triệu độ dẫn ninh xuyên đoàn người, chỉ lấy nghề khuân vác thuê, dùng hai ngày thời gian, mới, chỉ có, lướt qua đạo kia đại trận biên giới, ninh xuyên ngước mắt nhìn thoáng qua xa xa ma đồ sơn mạch, sơn lâm đen nhánh đứng vững, bắt ngang mấy triệu dặm xa, yêu khí trùng thiên, hoảng sợ không thể nhận ra thiên nhật, nơi đây có thể nói là ác tích đất một mảnh hung kỳ, đám người đều là nguyên anh kỳ bên trên tu vi, Mặc dù bộ hành đi đường, nhưng sau khi vào núi tốc độ cũng không chậm, hơi nửa ngày võ thuật, Ninh Xuyên đã đứng ở một chỗ vách đá dựng đứng bên 460 duyên, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ cực xa to bằng một cái mũi kim điểm đen, là yêu tu, Ninh Xuyên trong miệng nói một tiếng, triệu độ chờ, các loại, một đám tu sĩ mới đột nhiên tỉnh dậy, riêng phần mình phóng người lên, thả ra pháp bảo. Trải qua lúc trước cái kia truyền tống đại trận một chuyện phía sau, Ninh Xuyên càng là kết luận nơi đây chi hung ác, không cần lưu thủ, mấy hơi thời gian, cái kia châm chọc điểm đen liền phá không mà đến, thân hình trong mắt mọi người đột nhiên phóng đại, hóa ra là một đầu thân dài hơn trăm trượng phi lân cái kia phi lân dưới chân đạp thanh sắc lôi đình mây đen, hung con ngươi trợn tròn, nhìn Ninh Xuyên, há mồm phun ra một đạo đã đủ quán triệt thiên địa lôi trụ, ùng ùng, cút ngay, ai chống đỡ đường, người đó chết, cái kia phi lân phát sinh một kích này phía sau, hóa ra là miệng nói tiếng người cái kia lôi trụ so với ninh xuyên thân thể còn lớn hơn bên trên hơn hai lần, phá không tới, trong không gian, nổ vang một đạo quát tháo lôi minh, ninh xuyên mâu sắc đạm mạc, bước ra một bước, đại na di thuật làm hắn trong nháy mắt bước ra vạn trượng ở ngoài, trực tiếp xuất hiện ở cái kia phi lân cổ giao tiếp chỗ, so với nó cái kia hơn trăm trượng thân hình khổng lồ, ninh xuyên cùng trong lòng bàn tay ba vạn niên cửu kiếp kiếm, thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể, ninh đạo hữu, triệu độ trong miệng quát một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn lại sau đó một khắc trợn to, một đạo bừng tỉnh muốn cắt vỡ chân trời màu u lam lôi mang kiếm khí, cứ như vậy từ phi lân cổ chậm rãi xẹt qua, tam đại đầu lâu từ không trung ầm ầm trụy lạc, chương 323, ngập trời ma uy, che giết ngàn người, cái kia phi lân đầu lâu đang nhanh chóng rơi xuống đất trong quá trình, thời gian mấy hơi, đã bị một đạo hắc quan toàn bộ hấp xả nghiền nát, hóa thành huyết vụ, ầm ầm, cự đại thi thể đập đến non nửa mảnh nhỏ sơn đô đang chấn động, triệu độ chờ các loại một đám tu sĩ sáng lên tư thế lại mỗi người ngay tại chỗ nhìn lấy ninh xuyên đạp không mà đến ninh đạo hữu ngươi triệu độ cố nén kinh hãi trong lòng trung giọng đặt câu hỏi hắn vốn là nguyên anh đại viên mãn kỳ đại tu sĩ nhưng mắt thấy cái kia phi lân phá không mà đến quanh thổ lôi mang lúc nồng nặc cảm giác vô lực vẫn là tràn đầy trong lòng cái kia phi lân cũng là nguyên anh đại viên mãn kỳ tu vi kỳ xuất thân tông môn càng là thần bí mạnh mẽ cũng không hắn có thể trêu chọc tồn tại ai có thể nghĩ đến ninh xuyên xuất thủ tiện tay một kiếm liền chém phi lân đầu lâu không sao cả bất quá là dọn sạch một ít cảng đường con kiến hôi mà thôi chúng ta trước tiếp tục đi đường a ninh xuyên chắp tay thản nhiên nói là vẫn là đi đường phải muốn chặt triệu độ liên tu nói đúng cái tráng hiện ra vài giọt mồ hôi lạnh khi trước trên đường hắn còn không chỉ một lần nghĩ tới nếu thật là đụng phải quỷ lân thao thiết hoặc là cái gì cường địch, làm như thế nào làm cho Ninh Xuyên cái này tấm khiên thịt người phát huy hiệu dụng đâu. Hắn nhìn ra được, Ninh Xuyên thực lực, cũng không bình thường tu sĩ cái dạng nào. Đám người ngày đêm đi đường, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, ở nơi này ma đồ sơn mạch bên trong, liên tiếp liền đi qua gần thời gian một tháng. Ngày hôm đó, Ninh Xuyên cùng triệu độ đám người đem bước vào một mảnh cánh rừng bên ngoài lúc, mấy đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên, chư vị dừng bước. Một giọng nói ở trong không khí động tĩnh lấy, nói, nơi đây đã phong, chư vị mời đường cũ trở về, đừng có gây chuyện thị phi. Ninh Xuyên đứng ở cánh rừng này bên ngoài, mâu quan hiếp lại, rất nhanh liền nhìn ra, cánh rừng phương hướng các loại khí tức đều vô cùng cường liệt, hiển nhiên là có đại sự, không phải có thật nhiều các tu sĩ đều vào núi sao. Ninh Xuyên mỉm cười, mở miệng hỏi, không sai, những thứ kia tu sĩ đã nắm giữ vùng núi này các nơi địa giới, nhưng nơi đây rất là trọng yếu, bất luận cái gì tu sĩ không được đi vào thanh âm kia lại hướng ninh xuyên trả lời triệu độ vừa định mở miệng ninh xuyên lại giơ tay lên ngăn cản hắn chúng ta cũng không phải vào núi đi dạo là vì quỷ lân thao thiết mà đến nghe nói có không ít cường giả đang ở trục săn vật ấy ninh xuyên cười tủng tỉm nói quỷ lân thao thiết nghe vậy thanh âm kia kiệt kiệt cười lạnh nói bằng các ngươi thực lực bực này cũng muốn chạm đến bọn ta tông môn để mắt tới bảo vật ninh xuyên nhíu mày đơn giản trực tiếp cất bước hướng cánh rừng đi tới sưu sưu mấy đạo sắc bén âm thanh đồng thời nổ vang, ngay trước ninh xuyên đầu, hai thanh đoạn kiếm một mạch phá vỡ không gian, đâm về phía mặt của hắn. Len keng, ninh xuyên tùy ý dơ tay lên, đem cái kia hai thanh phẩm cấp bất phàm ngắn kiếm đồ tay niết đoạn, sau đó một đạo pháp lực chợt đánh ra, trong sát na, trong không khí có hai ba bóng người lấy một kích này, trong sát na bay ngược mà ra, đập gãy mười mấy cây thương thiên đại thụ phía sau, đứt gân gãy xương, khí tức hoàn toàn không có, một màn này, lại là lệnh triệu độ chờ, các loại, các tu sĩ thấy kinh hồn tán đảm, người này thực sự là nguyên anh hậu kỳ tu vi. E là cho dù là hóa thần kỳ đại tu sĩ cũng bất quá cũng như vậy thôi, tạo thanh chướng ngại vật trên đường, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ninh xuyên thần sắc không biến, nói một tiếng, liền cất bước hướng trong rừng đi tới, chuyến này qua đây, hắn vốn là vì mở sát lục chi tâm, vui sướng mà đi, đương nhiên sẽ không lưu ý những người này chết sống. Một đường đi về phía trước, ninh xuyên khi thì xuất thủ diệt sát nằm vùng ở dọc đường bốn phía các thám báo dẫn triệu độ chờ các loại tu sĩ tiếp tục hướng sơn lâm thâm xử bước đi càng là bước vào mảnh rừng ở chỗ sâu trong địa thế càng phát ra thấp bé ninh xuyên chỉ cảm thấy dường như đi vào một cái sơn cốc một dạng dọc theo con đường này hắn xuất thủ giết chết những thứ kia tu sĩ bên trong tối cường một cái cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ tu vi mặc dù không kém nhưng không coi là cao thủ ninh xuyên trong lòng rõ ràng chân chính cường giả đỉnh cao, lúc này tất nhiên đều ở đây sơn cốc nơi trọng yếu liệp sát quỷ kia lân thao thiết, tuyệt đối không thể ở bên ngoài xuất hiện, người nào, liền tại ninh xuyên cùng triệu độ đám người bước vào một tòa càng thêm thấp lùng hạch tâm ven rìa sơn cốc lúc, xa xa vang lên một tiếng như lôi bạo uống. Trước cuộc, những thứ kia các tông cường giả đỉnh cao nhóm, đều phát hiện một đường dết tới ninh xuyên, ninh xuyên cũng khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn chỉ nhìn thấy, trước mặt cái tòa này tiểu sơn cốc bên trong, chí ít cũng có hơn một nghìn danh tu sĩ đầu người bắt đầu khởi động tiếng quát tháo chấn thiên các loại pháp lực cùng pháp bảo đều bay lên hiển nhiên đang muốn động thủ triệu độ cùng sau lưng mấy cái tông môn đệ tử lúc đó sắc mặt liền tái rồi cái này hơn một nghìn tên địch nhân làm sao còn đánh sách ninh xuyên cao mày lẩm bẩm khổng lồ như thế số lượng dùng để tế vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên làm lại không quá thích hợp đó là người phương nào giết hắn đi giết dưới sơn Cốc Phương đã có không ít tu sĩ phóng người lên, hướng về nghìn trượng trên sơn Cốc Ninh Xuyên đánh tới. Triệu Độ hai chân rung lên, nhìn về phía Ninh Xuyên lúc, cũng không cảm thấy sửng sốt một chút, bạch y phần phật mà phát động, Ninh Xuyên trên mặt hiện ra một đạo đạm mạc cười nhạt, cứ như vậy từng bước một bước vào không trung, bao trùm ở phía trên thung lũng này cái kia rõ ràng lãnh ngạo nhưng mâu quang, xác thực trấn trụ một đoàn tu sĩ, bọn họ mơ hồ từ trên người Ninh Xuyên cảm thấy một cổ cực hạn cảm giác nguy hiểm, thậm chí so với kia đầu quỷ lân thao thiết, còn muốn hung ác, ô ô, một đạo hắc sắc tinh kỳ bay lên cao, trong sát na, chốc lát thiên không bị cái kia che khuất bầu trời đen thùi bao trùm, đó là một đạo như tinh kỳ một dạng chiêu hồng phiên, trên đó như mực đậm bắt đầu khởi động, lại có thể thấy được hàng vạn hàng nghìn dữ tợn mặt mũi tư gào dãy dụ. Phô thiên cái địa hung ác oán khí, vanh yết xuống, nghìn vạn đạo oán linh hét dài gọi khóc thét thanh âm, sau một khắc, vang vọng đất trời, Ninh Xuyên đứng ở không trung bất động, bàn tay sáng lên một đạo bảo quang, đang khống chế được thăng nhập không bên trong cái kia vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên. Hắn đang cố ý mở rộng cái này vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên uy năng lĩnh vực, cho đến đem cả tòa sơn cốc bao trùm ở, trong sát na, nghìn vạn đạo oán linh hét dài gọi phát sát xuống. Từng đạo phốc phốc tiếng bên tai không dứt, từng cái các tu sĩ đầu lâu bạo tạc ra một đoàn huyết hoa trực tiếp mới ngã xuống đất mà chết, hơn 10 hơi thở thời gian, lớn như vậy trong sơn cốc, chết rồi hoàn toàn mờ mịt tu sĩ, mỗi người đầu lâu bạo liệt, thi thể không được đầy đủ. Cả tòa sơn cốc bên trong, hoàn toàn không thể nhận ra nửa điểm màu đất, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là sền sệt một mảnh tinh hồng, phen này luyện ngục tu la tràn một dạng sâm sâm chi cảnh, lệnh triệu độ chờ, các loại, không bị liên lụy các tu sĩ sợ vỡ mật, dưới chân rung lên, không được nuôi lại, vạn vạn không nghĩ tới ninh xuyên thật không ngờ gan to bằng trời dám luyện chế như vậy ma đạo cấm kỵ chí bảo ninh xuyên trong con ngươi hiện ra một phần không vui thông dong rơi vào sơn cốc hắn không vui là bởi vì cái kia vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên đang thu nạp cái này hơn ngàn tu sĩ huyết nhục nguyên thần sau đó khoảng cách đột phá vẫn là kém một bước nhỏ nhưng bên trong sơn cốc kia lại cũng không thiếu tu sĩ chặn vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên hung uy đội ninh xuyên rơi vào sơn cốc phía sau liền thấy nơi đây chính là một mảnh phương viên mấy ngàn trượng bằng phẳng địa giới, nơi trung tâm, một đầu tựa như là núi cự đại, vẫy toàn thân nghiền nát, huyết nhục băng liệt, như thao thiết một dạng màu đỏ đen hung thú, đang lẳng lặng trì phục trên đất, chương 324, cửu tông vây kín, khó thoát thăng thiên, nó hơi thở kia đã yếu ớt gần không thể nghe thấy, ở nó quanh mình, đứng thẳng chính đạo khí tức cùng quan diễm mỗi người không giống nhau thân ảnh, có ý tứ, có thể lấy bản thân thân giết chết hơn ngàn tu sĩ, đi tới nơi này, thủ đoạn được, ở giữa, một gã hắc bào nam tử ở không trung lưu động, cái kia tóc đen ở sau lưng lưu động chi chít, như một chỉ hắc sắc thụ đồng, lạnh lùng nhìn chầm chầm ninh xuyên, người này khí tức phá lệ thâm trầm, chính là một gã hóa thần kỳ cường giả, vị đạo hữu này nếu như tới tìm quỷ lân thao thiết, vậy chỉ sợ là ngươi tới chậm một bước, nó là của chúng ta, khắc một giọng nói vang lên, mở miệng nữ tử một thân nguyệt sắc tuyết quần, mắt tím tóc tím cái kia dáng người cùng dung mạo đích xác là khuynh thành tuyệt diễm, nhưng hết lần này tới lần khác quanh thân gia dẻ đều là ngân tương một dạng sắc cho tàn, làm người sợ hãi. Hai người này đều là hóa thần kỳ tu vi, lúc này đang có nhiều ý vị đánh giá Ninh Xuyên, dường như cũng hoàn toàn chưa từng để ý, cái kia bị Ninh Xuyên giết chết hơn ngàn tu sĩ, quỷ lân thao thiết đang ở trước mắt, hôm nay, ta nhất định muốn, Ninh Xuyên mâu sắc thông dong thản nhiên nói, ha 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 một đạo như bò hống một dạng tiếng cười điên cuồng vang lên, người nọ thể chất khôi vĩ dị thường, sinh lần đầu một căn sĩ kim sắc độc giác, lưng mọc chồng chất dực, trong tay vuốt vuốt một căn trệ xương 987 trường mâu, làm ngươi là nhân vật nào. Muốn quỷ lân thao thiết, đơn giản là mơ mộng hảo huyền, người cường giả kia cười rồi nửa ngày, mới mở miệng kêu lên, chẳng lẽ là ngươi là nhận định, bằng bản lĩnh của ngươi, đã đủ lay động bọn ta cửu tông người sao một gã áo xám lão giả chậm rãi nhìn về phía Ninh Xuyên, trong con ngươi là mất đi sắc cho tàn, quanh thân thi khí trùng thiên, cửu đạo bất đồng thân ảnh, mỗi cái thuộc ma đường đảo cửu đại tông môn, Ninh Xuyên đứng chấp tay, vẫn chưa đáp lại, mâu quan từ những cường giả này trên người đảo qua, quả nhiên, nơi này chính cái cường giả riêng phần mình đều là huyết khí mạnh mẽ tột cùng, toàn bộ đều ở hóa thần kỳ bên trên, đều là các tông rất cao nhân vật, thăm dò đủ rồi sao, một gã mặt kim bích sắc trường bào, ông ấp cốt kiếm thanh niên không kiên nhẫn nói người giết bên ngoài hơn một nghìn danh tu sĩ cũng làm thỏa mãn mau mau rời đi a à, ninh xuyên như trước chưa từng để ý tới cái gia hỏa này ngắn ngủi thấy rõ sau đó ninh xuyên liền phát hiện nơi đây trừ cái này chính cái hóa thần kỳ cường giả ở ngoài liền không có người nào nữa mai phục xác thực nói chi mặc dù là có những người đó từ lâu tại cái kia vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên ngập trời hung uy bên trong bỏ mạng có ý tứ nếu đạo hữu khư khư cố chấp, như vậy, hôm nay ngươi lại cùng cái này quỷ lân thao thiết làm bạn, cùng nhau lên đường, lúc trước cái kia ngân tương màu da, đẹp như thiên tiên tuyết quần nữ tử lên tiếng lần nữa, chậm đã, một gã sư tử thủ thân người, một thân dáng vẻ khí thế độc ác đằng đằng yêu tu nhếch môi, nói, vị đạo hữu này, khí phách phi thường, thủ đoạn hung ác độc địa, nhưng có ý nguyện vào bọn ta chi tông môn, ồ, Ninh Xuyên lần đầu tiên cảm thấy có chút thú vị, liền mở miệng nói, chưa vị xuất thân bực nào tông môn, bọn ta chính người, xuất thân cửu tông, bất quá sao, cái này ma đường đảo bên trên, bất luận cái gì tông môn đều muốn đưa về một đạo thế lực mà đi, đó chính là ma đường địa uyên, sư tử thủ yêu tu đạo, nơi đây cung phụng có ma đường đảo từng đi ra một gã truyền kỳ đại năng tượng đắp, đó là vạn cổ bất diệt nhân vật cường hoành, lại, vị này từng lưu lại một đạo truyền thừa, được xưng loạn ma cực trải qua, chính là vô thượng đại thần thông thuật. Người chiếm được, có thể được vô thượng trí cao chi vị, thành tựu tiên đạo, cái kia ôm lấy cốt kiếm kim bích trường bào thanh niên cũng nói. Lại là một đạo vô thượng đại thần thông thuật, nên xuyên thầm nghĩ trong lòng, mấy tên này trong miệng nói ra, ngược lại giống như chuyện như vậy, nhưng, tung thật có vô thượng đại thần thông thuật truyền thừa, bọn người kia cũng sớm nên nghĩ hết tất cả biện pháp đi kiếm đến truyền thừa. Lúc này, chính người này bên trong, không có một cái được vô thượng đại thần thông thuật, cái này đã nói một vài vấn đề ta chỉ hỏi một chuyện ninh xuyên mở miệng chỉ chỉ quỷ lân thao thiết nói vật ấy nếu khiến cho ta ta liền vào các ngươi nói ma đường địa uyên cái này sợ rằng không được hắc bào tóc đen nam nhân kia nói bọn ta lao lực thiên tân vạn khổ dùng mấy năm thời gian truy sát cái này hung thú mới đem bức tiến tử địa bên ngoài bảo thuật khó có được vật này xác thực không thể tương nhượng thật sao ninh xuyên cười nhạt nói một đầu quỷ lân thao thiết còn không nguyện nhường cho ta coi như ta nhập ma đường địa uyên chỉ sợ cũng với tới không đến cái kia vô thượng đại thần thông thuật lời ấy sai rồi hôi bào trong mắt xám lão giả kia mở miệng nói quỷ lân thao thiết thực sự đặc thù như vị đạo hữu này có ý định bọn ta từ nay về sau có thể làm ngươi thay một đầu yêu vương liệp sát nhưng vật ấy kiên quyết không thể tương nhượng có thể để cho mấy cái này hóa thần kỳ lão quái vật như vậy vướng víu không nguyện buông tay đồ đạc nên xuyên lúc này càng là tin tưởng cái này quỷ lân thao thiết nhất định có huyền cơ, ta chỉ cần cái này quỷ lân thao thiết, khác hết thảy không hỏi, Ninh Xuyên đồng dạng không lùi bước chút nào, thản nhiên nói, vậy liền không cách nào, đầu kia sinh sĩ kim độc giác, lưng mọc chồng chất giật tráng hán ồn ồn nói, thiếu cùng cái này cùng đồ phí miệng lưỡi, giết hắn trước, đã có cường giả hãng tiếng gầm rú nói. Ninh Xuyên trong con ngươi hiện ra một phần chẳng đáng màu sắc, vẫn chưa nóng lòng động thủ, hãy để cho ta tới. Để cho ta xem, là bực nào mặt hàng, dám mơ ước bọn ta quỷ lân thao thiết. Cái kia sĩ kim độc giác tráng háng bước ra một bước, phía sau chồng chất dực triển mở chừng bên ngoài hơn 10 trượng, tươi sáng kim quang, thép vũ tranh nhưng, người này là kiêu thú nhất tộc trung thiên sinh dị biến sau một lòng cường giả, hoàng kim kiêu thú, đồng thời tu vi đã bước vào hóa thần kỳ, thực lực hung hãn không gì sánh được, không phải, ứng với từ ta xuất thủ muốn người này tính mệnh, ông lấy cốt kiếm ly hỏa yêu tộc thanh niên cũng nhảy ra một bước, hướng Ninh Xuyên đánh tới, không cần nhiều lời, trước hết giết người này, miễn trừ hậu hoạn, cái kia ngân tương màu da thiên băng tuyết yêu cũng doanh doanh phá không tới, làm sao, gấp gáp, Ninh Xuyên không nhịn được cười một tiếng, hống, trước mà đến, chính là cái kia hoàng kim kiêu thú bá chủ, cái kia chui trệ sương trường mâu một kích vung ra, kéo ra nghìn vạn đạo nồng nhiệt kim xà điện, toàn bộ oanh sát tới, một kích này đánh xuống, thiên khung chấn động, bá liệt khí độ bạo phát, suýt nửa đem sơn cốc chấn động suy sụp, Ninh Xuyên đánh trả, giơ tay lên, ba vạn niên cửu kiếp kiếm xa xa liêu chém một kích mà ra, một đạo u lam lôi mang chém tới, ùng ùng, nhị sắc cường quan bạo phát, đất trung núi chuyển, tiếng động chấn thiên triệt địa, vần sáng tán đi phía sau, lệnh còn lại tám tông cường giả ngạc nhiên là, chính diện ngạnh hám, so đấu lực lượng, hóa ra là được xưng lực lượng chi tổ hoàng kim kiêu thú bá chủ thất bại, hắn cái kia thân thể cao lớn bên trên, mông lộn từng đạo tinh mịn lam sắc xà điện, ầm ầm bay ngược ra trăm trượng có hơn, mới đứng vững thân hình, điều này sao có thể? Cực thiện lực lượng ngạnh hám hoàng kim kiêu thú, lại biết không địch lại người này, một đám các cường giả sắc mặt ngạc nhiên, dồn dập kinh hô thành tiếng. Trên thực tế, Ninh Xuyên cũng có chút kinh ngạc, hắn sở kinh nhạ, là mình một quyền này trung nội hàm quanh thân pháp lực. Thậm chí đem tụ lý càng không thuộc một phần lực lượng cũng ám ẩn trong đó Như vậy một kích thậm chí chỉ có thể đem cái kia hoàng kim kiêu thú bá chủ đánh lui, như đổi thành tầm thường tu sĩ, chỉ sợ một kích này liền muốn thân thể nổ bể, chương 325, ma vương hung uy, có chút nội tình, có thể tiếp được ta cái này một kích, ninh xuyên trong miệng nói một tiếng, nhìn lấy cái kia hoàng kim kiêu thú, hỗn đảng, hoàng kim kiêu thú khí nộ tột cùng, trong miệng hét lớn một tiếng, lần thứ hai xông về phía trước, cùng ninh xuyên tư đấu, ung ùng, pháp lực bạo chấn băng liệt, bên trong sơn cốc chung quanh chấn động, quanh mình cái kia tám gã cường giả cũng trước sau có động tác, như thế tốt lắm, mau sớm đem người này giết chết, để tránh khỏi bàn sinh sự cố, cái kia hôi bào trong mắt xám lão giả trong miệng kiệt kiệt cười lạnh, khô cạn cành cây tựa như hai tay đưa về phía bầu trời. Trong sát na, bồng bột như mây đen chướng ngày thi khí từ trong thiên địa dân mà đến, thi tu, ninh xuyên mâu quan khẽ nhúc nhích, một chưởng đánh lui hoàng kim kiêu thú, trở tay tế xuất ba vạn niên cửu kiếp kiếm, phủ đầu một kiếm bổ ra oanh một đạo sắc bén kiếm mang hoa chém mà ra suýt nữa đem cái kia hoàng kim kiêu thú một cái cánh tay trực tiếp chém gãy làm hắn ngã xuống mấy bước trong miệng gào lên đau đớn không ngừng chư vị bọn ta thích hợp đánh nhanh thắng nhanh mau sớm giết chết người này cái kia ngân tương màu da băng thiên tuyết yêu trong miệng phát sinh một đạo tiếng rít một vòng như băng hoàng một dạng khí tức từ nàng ấy thân thể mềm mại trong nháy mắt bạo chấn ra cái kia băng hoàng có thể đạt được chỗ dù là đất đá cây cối hay hoặc là huyết nhục chi khu, đều sẽ bị hóa thành đá đông kết một dạng huyền băng. Có ý tứ, đầu của người nọ, ta muốn, ông lấy cốt kiếm ly hỏa yêu tộc thanh niên trong miệng gào to một tiếng, kiếm mang kéo vượt trội xa hơn trượng, hướng ninh xuyên bổ tới. Cùng lúc đó, cái kia hôi bào trong mắt xám thi tu lão giả đã sử dụng một huyết nhục thi khôi, vật ấy ngoại hình lại tựa như người, tứ chi cường tráng thanh hắc, kiên nhược tinh cương, lại bách độc bất xâm, đao kiếm khó phá người, chính là thi khôi thuật sở triệu tà vật, những phương hướng khác vài tên cường giả cũng dồn dập động rồi. Cửu tông cường giả, chính vị hóa thần kỳ đại tu sĩ, cái này dạng một phần thực lực, dù là người nào tới, chỉ sợ đều muốn ở chỗ này nuốt hận, phải biết rằng, chính người này, đại biểu chính cái tông môn đỉnh tiêm thế lực, lại riêng phần mình cùng nhau trông coi, cũng không nên xuyên như vậy đơn đã độc đấu, chạy, Ninh xuyên mâu quan bình tĩnh, quanh thân pháp lực lại dấy lên đằng đằng thương diễm, bước ra một bước, thân hình tiếp theo một cái chớp mắt liền vào trên cao. Trong sát na, cái kia bản thể cấp tốc đột nhiên tăng đến vạn trượng pháp tướng, pháp võ thiên, hắc bào tóc đen nam nhân trong con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc, bực này đại thần thông thuật, thật sự là cho dù tốt nhận rõ bất quá, bọn họ những thứ này hóa thần kỳ cường giả, tự nhiên cũng am hiểu sâu bên ngoài uy, giết, yes, ninh xuyên trong con ngươi hiện ra vẻ tàn khốc, giơ tay lên hư chiêu, một đoàn che khuất bầu trời hát quan trong nháy mắt bạo phát, ô, thê lương chấn động tiếng khóc, trong sát na truyền cùng ngoài vạn lý, phương viên trăm dặm bên trong, yêu thú chấn động hoảng sợ kinh sợ, sản xuất tại chỗ không lên. Một cổ cùng bạo hung ác chí cực khí tức bay lên, hướng về quanh mình đại địa che mà đi, cửu tông cường giả đồng thời nhìn lại, cái kia treo ở trên trời cao, là một thanh ấm, một thanh tạo hình xưa cũ hắc sắc ấm. Tại cái kia hồ thân bên trên, dường như có thể thấy được ức vạn oán linh hét dài gọi bắt đầu khởi động tư thế, bên ngoài tiếng bên ngoài uy, lạnh thấu xương tột cùng, động thủ, hoàng kim kêu mỏm thú trung quát lên một tiếng lớn, vỗ cánh vọt người, đem bàn tay chui này trường mâu đột nhiên ném về phía trên cao. Kết lạc, một đạo tiếng sấm vang lên, cái kia trường mâu nhập không phía sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, đánh thẳng hướng luyện yêu hồ bản thể. Đối với lần này, Ninh Xuyên trong con ngươi hiện ra một phần chẳng đáng. Oanh, từ luyện yêu hồ bản thể trung, cũng tương tự bạo phát ra một đạo cực hạn hắc mang sở ngưng hắc điện, đón trường mâu đánh xuống, trong nháy mắt, hoàng kim kiêu thú cái kia trường mâu hôi phi yên diệt, đạo kia ô quan trực tiếp phá khai rồi hắn mạnh mẽ dị thường thân thể, ở ngực hiện ra một cái lỗ máu, băng thiên tuyết yêu hai tay nặng ra đến băng pháp quyết, hướng ninh xuyên cái kia vạn trưởng pháp tướng đánh ra lưỡng đạo rung sợ hàng pháp lực. Ninh xuyên mâu quan lạnh lẽo, trở tay cầm ba vạn niên cửu kiếp kiếm lăng không nhất kiếm, trực tiếp đánh tan cái kia băng thiên tuyết yêu pháp lực, tiện thể đem thi tu lão giả cái kia tinh cương thi khôi chém đứt một cánh tay, ly hỏa yêu tộc thanh niên kia cầm lấy cốt kiếm đón đầu giết tới, lại bị ninh xuyên trước mặt luyện yêu hồ trực tiếp đánh bay nghìn trượng ở ngoài, tiên huyết cùng phúng, thời khắc này ninh xuyên, chân đạp ma đồ sơn mạch, mâu quan bể nghệ tinh thần, bạch y cổ động, đối mặt cái này cửu tông cường giả, nghiễm nhiên nếu như một vị lâm thế ma vương vậy hung hãn đối mặt chính tên hóa thần kỳ đại tu sĩ vây kính, Ninh Xuyên dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức chứng thực phỏng đoán của mình. Hiện nay bước vào nguyên anh hậu kỳ hắn, đã đã đủ sánh ngang những thứ này hóa thần sơ kỳ đại các tu sĩ, đồng thời sở hữu luyện yêu hồ loại này thông thiên dị bảo, đã đủ ấn trên mặt đất nghiền ép, đồng thời đánh vỡ không thể vượt qua một cái đại cảnh giới giới hạn. Người đến tột cùng là người phương nào, thi tu lão giả sắc mặt hiện ra một vệt kinh sợ, ninh xuyên, ninh xuyên trong miệng một đạo quát lạnh, sau một khắc, luyện yêu hồ bên trên hung uy đại thịnh, ngập trời hắc sắc cơn lốc gào thét dựng lên, một sát na võ thuật, sơn cốc này quanh mình mấy ngàn dặm bên trong, núi lâm oanh minh, cây cối suy sụp nứt, không biết bao nhiêu yêu thiện tại cái kia thông thiên dị bảo ngập trời hung uy phía dưới bạo đầu mà chết, oanh, luyện yêu hồ một mạch hóa thành một đạo hắc mang bay ra, mở ra giữ tận miệng khổng lồ, một mạch đem cái kia bị thương nặng hoàng kim kiêu thú xé vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt luyện hóa, ninh xuyên giết hắn đi, còn lại tám tông cường giả mỗi người sắc mặt hải nhiên, bọn họ ai cũng chưa từng nghe nói qua Ninh Xuyên hung uy, từ hôm nay trở đi, ta Ninh Xuyên tên, chính là cái này ma đường đảo thông thiên lệnh, Ninh Xuyên quanh thân huyết khí bắt đầu khởi động, luyện yêu hồ tế xuất, tiện thể đem vạn hồn bạch cốt chiêu hồn phiên dương vào trong tay, tả hữu tịch quyển ra lưỡng đạo gào thét quán linh cương phong, cùng vọng tột cùng, chính là Nguyên Anh Kỳ, ngươi thật cho là, bằng ngươi những thứ này pháp bảo, là có thể đem ta chờ, các loại, mai tán nơi này sao? Cái kia hắc bào trong miệng nam nhân kêu to một tiếng, tế xuất bổn nguyên linh hỏa, hướng ninh xuyên đánh giết tới. Bổn nguyên chi lực, từ xưa đến nay chính là kinh khủng nhất lực lượng, một ngày làm nổ, hậu quả khó mà tưởng nổi. Quanh mình cái kia bảy tên cường giả đồng dạng tế xuất riêng mình giữ nhà pháp thuật, không có chút nào lưu thủ, nhất định phải đem ninh xuyên hợp giết ở chỗ này. Ung ùng một đạo đốt thương diễm cốt kiếm trước mặt chém tới. Ninh Xuyên trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, vạn trượng pháp tướng lần thứ hai bạo tăng đến 10 vạn trượng có hơn, dơ tay lên đấm ra một quyền, trong sát na, quyền kiếm giao tiếp chỗ, bạo phát ra nghìn vạn đạo lộng lẫy vô cùng quan mang, ly hỏa yêu tộc thanh niên phun ra một ngụm huyết vụ, khí tức cấp tốc trừ khử, ngay tại lúc đó, Ninh Xuyên ngước mắt, nhìn về phía đang hướng hắn một chân liều chết xông tới cái kia tinh cương thi khôi. Thứ này cũng không phải vật còn sống, cũng không trí tuệ, vì vậy không sợ chết, lao thẳng về phía Ninh Xuyên chân, làm cái nào một tiếng, Ninh Xuyên nhấc chân, hung hăng đạp xuống, như đạp trúng một khối đóng băng một dạng, trong nháy mắt tuôn ra một đạo ầm vang, ngay tại lúc đó, mấy tên khác cường giả cũng giết tới, nhưng bọn họ công kích, cũng không một, không. Bị luyện yêu hồ toàn bộ thôn vệ mà đi, giết. Ninh Xuyên trong con ngươi hiện ra hai điểm tinh hồng quang mang, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, ngập trời pháp lực dân bốc lên, cùng luyện yêu hồ cái kia hung uy hòa hợp một đạo, quanh, thê lương trí cực ô minh hét dài gọi âm thanh, trong nháy mắt liền đem còn lại vài tên cường giả lỗ tai chấn được vết máu giàn dụa, mặt lộ vẽ thống khổ màu sắc. Cái kia tràn đầy thôn vệ cùng luyện hóa lực, đang ngập trời tịch quyển hắc sắc cân lốc, sau một khắc liền hung hăng đâm vào đáy cốc núi.